Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2056, chết để sau sống lại 4. Sau khi Tổng thống Hồng rời đi không lâu thì ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cầu thang, Hồng Chính Tể, con trai duy nhất của hắn đi xuống. Trương Dương đánh giá Hồng Chính Tể, phát hiện bộ dạng của thằng ôn này quả thực rất anh tuấn tiêu sái, ít nhất trong trên ngũ quan so sánh với mình cũng không hề kém hơn, mọi người tranh nhau tới bắt chuyện, Hồng Chính Tể cũng tỏ ra hòa ái, khách khí chào hỏi mỗi người, nụ cười của hắn cũng rất mê người, tạo cho người ta một loại cảm giác có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất dễ gần. Trương đại quan nhân trong lúc vô ý nhìn thấy Doãn Tố Nguyện đứng ở một góc đằng xa, từ sau khi Hồng Chính Tể xuất hiện thì ánh mắt của cô ta không hề rời khỏi hắn, Trương đại quan nhân bằng trực giác phán đoán ra rằng quan hệ của Doãn Tố Nguyện và Hồng Chính Tể không phải đơn giản, chẳng lẽ hai người từng yêu nhau. Hồng Chính Tể cuối cùng cũng chú ý tới Doãn Tố Nguyện, hắn ngây ra một thoáng, trên mặt lóe lên một tia yêu thương rồi nhanh chóng quay sang người khác, tiếp tục mỉm cười chào hỏi. Trương đại quan nhân nhìn thấy trong hai mắt của Doãn Tố Nguyện có ánh lệ, rõ ràng là nước mắt thương tâm, Trương đại quan nhân cầm một ly rượu đi tới bên cạnh Doãn Tố Nguyện, đưa rượu tới trước mặt cô ta. Doãn Tố Nguyện ngây ra một thoáng, cầm lấy ly rượu mà Trương Dương đưa, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, dùng tiếng Hàn nói cảm ơn. Trương đại quan nhân cười cười, dùng tiếng Anh đáp lại, xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Hàn. Doãn Tố Nguyện cười cười, tiên sinh không phải là người Nam Triều Tiên à? Trương Dương nhấp một ngụm rượu rồi nói, người Hong Kong, làm ăn ở đây. Doãn Tố Nguyện gật đầu, cảm giác nam tử trước mắt rất quen, nhưng trong nhất thời lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp ở đâu, cô ta nói khẽ chúng ta trước đây đã từng gặp mặt chưa? Trương Dương nói, tiểu thư trước đây đã tới Hong Kong chưa? Doãn Tố Nguyện lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy còn nước Mỹ? Doãn Tố Nguyện trầm tư. Tổng thống Hồng lại xuất hiện trong đại sảnh, hắn ra cửa nghênh đón đại sứ tân nhiệm của Trung Quốc, Trương đại quan nhân đưa mắt nhìn lại, không ngờ đại sứ tân nhiệm này lại là người quen cũ của hắn, tổng lãnh sự của lãnh sự quán Trung Quốc tại New York Thư Anh Hằng, kể ra thì Thư Anh Hằng còn là bạn cũ của Cố Doãn Chi, lúc trước Trương Dương tới nước Mỹ báo thù cho Cố Giai Đồng, từng được hắn giúp. Thư Anh Hằng mỉm cười bắt tay với Tổng thống Hồng, hai người hàn huyên gì đó, thời gian Thư Anh Hằng nhậm chức tuy rằng không lâu, nhưng đã quan hệ rất tốt với cao tầng Nam Triều Tiên, bởi vậy có thể nhìn ra năng lực ngoại giao chắc tuyệt của y. Trương đại quan nhân không hề lập tức tới chào hỏi, hắn nhìn Doãn Tố Nguyện bên cạnh, phát hiện ánh mắt của cô ta vẫn dính chặt lên người Hồng Chính Tể, trong lòng đã đoán ra. Doãn Tố Nguyện và Hồng Chính Tể tất có tình cảm, Kim Thừa Hoán và Tổng thống muốn thông qua phương thức hôn nhân để gia tăng liên minh, nhưng cách làm của họ lại không đúng sở nguyện của con cái mình. Lúc này trước cửa lại truyền đến một trận xôn xao. Chính là Kim Mẫn Nhi đến, cô ta khoác tay cha, Kim Thừa Hoán mặc quân phục, quân hàm và huân chương trước ngực đã thể hiện ra địa vị hơn người trong giới cua di. Kim Mẫn Nhi mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, tóc quấn thành hình hoa sen, da thịt trắng nõn, mặt mày như, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm, đẹp tới mức khiến cho người ta say đắm, giống như không thuộc về trần này. Mỗi một nam ở đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn, không khỏi hâm mộ Hồng Chính Tể, thằng ôn này đã tu mấy đời mà có phúc như vậy. Không ngờ có thể cưới được nữ nhân xinh đẹp thế này. Mắt của Hồng Chính Tể cũng sáng rực lên, nhưng lập tức hắn lại có bất an nhìn về phía xa, tìm kiếm thân ảnh của Doãn Tố Nguyệt, nhìn thấy Doãn Tố Nguyệt một mình cầm chén rượu đứng trong góc, ánh mắt của Hồng Chính Tể lập tức ảm đạm. Kim Mẫn Nhi khí chất cao quý thanh lịch, nếu nói có chỗ nào không được hoàn mỹ thì chính là vẻ mặt của cô ta quá mức lạnh lùng, giống như không hề dung nhập vào trong hoàn cảnh vui vẻ này. Kim Thừa Hoán dẫn con gái tới trước mặt Tổng thống. Mỉm cười giới thiệu, bác Hồng của con, không cần cha giới thiệu đâu nỉ. Kim Mẫn Nhi gọi một tiếng bác Hồng, nhưng mặt lại không hề có nét cười, Kim Thừa Hoán cười ha ha, nói, Mẫn Nhi tối nay vô cùng khẩn trương. Tổng thống Hồng gọi con trai tới bên cạnh, cười nói, đây là Chính Tể con tôi, hai người trước đó chắc cũng gặp nhau rồi, có điều mấy năm nay nó đi du học ở Mỹ, vừa trở về không lâu. Hồng Chính Tể mỉm cười nói với Kim Mẫn Nhi, chào cô. Kim Mẫn Nhi rất máy móc đáp lại, chào anh. Tổng thống Hồng cười ha ha, nói, người trẻ tuổi hai đứa sẽ quen nhau rất nhanh thôi, Thừa Hoán, không ngờ anh mang binh đánh giặc lợi hại, nuôi con gái cũng lợi hại như vậy. Kim Thừa Hoán cười nói, Chính Tể cũng rất là nhất biểu nhân tài. Hắn nói với Hồng Chính Tể, tôi giao Mẫn Nhi cho cậu chiếu cố nhé. Tổng thống Hồng mỉm cười nói, để bọn trẻ nói chuyện với nhau, chúng ta đi chào hỏi khách.
Kim Thừa Hoán đi về phía Thư Anh Hằng rồi chào hỏi y. Thư Anh Hằng cười nói, con gái của Kim tướng quân thực sự rất xinh đẹp. Kim Thừa Hoán cười ha ha, khách khí nói, đâu có, đâu có. Hồng Chính Tể bảo Bồi Bàn đưa hai chén rượu, đưa một chén cho Kim Mẫn Nhi lại không nhận, lạnh lùng nói, tôi trước giờ không uống rượu. Hồng Chính Tể cười cười, nụ cười của hắn ít nhiều có vẻ xấu hổ, hắn là người thông minh, có thể cảm thấy tình tự của Kim Mẫn Nhi không tốt. Hồng Chính Tể lại bảo Bồi Bàn đưa hai cốc nước trái cây, ánh mắt của Kim Mẫn Nhi hư vô mà phiêu, cô ta tuy rằng ở trong vũ hội, nhưng trong đầu lại chỉ có bóng dáng của Trương Dương, cha dùng phương thức hôn nhân để đạt được mục đích củng cố quyền lực của bản thân. Qua một lúc nữa, hắn và Tổng thống sẽ ở trước mặt mọi người tuyên bố mình và Hồng Chính Tể đính hôn. Kim Mẫn Nhi lắc đầu, cô ta không có bất kỳ tình cảm gì với Hồng Chính Tể, trên thế giới này trừ Trương Dương ra thì không có bất kỳ ai có thể đả động tới nội tâm của cô ta. Nhưng cha lại dùng tính mạng của Trương Dương ra để áp chế, hành vi như vậy khiến cô ta lạnh lòng, nhưng cô ta lại không thể không khuất phục dưới áp lực như vậy. Vì Trương Dương, cô ta có thể dâng hiến tất cả, cho dù là sinh mệnh của mình thì cũng vậy. Nghĩ đến đây, Kim Mẫn Nhi lại có chút nhớ nhung muốn rơi lệ, nhưng cô ta không thể khóc, càng ở trước mặt người khác thì càng phải biểu hiện ra sự kiên cường của mình. Hồng Chính Tể lại đưa nước trái cây cho cô ta, Kim Mẫn Nhi tiếp lấy rồi uống một ngụm. Hồng Chính Tể nói khẽ, cô không vui à? Kim Mẫn Nhi không nói gì. Hồng Chính Tể nói, cô không muốn đính hôn với tôi. Kim Mẫn Nhi vẫn không nói gì. Hồng Chính Tể nói, cô tuy rằng không muốn ta nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết, cô là bị ép tới đây, người sống trên đời dù sao cũng phải luôn phải làm một số chuyện vì gia đình, Mẫn Nhi, tôi sẽ tôn trọng cô. Kim Mẫn Nhi nói, tôi cảm thấy mình rất đáng thương, chỉ là công cụ để người khác dùng để đạt được mục đích chính trị. Cô ta liếc Hồng Chính Tể một cái, anh nguyện ý cưới một nữ nhân mà anh căn bản không yêu như tôi ư. Anh cho rằng hôn nhân như vậy sẽ có hạnh phúc sao? Hồng Chính Tể trong lúc trả lời câu hỏi của Kim Mẫn Nhi thì ánh mắt lại nhìn về phía xa, nhưng đã không tìm thấy bóng dáng của Doãn Tố Nguyện trong đám người, hắn nói khẽ, tôi sẽ đặt lợi ích của quản gia lên đầu tiên. Khóe môi Kim Mẫn Nhi phát ra nụ cười trào phúng. Lúc này hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, không lâu sau thì vang lên tiếng vỗ tay. Tổng thống Hồng và Kim Thừa Hoán hai người sóng vai đi tới chính giữa, trên mặt hai người đều tràn đầy nụ cười, tới trước bục diễn thuyết, hai người nhường nhau một phen, sau đó Tổng thống Hồng mướt cười đi tới chỗ đặt microphone, hắn mỉm cười nói với mọi người, các vị tiên sinh, cái vị nữ sĩ, hoan nghênh các vị tới tham gia vũ hội mà Tệ Phủ tổ chức, trước khi vũ hội chính thức bắt đầu, tôi và Kim Thừa Hoán tướng quân có một tin tức tốt muốn tuyên bố với mọi người. Hắn nhìn về phía Kim Thừa Hoán. Kim Thừa Hoán cười cười vươn tay ra, ý bảo Tổng thống Hồng tự mình tuyên bố chuyện này. Kim Mẫn Nhi ra sức cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cô ta cảm giác mình tùy thời sẽ ngã gục. Ngay khi Kim Mẫn Nhi sắp không thể chống đỡ được thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ổn, Mẫn Nhi, đừng sợ, anh tới đây. Trương Dương, Kim Mẫn Nhi trợn tròn mắt, cô ta tìm kiếm vị trí của Trương Dương trong hiện trường. Trương Dương nói, đừng để lộ, đừng để họ nhìn ra điều gì dị thường. Anh tự có biện pháp dẫn em đi. Tổng thống Hồng lớn tiếng tuyên bố, tôi chính thức tuyên bố, con tôi Hồng Chính Tể và con gái Kim Tướng Quân, Kim Mẫn Nhi quyết định sẽ chính thức đính hôn vào tối nay. Tin tức này đối với mọi người mà nói thì cũng không tính là rung động, dù sao trước đó cũng rất nhiều người đều nghe phong phanh, Tổng thống Hồng và Kim Thừa Hoán do sự cần thiết cho chính trị, đã đi tới hợp tác, hiện giờ thành lập quan hệ thông gia, chỉ là để củng cố thêm quan hệ hợp tác của bọn họ mà thôi. Hiện trường vang lên tiếng nhạc, tất cả mọi người nhìn đôi trẻ Hồng Chính Tể và Kim Mẫn Nhi, trong mắt người ngoài thì bọn họ quả thực chính là một đôi trai tài gái sắc, mọi người cũng đều cho rằng mở màn cho vũ hội ngày hôm nay nên do họ nhảy. Chương 2057, Đào Hôn 1. Hồng Chính Tể vươn tay ra, Kim Mẫn Nhi lúc này cũng không còn lạnh lùng như vừa rồi, có điều cô ta hiển nhiên không chuẩn bị khiêu vũ mở màn với Hồng Chính Tể. Nếu dựa theo kịch bản thì Hồng Chính Tể và Kim Mẫn Nhi nhảy xong sẽ có người tới đưa hoa tươi và nhẫn. Hồng Chính Tể sẽ tặng hoa và đeo nhẫn cho cô ta. Hôn sự cũng tính là được xác định. Trước đó Kim Thừa Hoán cũng đã dặn dò con gái. Nhưng Kim Mẫn Nhi lại không làm theo kế hoạch của bọn họ. Cô ta nói khẽ, điệu nhảy thứ nhất tôi muốn nhảy với cha. Khi nói cô ta mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu và lễ phép. Hồng Chính Tể cơ hồ không thể tin đây là Kim Mẫn Nhi vừa rồi. Có điều yêu cầu này của cô ta cũng không tính là quá đáng, Hồng Chính Tể cười cười gật đầu. Kim Mẫn Nhi đi về phía cha. Kim Thừa Hoán cười nói với Tổng thống Hồng, đứa con gái này của tôi xem ra vẫn rất lưu luyến tôi.
Tổng thống Hồng cười nói, điệu nhảy thứ nhất hay là để hai cha con anh nhảy đi. Kim Thừa Hoán dẫn con gái đi xuống sân nhảy, Kim Mẫn Nhi ôm lấy vai cha, nhìn khuôn mặt cha, cảm thấy xa lạ vô cùng. Kim Thừa Hoán biết con gái đang nghĩ gì, ôm cô ta nhảy theo nhạc, tới giữa sân nhảy, nói khẽ con gái, cha chỉ có một đứa con gái là con thôi, trong lòng cha thì không gì quan trọng bằng con, tin cha đi, cha vĩnh viễn sẽ không hại con. Kim Mẫn Nhi nói khẽ, anh ta sẽ không sao chứ. Kim Thừa Hoán mấy máy môi, hiện tại Trương Dương chỉ sợ đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng rồi, hắn nói khẽ, đã an bài người đưa hắn về nước rồi, Mẫn Nhi, hai đứa không phải cùng chung một thế giới, quên. Sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không quên, Kim Mẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt cha. Kim Thừa Hoán nhìn ánh mắt đau xót của con gái, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy run rẩy. Kim Mẫn Nhi nói, nếu mẹ con còn sống, bà ấy sẽ không để cha đối đãi với con như vậy. Nếu bác cả con sống, bác ấy cũng sẽ không để cho cha làm vậy với con. Kim Thừa Hoán nói khẽ, mộng tưởng và hiện thực khác nhau, cha biết cái gì mới là hạnh phúc thực sự. Đó là hạnh phúc của cha, không phải của con. Điệu nhảy vừa kết thúc, Kim Mẫn Nhi muốn đi, lại bị cha tóm lấy cổ tay dẫn đi về phía Hồng Chính Tể. Kim Thừa Hoán cười rất vui vẻ, nhưng Kim Mẫn Nhi biết trong nụ cười của cha tràn ngập sự dối trá. Hồng Chính Tể chủ động ra đón. Cũng tươi cười nói, chú Kim. Kim Thừa Hoán nói, Chính Tể à, từ hôm nay trở đi tôi giao Mẫn Nhi cho cậu chiếu cố, cậu phải yêu thương nó, đừng có bắt nạt nó đấy. Hồng Chính Tể cười nói, chú Kim yên tâm, cháu sẽ làm thật tốt. Kim Mẫn Nhi nói, xin lỗi, tôi ra đây một chút. Hồng Chính Tể có chút kinh ngạc nói, cô định đi đây. Toilet, Kim Mẫn Nhi đi tới toilet. Kim Mẫn Nhi rời đi lúc này là vì cô ta nhận được ám hiệu của Trương Dương. Kim Thừa Hoán hiển nhiên không yên tâm với con gái, hắn cầm một chén rượu, ánh mắt hướng về phía một nữ hầu. Nữ hầu đó lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Kim Mẫn Nhi dọc theo thông đạo đi đến toilet, cô ta đi không nhanh không chậm, Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, có người đang theo dõi em sau khi tiến vào toilet thì dùng phương pháp mà anh dạy em đánh ngất cô ta. Khóa trái cửa phòng lại, sau đó thì trong thời gian ngắn nhất tiến vào trong buồng trong cùng phía bắc, dọc theo bồn cầu bò vào ống thông gió. Rồi từ đó đi về hướng Tây, tới cuối đường thì rẽ trái, anh sẽ ở cửa vào ống thông gió đợi em. Trương Đại Quan Nhân trước đó đã có được bản đồ kiến trúc của Phủ Tổng thống do Quyền Chính Thái đưa. Đây là để sáng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Kim Mẫn Nhi dựa theo phân phó của Trương Dương đi vào toilet, cô ta đi vào không bao lâu thì nữ hầu Kia cũng bước vào theo. Kim Mẫn Nhi nhanh chóng xông ra, một chưởng đánh vào gáy cô ta, mấy món võ phòng thân mà Trương Dương dạy cho cô ta vô cùng hữu dụng. Nữ hầu đó không rên lên nổi một tiếng nào đã đổ gục. Kim Mẫn Nhi khóa trái cửa phòng lại, bước nhanh tiến vào buồng trong cùng phía bảy, cởi giày cao gót rồi dẫm lên tùng đựng nước của bồn cầu, mở trần nhà phía trên, tìm tới cửa thông gió mà Trương Dương đã nói, cô ta leo lên, dọc theo ống thông gió tối om bò về phía trước. Nhưng Kim Mẫn Nhi vừa mới bò lên đã phát hiện nữ hầu bị cô ta đánh ngất cũng đã tỉnh lại, cô ta ôm, lắc cái đầu bị đánh cho ong ong. Nhìn thấy chân của Kim Mẫn Nhi đang chui vào trong ống thông gió. Nữ hầu vội vàng lấy điện thoại ra báo cáo chuyện này với Kim Thừa Hoán. Kim Thừa Hoán đang nói chuyện với Tổng thống Hồng, nghe thấy tiếng chuông di động thì nói tiếng xin lỗi, đi sang bên bắt máy, khi hắn nghe thấy thủ hạ báo cáo thì sắc mặt không khỏi biến đổi, nói khẽ, lập tức lôi nó về cho tôi. Nữ hầu xông lên trước buồng, một cước đá văng cửa, cô ta cũng dẫm lên thùng đựng nước. Nhưng đầu của cô ta vừa lộ ra thì mặt đã trúng một cước thật mạnh, Kim Mẫn Nhi đang chờ cô ta ở đó, một cước này dùng hết toàn lực, đá cho nữ hầu đó hét thảm một tiếng, thân thể ngã mạnh xuống. Kim Mẫn Nhi biết hành tàng đã bại lộ, cô ta nhanh chóng bỏ sát về phía trước. Khi Kim Mẫn Nhi ở ống dẫn thông gió đối phó với nữ hầu kia, Trương Dương đã từ một bên khác tiến vào ống thông gió, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa. Hiển nhiên bên trong phủ tổng thống đã bắt đầu tăng mạnh giới nghiêm. Trương Dương nghe thấy trong ống thông gió truyền đến tiếng vang, thính giác nhạy bén đã phán đoán ra phương hướng mà Kim Mẫn Nhi đang bỏ, hắn vội vàng bỏ tới. Kim Thừa Hoán tới trước mặt Tổng thống Hồng, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ mất tự nhiên, Tổng thống Hồng nói khẽ, xảy ra chuyện gì vậy? Kim Thừa Hoán nói, Tổng thống tiên sinh, tiểu nữ gặp một số phiền toái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Thừa Hoán nói, tôi hoài nghi, nó có thể bị người ta bắt cóc. Tân khách từ lực lượng bảo an đột nhiên tăng cường đã ý thức được khẳng định có chuyện bất thường phát sinh, Tổng thống Hồng ra hiệu cho vũ hội cứ tiếp tục cử hành,
hắn gọi con trai sang một bên rồi nói khẽ chính tể, Kim Mẫn Nhi tiếp tục rồi. Gì cơ, Hồng chính tể cơ hồ không thể tin vào tai mình. Tổng thống Hồng không nhanh không chậm ôm vai con trai rồi hạ giọng nói, cố gắng đừng để kinh động đến khách, tìm cô ta, xem họ rốt cuộc muốn làm gì. Tổng thống Hồng cũng không tin lời nói vừa rồi của Kim Thừa Hoán, bởi vì gần đây phát sinh một loạt sự kiện, vũ hội hôm nay được an phòng vô cùng nghiêm mật, bọn cướp không thể dễ dàng trà trộn vào như vậy. Vẻ mặt vừa rồi của Kim Mẫn Nhi hắn cũng nhìn thấy rất rõ, cô ta tựa hồ không vui với chuyện đính hôn, không thể loại trừ cô ta vào thời khắc mấu chốt đã đảo hôn. Kim Thừa Hoán sở dĩ nói cô ta bị bắt cóc, chỉ là tìm bậc thang mà xuống thôi. Thư Anh Hằng cầm rượu vang tới trước mặt Tổng thống Hồng, mỉm cười nói, Tổng thống Hồng, chúc mừng anh à, Kim tướng quân hai nhà làm thông gia, có thể đoán được quý quốc sẽ bước lên con đường phát triển ổn định. Tổng thống Hồng cười cười, cầm chén rượu lên chạm với Thư Anh Hằng, nhấp một ngụm rồi nói, đa tạ cát ngôn của đại sứ. Chương 2058, Đào hôn 2. Kim Mẫn Nhi cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Trương Dương, cô ta kích động tới lệ nóng doanh tròng, Trương Dương nói khẽ, Mẫn Nhi, đừng sợ, đi theo phía sau anh dẫn em chạy. Kim Mẫn Nhi Dương Dương nói, không sợ, có anh bên cạnh em cho dù vào núi đao biển lửa cũng không sợ. Bởi vì Kim Mẫn Nhi thoát đi bị phát hiện quá sớm, Trương Dương không thể không thay đổi kế hoạch, hắn bảo Kim Mẫn Nhi đi theo phía sau hắn, hai người không dựa theo quỹ tích trước đó mà thoát đi, mà là trực tiếp dọc theo ống thông gió tới tầng hầm ngầm. Trương Dương một cước đá văng một đoạn của ống thông gió, lộ ra một lỗ thủng màu đen, hắn trước tiên nhảy xuống, sau đó thì đỡ Kim Mẫn Nhi xuống. Kim Mẫn Nhi vào chạm chân xuống đất thì lập tức nhào vào trong lòng Trương Dương, Trương Dương ôm chặt thân thể mềm mại của cô ta, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nếu tình cổ phát tác đúng vào lúc này, chỉ sợ hai người lên trời không cửa xuống đất không lối. Cũng may nhu tình của Kim Mẫn Nhi không hề dẫn phát cổ độc trong cơ thể hắn, xem ra mình chỉ là một người mắc bệnh giai đoạn đầu. Tuy rằng rất nhớ nhung, nhưng hai người lại không rảnh nói hết tâm sự. Trương Dương nhìn bốn phía, đây là một tầng hầm, bên trong chất đầy thủ sắt. Hắn kéo tay Kim Mẫn Nhi đi tới trước cửa, nhưng chưa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, đã có người điều tra tới nơi này. Bọn họ đã không có đường lui. Kim Mẫn Nhi cái khó ló cái khôn, ghé vào bên tai Trương Dương nói khẽ, bắt cóc em, anh uy hiếp muốn giết chết em, dùng em làm con tin. Dưới tình huống hiện tại, quả thực cũng không nghĩ ra được biện pháp khác, không chờ bọn họ cân nhắc thêm, cửa phòng đã bị mở ra, mấy nhân viên bảo an mặc tây trang màu đen cầm sung lao vào. Trương đại quan nhân dùng dao ăn mình tìm được trên hiện trường tiệc rượu kề vào cổ Kim Mẫn Nhi, dùng tiếng Anh gầm lên, tránh ra. Bằng không tôi sẽ giết cô ta. Nói xong lại dùng truyền âm nhập mật nói, Mẫn Nhi, anh không nỡ làm vậy đâu. Tuy rằng trước mặt quân địch, nhưng Kim Mẫn Nhi lại không nhịn được muốn cười ra tiếng, cũng chỉ có Trương Dương mới có thể mang tới sự khoái hoạt như vậy cho cô ta. Mấy nhân viên bảo an không hiểu hiện trạng, một đám ngơ ngác nhìn nhau. Trương đại quan nhân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, uy hiếp, tất cả bỏ súng xuống. Nhân viên bảo an đang chuẩn bị buông súng thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói âm lãnh, đừng nghe hắn. Tôi cũng muốn xem anh có gan động vào con gái của tôi không. Trương đại quan nhân nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng từ giọng nói đã biết là Kim Thừa Hoán đã đến. Kim Thừa Hoán nhìn Trương Dương như hổ rình mồi, tuy rằng Trương Dương đã trải qua cải trang, nhưng Kim Thừa Hoán vẫn từ trong thần thái và cử chỉ của hắn phán đoán ra thân phận thực sự của hắn, Kim Thừa Hoán lại không thể vạch trần trước mặt mọi người. Hắn cũng không cần thiết phải điểm phá. Hắn tin Trương Dương không thể thương tổn tới con gái mình. Kim Mẫn Nhi cả tiếng nói, đừng. Sự quan tâm của cô ta đối với Trương Dương là phát ra từ phế phủ. Quan tâm quá tất loạn, tất cả mọi người ở đây đã nhìn ra Kim Mẫn Nhi không phải là bị bắt cóc. Kim Thừa Hoán nhìn con gái, từ trong ánh mắt của con gái hắn đọc được sự quật cường này là được di truyền từ hắn. Lúc này Hồng Chính Tể cũng dẫn người chạy tới. Hắn không nắm rõ tình hình, khẩn trương nói, đừng thương tổn tới Mẫn Nhi. Trương đại quan nhân vẫn luôn đang tìm thời cơ tay, hắn đột nhiên đẩy Kim Mẫn Nhi về phía trước, bản thân thì giống như tia chớp lao đi, chờ khi người chung quanh ý thức được thì hắn đã đánh bại thị vệ bên cạnh Hồng Chính Tể, đoạt lấy súng lục, họng súng dí vào huyệt thái dương của Hồng Chính Tể. Không ai ngờ thân thủ của thằng cha này xuất sắc như vậy, Kim Thừa Hoán không lo lắng Trương Dương sẽ gây thương tổn tới con gái. Nhưng hắn lại không thể không kiêng kỵ cho tính mạng của Hồng Chính Tể, Trương Dương đối với Hồng Chính Tể tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trương đại quan nhân lúc này đã có vốn để có kè mặc cả, Kim Mẫn Nhi tới bên cạnh hắn,
lạnh lùng nói, tránh ra. Tất cả tránh ra cho tôi. Hồng Chính Tể hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, Kim Mẫn Nhi và tên bắt cọc này là cùng một bọn. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, không chỉ vì sợ hãi, mà còn bởi vì vào ngày đính hôn, vợ chưa cưới của mình không ngờ liên thủ với nam nhân khác đối phó mình, lần này mình khẳng định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Kim Thừa Hoán ném chuột sợ vỡ đồ, nếu Hồng Chính Tể hôm nay có gì không hay xảy ra, quan hệ hợp tác giữa hắn và Tổng thống Hồng khẳng định sẽ kết thúc. Hắn xua tay, ra hiệu cho mọi người mở ra con đường, trơ mắt nhìn Trương Dương và Kim Mẫn Nhi kéo Hồng Chính Tể ra ngoài. Vốn khách quý tới tham gia vũ hội đã được mời đi rồi, khi Trương Dương và Kim Mẫn Nhi trở lại đại sảnh thì trong phòng toàn là nhân viên an phòng, ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín bọn họ. Hồng Chính Tể nói, các anh trốn không thoát đâu. Hiện tại thả tôi ra, tôi có thể khuyên cha tôi mở một mặt lưới cho hai người. Kim Mẫn Nhi nói, nếu anh muốn sống thì thành thành thật thật câm miệng lại đi. Cô ta nói với cha đang đi tới, trong vòng 10 phút, chuẩn bị một chiếc trực thăng đầy xăng. Tổng thống Hồng đã ở hiện trường, nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn cũng vô cùng khẩn trương. Kim Thừa Hoán tức giận nói, Mẫn Nhi, đừng có gây chuyện nữa. Tổng thống Hồng nói, Mẫn Nhi, có gì thì từ từ nói, thả Chính Tể ra đã. Kim Mẫn Nhi nói, xin lỗi, tôi không thể thả hắn ra được, tuy rằng tôi cũng không muốn thương hại hắn, nhưng các người không nên ép tôi. Tổng thống Hồng gật đầu, hắn đánh mắt ra hiệu cho Kim Thừa Hoán, đi sang một bên, tiến hành thương nghị. Việc đã đến nước này, Tổng thống Hồng cũng đã nhìn rõ mọi chuyện, hắn nói khẽ Kim Tướng Quân, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi không thể coi là trò đùa được. Kim Thừa Hoán lúng túng nói, Tổng thống tiên sinh, anh nghe tôi giải thích đã. Tổng thống Hồng nói, tôi không cần nghe cái gì giải thích gì cả, tôi chỉ cần Chính Tể bình an, anh phải cam đoan điểm này với tôi. 10 phút sau, tiếng cánh quạt trực thăng xuất hiện phía trên phủ Tổng thống. Trương Dương và Kim Mẫn Nhi kéo Hồng Chính Tể ra ngoài, hiện trường tuy rằng có không ít tay súng bắn tỉa, nhưng không ai mạo hiểm bắn. Nếu ngộ thương tới con trai của Tổng thống thì không ai có thể gánh vác được trách nhiệm như vậy. Trương Dương bọn họ cuối cùng cũng thành công tiến vào trong trực thăng. Kim Mẫn Nhi bảo phi công rời khỏi. Cô ta ngồi ở ghế lái. Trương Dương điểm huyệt đạo của Hồng Chính Tể, ném hắn vào trong trực thăng. Kim Thừa Hoán và Tổng thống Hồng đuổi tới ngoài cửa, trơ mắt nhìn trực thăng bay đi. Sắc mặt của Tổng thống Hồng xanh mét, căm tức nhìn Kim Thừa Hoán. Kim Thừa Hoán thầm thở dài, trong lòng minh bạch, tất cả những gì mình khổ tâm kinh doanh không nghi ngờ gì nữa đã nước chảy về biển đông rồi. Trương Dương biết rõ muốn bằng vào chiếc trực thăng này thoát khỏi Nam Triều Tiên thì cơ hội cực kỳ bé nhỏ, từ lúc bọn họ cất cánh thì cũng đã bị hệ thống phòng không của quân đội chú ý. Hắn tuy rằng bắt cóc Hồng Chính Tể, nhưng không hề muốn giết hắn, Trương Dương lần này tới là để cứu người chứ không phải vì giết người. Hồng Chính Tể cảm thấy thân thể thả lỏng, là Trương Dương giải khai huyệt đạo cho hắn, Trương Dương chỉ vào dù, dùng tiếng Anh nói với hắn, trước khi tôi hối hận thì mau nhảy xuống đi. Chương 2059, đào hôn 3. Hồng Chính Tể cơ hồ không thể tin vào tai mình, không ngờ Trương Dương dễ dàng thả mình như vậy, hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, đứng dậy cầm dù đeo lên người. Trương Dương mở cửa, gió to thổi vào trong khoang. Hồng Chính Tể xoay người nhìn thoáng qua Kim Mẫn Nhi cười cười lớn tiếng nói với hắn, thay tôi xin lỗi Tổng thống tiên sinh. Trên mặt Hồng Chính Tể lộ ra nụ cười kỳ quái, hắn nhảy ra khỏi cabin. Trương Dương trở lại vị trí ghế lái phụ rồi ngồi xuống. Kim Mẫn Nhi điều khiển trực thăng bay được một khoảng thì bay đầu hạ thấp độ cao. Nơi cô ta bay tới là trung tâm nghiên cứu và phát triển Lam Tinh ở đảo Tế Châu. Sau khi trực thăng đáp xuống sân bay, cô ta dẫn Trương Dương đi thang máy nhanh chóng tiến vào tầng 3 dưới đất. Kim Thượng Nguyên lúc sinh tiền cực kỳ yêu thương cháu gái, rất nhiều bí mật cho dù là Kim Thừa Hoán cũng không biết. Kim Mẫn Nhi mở cửa mật mã, bắt đầu từ cánh cửa này. Chỉ có bác cả và cô ta có thể đi vào, sau khi khóa cửa lại, Kim Mẫn Nhi nói với Trương Dương, bác cả sợ một ngày sẽ phát sinh chiến tranh, dưới đất công sự dưới đất này là dựa theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm khắc nhất để xây dựng, chúng em gọi nó là chỗ tránh nạn cho ngày tận thế. Đi qua cánh cửa thứ hai, tiến vào thang máy, bọn họ đã xuống sâu hơn 30 mét. Kim Mẫn Nhi nói, nơi này chẳng những có thể chống đỡ không kích, tránh được cả địa chấn có tính hủy diệt và bom hạt nhân. Sau khi tang máu tới nơi, Kim Mẫn Nhi nắm tay Trương Dương đi ra, Trương Dương nói, cha em có biết chỗ này không? Kim Mẫn Nhi lắc đầu nói, không biết, bí mật của nơi này chỉ có em và bác biết. Nhớ tới người bác đã mất, mắt đẹp của cô ta không khỏi ươn ướt, chẳng lẽ bác trước khi chết đã đoán được,
có một ngày mình sẽ đến đây tị nạn. Sau khi đi xuống, lại qua ba cánh cửa mật mã, mới tiến vào được trung tâm của chỗ tránh nạn, nơi này dự trữ thực vật đủ để sử dụng 20 năm, còn có thiết bị lọc nước. Đến đây coi như là đã thoát ly hiểm cảnh, Kim Mẫn Nhi chui vào trong lòng Trương Dương, ôn nhu nói, em còn tưởng cả đời này không còn được gặp anh nữa. Trương Dương cười nói, sao thế được, hắn hôn mái tóc mềm mại của Kim Mẫn Nhi. Kim Mẫn Nhi nói, từ nay về sau, trên đời này em chỉ có anh là người thân. Trương đại quan nhân ôm mặt của cô ta, môi cuối cùng cũng chạm lên môi cô ta, Kim Mẫn Nhi nhắm mắt lại, đắm chìm trong tình yêu ấm áp mà Trương Dương mang tới. Thật lâu sau mới mở mắt ra, mặt đã biến thành màu đỏ kiều diễm, em kiếm cái gì ăn, anh đi tắm đi đã. Tuy rằng cả tòa kiến trúc được xây dựng dưới đất 30 thước, nhưng trang bị phương tiện sinh hoạt lại rất hoàn thiện, Trương đại quan nhân thoải mái tắm nướng ấm, thay quần áo, khi ra bên ngoài thì nhìn thấy Kim Mẫn Nhi đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya. Thức ăn của họ đa số là đồ hộp, có đều cũng có rượu ngon. Kim Mẫn Nhi tóc vẫn còn ướt, rõ ràng cô ta cũng vừa tắm xong, Trương đại quan nhân không khỏi cười nói, em cũng nhanh nhỉ. Kim Mẫn Nhi cười ngọt ngào, biết hắn là nói mình trong thời gian ngắn như vậy chẳng những đã tắm rửa xong mà còn chuẩn bị xong bữa ăn khuya. Nói khẽ có phải chuẩn bị gì ăn, cái gì cũng có sẵn rồi, mở ra là xong mà. Trương Dương cầm rượu vang rồi mở ra, rót đầy chén rượu trước mặt bọn họ, cầm chén rượu lên nói, chúc mừng chúng ta đào thoát thuận lợi. Kim Mẫn Nhi chạm cốc với hắn, nhấp ngụm rượu vang rồi nói, sức khỏe của anh đã khôi phục chưa? Buổi tối hôm trước thật sự là hù chết em, anh đang yên đang lành sao lại từ trên lầu rơi xuống được? Trương Dương sợ cô ta lo lắng, không nói ra chuyện mình bị gieo tình cổ, nói khẽ, đã ổn rồi, lúc ấy là vì anh luyện công tới ngã rẽ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mất năng lực hoạt động. Anh làm sao mà trốn ra được? Trương Dương kể lại chuyện mình giả chết để chạy trốn với Kim Mẫn Nhi, có điều không hề nhắc tới chuyện Kim Thừa Hoán sai người chôn sống mình, Kim Thừa Hoán bất nhân, nhưng hắn dù sao cũng vẫn là cha của Kim Mẫn Nhi, Trương Dương không muốn chuyện này để lại ám ảnh trong lòng cô ta. Nhớ tới cha, Kim Mẫn Nhi không khỏi buồn bã, cô ta nhẹ giọng thở dài, em thật sự là không ngờ, cha lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Trương đại quan nhân chậm rãi hạ chén rượu xuống, chuyện này không khó lý giải, sau khi trải qua chuyện phản loạn, hắn nóng lòng muốn ổn định tình thế trong nước, củng cố địa vị của mình trong giới Nam Triều Tiên, mà Tổng thống Hồng hoàn toàn cũng cần điều này, cho nên hai người tìm được điểm vào để hợp tác, giữa bọn họ đại khái thiếu tin tưởng lẫn nhau, cho nên muốn thông qua phương thức này thông gia này để củng cố quan hệ với nhau, cổ kim nội ngoại, thủ pháp chính trị không ngoài cách này. Kim Mẫn Nhi vành mắt đỏ ửng lên nói, em biết ông ta vì sao làm ra chuyện này, chỉ là em không ngờ ông ta đối với con gái ruột của mình cũng làm như vậy. Trương đại quan nhân thở dài, người trên chính đàn, thứ quan trọng nhất đương nhiên chính là lợi ích chính trị, tình thân, tình bạn, tình yêu với những người bình thường thì là thứ quý giá nhất trên thế gian, nhưng ở trong lòng của bọn họ lại không là gì. Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương, nói khẽ Trương Dương, anh cũng là người trong quan trường, nếu có một ngày anh có thể bởi vì lợi ích chính trị mà vứt bỏ em hay không? Trương đại quan nhân lắc đầu, không đâu, tuyệt đối sẽ không. Tuy rằng quen Trương Dương lâu như vậy, nhưng Kim Mẫn Nhi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, luôn cảm thấy ngượng ngùng, mặt trong nháy mắt lại đỏ ửng. Cô ta cúi mắt, nói nhỏ như mũi kêu, từ hôm nay trở đi, trên đời này em sẽ chỉ có anh là người thân. Trương Dương vươn tay ra ôm cô ta. Ngón tay của Kim Mẫn Nhi và hắn đan vào nhau, nói, trong lòng anh, vẫn coi em như là Xuân Tuyết Tình chứ. Trương Dương lắc đầu nói, em là Mẫn Nhi của anh. Kim Mẫn Nhi nghe thấy câu này. Cô ta dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, bên trong mắt đẹp nhu tình vạn trùng. Trong hoàn cảnh phong bế như thế này, không có người ngoài quấy rầy, rất nam nữ rất dễ dàng sinh ra tinh lửa, huống chi bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, lại từng trải qua đau khổ, đối mặt với cả sống chế. Trương đại quan nhân hoảng hốt, không chỉ là tình yêu thúc đẩy, thằng cha này còn có chút nghĩ tới là sợ, dù sao trong cơ thể bi người ta gieo tình cổ, dưới trạng thái này rất dễ dàng phát tác. Thằng cha này nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, à, em bảo bọn họ liệu có tìm tới nơi này không? Kim Mẫn Nhi lắc đầu nói, cho dù đánh sập cả tòa nhà thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện bí mật dưới đất, bí mật của nơi này chỉ có bác và em biết. Trương Dương nói, vậy anh yên tâm rồi. Không biết vì sao mà mặt Kim Mẫn Nhi càng đỏ hơn, anh yên tâm cái gì? Trương Dương nói, yên tâm là không ai quấy rầy chúng ta. Hắn mở mắt ra, nắm lấy bàn tay mềm của Kim Mẫn Nhi.
dùng sức kéo một cái, Kim Mẫn Nhi bị hắn kéo vào trong lòng. Trương đại quan nhân cảm thấy rõ ràng Kim Mẫn Nhi bởi vì hô hấp kịch liệt mà ngực phập phồng, hắn bảo Kim Mẫn Nhi ngồi lên đùi mình, tay thò vào ngực cô ta, cuối cùng cũng thành công tìm được ngực cô ta. Kim Mẫn Nhi khẽ cắn môi, hô hấp trở nên dồn dập, anh. Khi dễ em, Trương đại quan nhân bế ngang cô ta lên, nói khẽ thật ra anh nhịn rất lâu rồi. Chương 2060, đào hôn 4. Kim Mẫn Nhi xấu hổ dụi mặt vào lúc hắn, từ sau khi ở Đông Giang được anh cứu, em biết cả đời này em phải dính chặt vào anh. Hồng Chính Tể bình yên trở về, điều này khiến cho Tổng thống Hồng và Kim Thừa Hoán đều thở phào nhẹ nhõm, đối với chuyện lần này, bọn họ cũng không tiến hành thông báo ra ngoài, dù sao nội tình trong đó cũng khó có thể mở miệng với người ngoài. Kim Thừa Hoán xuất động không ít lực lượng tìm kiếm con gái và Trương Dương, đã tìm được cái trực thăng đó. Cũng biết nơi bọn họ xuất hiện cuối cùng là ở trung tâm nghiên cứu và phát triển Lam Tinh, nhưng lục soát toàn bộ cả trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng không phát hiện được bọn họ. Quân cảnh của Nam Triều Tiên điều tra nghiêm mật 3 ngày, Trương Dương và Kim Mẫn Nhi vẫn luôn ở trong chỗ tránh nạn dưới đất của Lam Tinh. Trương đại quan nhân sống chung một nhà, tất nhiên là củi khô lửa bốc, Trương đại quan nhân huyết khí phương cương, Kim Mẫn Nhi thì tim đã sớm thuộc về hắn, hơn nữa lại mới nếm thử tư vị nam nữ hoan ái. Dưới công phu ôn nhu của Trương đại quan nhân thì có muốn ngừng cũng không được, trong 3 ngày, ba người cơ hồ trừ ăn cơm và ngủ ra thì liên tục ấy ấy. Kim Mẫn Nhi mới trải chuyện tình làm sao thoát khỏi bàn tay của cao thủ tình trường Trương Dương. Đến cuối cùng cũng hữu tâm vô lực, liên tục xin tha. Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, 3 ngày bất chi bất giác đã trôi qua, tuy rằng chỗ tránh nạn dưới đất này đựng đủ thức ăn cho họ sử dụng 20 năm, nhưng Trương đại quan nhân không thể cứ trốn dưới đất 20 năm được. Hắn còn có quá nhiều vướng bận. Kim Mẫn Nhi nằm trong lòng Trương Dương, bọn họ cùng nhau xem tin tức TV. Từ tin tức cho thấy Hán Thành đã khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Hợp tác giữa cha và Tổng thống Hồng cũng tựa hồ vô cùng ăn ý. Tất cả không hề bởi vì chuyện của bọn họ mà thay đổi, điều này khiến cho nội tâm của Kim Mẫn Nhi cũng an ổn một chút. Tuy rằng cô ta cảm thấy bất mãn với cách làm của cha, nhưng cô ta vẫn hy vọng địa vị của cha sẽ không phát sinh biến hóa. Trương Dương ôm vai Kim Mẫn Nhi, hôn nhẹ một lên mặt cô ta, mỉm cười nói, yên tâm, cha em không sao cả. Kim Mẫn Nhi nói, xem ra quan hệ giữa ông ta và Tổng thống Hồng cũng không bị ảnh hưởng vì chuyện này. Trương Dương nói, tất nhiên rồi, thứ thúc đẩy bọn họ hợp tác là lợi ích chính trị. Hai người bọn họ đều là người coi trọng quyền lực, dưới tình trạng trước mắt. Muốn củng cố địa vị và sự thống trị của bản thân thì bọn họ nhất định phải hợp tác. Điểm này căn bản sẽ không bị ảnh hưởng của chuyện khác, cho nên anh ngay từ đầu đã cho rằng cha em muốn lợi dụng hôn sự của em và Hồng Chính Tể, tiến thêm một bước kéo gần quan hệ với Tổng thống Hồng là sai lầm, thứ thực sự củng cố quan hệ trong chính trị tuyệt đối không phải là thành lập trên cơ sở thông gia, mà là lợi ích. Kim Mẫn Nhi tựa vào vai Trương Dương, nhẹ giọng thở dài, cha em làm trong quân giới nhiều năm như vậy mà nhìn vấn đề còn không thấu triệt bằng anh. Trương Dương cười nói, không phải hắn nhìn không thấu. Có thể là phản loạn trước đó đã khiến hắn trở thành chim sợ cành cong, cho nên tâm tình muốn hợp tác với Tổng thống Hồng hơi bức thiết một chút. Kim Mẫn Nhi, nói Trương Dương, em về sau còn có cơ hội gặp cha không? Trương Dương gật đầu, nhất định có cơ hội, có điều cần thời gian, người ta theo tuổi tác ra đi, dã tâm đối với chính trị cũng sẽ dần dần thoái hóa, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ cảm thấy tình thân rất đáng quý, hắn sẽ nhớ tới em. Kim Mẫn Nhi nói, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy. Ông ta làm nhiều chuyện có lỗi với em như vậy, em không muốn thấy ông ta nữa. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết, mình bất kể là như thế nào cũng không thể hận cha được. Cô ta ôm cánh tay Trương Dương, em cứ ở đây thêm 10 năm, 20 năm, để ông ta không thể nào gặp được em. Trương Dương, anh có thể ở cùng em không? Trương đại quan nhân há to miệng, 10 năm, 20 năm. Kim Mẫn Nhi tức giận đến nỗi đánh vào vai hắn một cái, biết anh không muốn mà. Trương đại quan nhân cười nói, cũng không phải không muốn, 10 năm 20 năm, chúng ta hai người ở đây trừ ăn cơm và ngủ, thì cũng là làm loại chuyện đó. Đến lúc ấy, chỉ sợ là sẽ có một đống con. Kim Mẫn Nhi mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ai muốn sinh con cho anh, em không muốn 10 năm 20 cứ làm. Cô ta cảm thấy thẹn thùng, rốt cuộc nói không được, phấn quyền liên tục đánh lên ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân cười cười ôm cô ta vào trong lòng, hôn môi cô ta. Hôn tới khi môi mềm ra mới nói khẽ, đừng nói 10 năm 20 năm, cho dù cả đời liền làm loại chuyện này với em anh cũng không chán. Kim Mẫn Nhi gắt,
khẩu thị tâm phi, em không tin anh. Cô ta ôm cổ Trương Dương, nói, với tính tình của anh, bắt anh ở đây cả đời, chỉ sợ anh sẽ sớm phát điên luôn. Trương đại quan nhân cười hắc hắc, hắn đúng là có cái tính không chịu ngồi yên, đương nhiên không thể cam tâm tình nguyện ở chỗ này cả đời rồi, huống chi ở bên ngoài còn có quá nhiều vướng bận. Kim Mẫn Nhi nói, bác tuy rằng, nhưng Lam Tinh vẫn còn, bác từng nói, nếu có một ngày bác xảy ra chuyện thì để em gánh vác trách nhiệm quản lý Lam Tinh. Tới đây rồi, không chỉ là để né tránh sự truy kích của cha em, còn có một nguyên nhân, chính là tìm di chúc mà bác em lập lúc còn sống. Trương Dương nói, tìm được chưa? Kim Mẫn Nhi gật đầu, em định sau khi rời khỏi đây thì tới bái phỏng mấy cổ đông chủ yếu của Lam Tinh, trước tiên ổn định nội bộ của Lam Tinh đã. Trương Dương nói, em không sợ cha em sẽ tìm em, áp giải em về trong nước ư. Kim Mẫn Nhi lắc đầu, em hiện tại đã là nữ nhân của anh rồi, hơn nữa chỉ cần phải rời khỏi nơi này thì ông ta sẽ không khống chế được em nữa. Trương Dương đề nghị, hay là em cùng anh về Trung Quốc đi. Kim Mẫn Nhi nói, em cũng không muốn mang tới phiền toái cho anh, ông ta hiện tại khẳng định đang nhằm vào anh. Trương Dương cũng bình tĩnh phân tích tình cảnh hiện tại, Kim Thừa Hoán 100% đã nhận ra mình. Nhưng Kim Thừa Hoán cũng không có chứng cứ chỉ ra và xác nhận người dẫn con gái hắn đi và bắt cóc Hồng Chính Tể là mình. Nếu Kim Mẫn Nhi trở về với hắn, Kim Thừa Hoán khẳng định sẽ ngay lập tức tìm tới cửa. Kim Mẫn Nhi nói, em có biện pháp giải quyết chuyện này. Trương Dương nói, em định lúc nào thì đi. Bây giờ luôn. Rời khỏi chỗ tránh nạn dưới đất không phải là đi theo đường cũ về, mà là thông qua một con tàu ngầm. Kim Mẫn Nhi dẫn Trương Dương tới một con tàu ngầm loại nhỏ có thể chở được 5 người. Loại tàu ngầm này tuy rằng rất nhỏ, nhưng tính năng chắc tuyệt, có thể đột phá mạng lưới nghe lén dưới nước, có 6 phương thức khống chế co duỗi và thoát khí, có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào tiến hành hạ sát xuống đáy, thời gian ở dưới nước lâu nhất có thể lên tới 1 tháng. Có chiếc tàu ngầm loại nhỏ cao cấp nhất thế giới này, bọn họ có thể thoải mái vòng qua mạng lưới nghe lén dưới nước, rời khỏi Nam Triều Tiên trở về Trung Quốc. Trương đại quan nhân xuất hiện ở Tân Hải quả thực có thể dùng từ xuất quỷ nhập thần để hình dung. Không ai biết thằng cha này là về như thế nào, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì, thằng cha này sáng sớm xuất hiện ở cảng Phước Long. Đi cùng hắn còn có Kim Mẫn Nhi, hai người dọc theo đường cảng chậm rãi mà đi, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau, khóe môi lộ ra nụ cười hiểu ý. Trương đại quan nhân cơ hồ có thể dùng từ mộng ảo để hình dung lữ trình ở đáy biển lần này, sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại đã khiến rất nhiều chuyện bất khả tư nghị trở thành hiện thực, đương nhiên tất cả cũng phải lấy tài lực hùng hậu của Lam Tinh để chống đỡ. Trương Dương tới trạm điện thoại công cộng của cảng, gọi điện thoại cho Chu Sơn Hổ, bảo hắn tới đón mình. Chu Sơn Hổ 10 phút sau thì tới cảng Phước Long, nhìn thấy Trương Dương và Kim Mẫn Nhi, hắn có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, bí thư Trương, ngài. Ngài từ Nam Triều Tiên trở về lúc nào vậy? Trương Dương cười nói, đêm qua. Vậy sao sáng sớm đã ở đây? Trương đại quan nhân cười nói, anh tò mò thế, Lam Tinh chuẩn bị đầu tư ở Tân Hải. Tôi và Kim Tiểu Thư đi quanh khu bảo lưu thuế nhập khẩu tham quan, có vấn đề gì ư? Chu Sơn Hổ lắc đầu như đánh trống bỏi, không có. Không có. Trương Dương nói, đưa Kim Tiểu Thư tới sân bay Bắc Cảng. Kim Mẫn Nhi phải rời khỏi tức khắc, tuy rằng cô ta rất muốn ở bên cạnh Trương Dương thêm một chút, nhưng chuyện của Lam Tinh không thể trì hoãn, từ sau khi bác cả ngộ hại, Lam Tinh đã như rắn mất đầu. Cô ta phải trong thời gian ngắn nhất ổn định lại Lam Tinh. Cũng chỉ có như vậy quan trọng hơn khiến bác cả mỉm cười dưới cửu tuyền. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, cha khẳng định biết là Trương Dương giúp mình đào tẩu, không bao lâu nữa sẽ tìm tới nơi này, Kim Mẫn Nhi không muốn mang đến quá nhiều phiền toái cho Trương Dương. Trong cuộc sống luôn có rất nhiều biệt ly, Kim Mẫn Nhi kiên trì không cho Trương Dương đưa mình tới sân bay, cô ta không muốn đối mặt với cảnh chia lìa. Trương Dương giao Kim Mẫn Nhi cho Chu Sơn Hổ hộ tống, mình thì tới phố nhỏ ngoài cảng Phước Long. Sáng sớm phố nhỏ tràn ngập hương vị thân thiết, tiếng bán hàng rong, mùi hải sản, hàng xóm nói chuyện trời đất, tiếng hoan hô của trẻ con. Sau khi trải qua sinh tử ở Hán Thành, Trương đại quan nhân rất khát vọng bầu không khí và cuộc sống như vậy. Hắn tới một quán ăn sáng quen thuộc, gọi 2 bát cháo, nhìn cảnh con phố bận rộn xung quanh, thưởng thức bữa sáng giản dị, sinh hoạt quá khứ lại đột nhiên trở về vào lúc này. Lúc này một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Trương Dương. Chương 2061, giỏi trốn việc 1. Nguyên Hòa Hạnh Tử xách cái giỏ đồ ăn đi trên con phố lát gạch, trong ấn tượng của Trương đại quan nhân cô ta vẫn luôn dùng tư thái của nữ cường nhân để xuất hiện ở bên ngoài,
nhưng không ngờ cô ta lại dùng phương thức cuộc sống hóa như vậy để xuất hiện trước mặt người khác. Nguyên Hòa Hạnh Tử xách giỏ đồ ăn tới trước quán hải sản cách đó không xa lựa thực phẩm, trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, cô ta nhìn thấy Trương Dương đang chăm chú nhìn mình, Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười, nụ cười của cô ta khiến ánh sáng mặt trời rực rỡ tựa hồ cũng trở nên mờ nhạt. Trương Đại Quan Nhân cũng cười, hắn vẫy vẫy tay với Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử sau khi trả tiền thì xách giỏ thức ăn tới trước mặt Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không ngờ cô còn có hứng thú đi chợ. Nguyên Hòa Hạnh Tử không lập tức ngồi xuống mà nói khẽ, mua nguyên liệu nấu ăn tươi, lát nữa có thể mang về làm. Trương Dương nói, không quen ăn đồ ăn Trung Quốc à? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, chỉ là có chút nhớ những món ăn Nhật Bản chính tông. Trương Dương mời, ngồi đi, tôi mời cô ăn bữa sáng. Nguyên Hòa Hạnh Tử bật cười, tôi còn tưởng rằng anh không mời tôi ngồi xuống đấy. Trương Dương nói, ăn gì? Nguyên Hòa Hạnh Tử gọi một bát sủi cảo đậu hủ và một bát nước đậu xanh. Sau đó hai người liền bắt đầu ăn cơm, trong quá trình này, Trương Đại Quan Nhân cũng không chủ động nói chuyện, dù sao hắn thực sự có chút đói bụng, Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng không bắt chuyện với hắn, cho tới lúc bọn họ ăn xong rồi, Trương Đại Quan Nhân gọi người tính tiền, mới ý thức được trong ví của mình không ngờ không có tiền. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chuyến đi lần này tới Nam Triều Tiên của Trương Đại Quan Nhân thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện, chút tiền mang theo không biết đã sớm bay đi đâu mất rồi. Thằng cha này cười cười có chút xấu hổ, à. Nguyên Hòa Hạnh Tử không đợi hắn nói ra đã đoán được hắn muốn nói gì, có phải không mang theo tiền hay không. Trương Đại Quan Nhân liên tục gật đầu, sao cô biết? Quan viên các anh đa số là không có thói quen mang tiền theo người. À, Trương Đại Quan Nhân nghẹn lời. Có điều hắn rất nhanh đã có phản ứng, thế chẳng phải là chứng tỏ chúng tôi rất thanh liêm ư. Nguyên Hòa Hạnh Tử cười cười không nói gì, móc ví ra trả. Trương Đại Quan Nhân cười nói, thật sự là ngại quá, là tôi mời cô ăn cơm mà cuối cùng lại bắt cô trả tiền. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có thể được mời bí thư Trương ăn cơm là vinh hạnh của tôi, chỉ là một bữa sáng thôi mà, cũng không cần phải khách khí. Hai người đứng dậy rời khỏi tiệm ăn sáng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, bí thư Trương trở về lúc nào vậy? Trương Dương nói, đêm qua. Nguyên Hòa Hạnh Tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt ít nhiều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trương Dương thay đổi đề tài ngay, vừa rồi tôi tới cảng Phước Long, phát hiện tiến triển của công trình cải tạo xây dựng thêm rất thuận lợi. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, cái đó cũng nhờ công tác của bí thư Trương. Trương Dương cười nói, thật ra tôi cũng không làm gì cả. Hiện tại chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu tôi không còn quản nữa, tôi cũng không dám kể công. Nguyên Hòa Hạnh Tử dừng chân, nhìn Trương Dương rồi nói, anh có phải sắp phải rời khỏi Tân Hải hay không? Trương Dương cười ha ha, nói, cô nghe ai nói vậy? Sao tôi không biết? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tin đồn vô căn cứ chưa chắc đã không có nguyên nhân, gần đây nghe thấy rất nhiều lời đồn đại về anh, nếu anh thực sự muốn đi thì nhất định phải báo cho tôi biết trước, tôi sẽ an bài tiễn anh. Trương Dương nói, tôi đến Tân Hải còn chưa tới một năm, chưa hết nhiệm kỳ thì sao có thể đi được. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, theo tôi thấy thì chính đàn Trung Quốc phức tạp hơn Nhật Bản rất nhiều. Thứ ảnh hưởng tới nhiệm kỳ của một người không chỉ là chính thích, còn có rất nhiều nhân tố khác. Cô hình như rất hiểu về thể chế Trung Quốc. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu nói, đều là nghe nói thôi. Trương Dương cười nói, nghe nói cái gì? Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, lòng hiếu kỳ của bí thư Trương rất mạnh. Trương Dương có một phát hiện bất ngờ, trước đây Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng không gọi hắn là bí thư Trương, hiện tại đột nhiên xưng hô quan hàm của hắn. Rốt cuộc là trên tình cảm thì thân thiết với hắn hơn, hay là cố ý dùng cách xưng hô như vậy để cường điệu khoảng cách giữa hai bên. Trương Đại Quan Nhân cho rằng cái trước có khả năng lớn hơn. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không phải là một nhà tâm lý học, nhưng năng lực lý giải tâm lý của nữ nhân của hắn thì hơn người ta một bậc. Nếu không thì hắn sao có thể giành được trái tim của nhiều tuyệt đại giai nhân như vậy? Nguyên nhân mà nữ nhân bắt đầu chủ động bảo trì khoảng cách với anh thường thường có hai cái. Một là cô ta chán ghét anh, một là cô ta sợ anh. Trương Đại Quan Nhân cho rằng mình bất kể kiếp trước hay kiếp này thì cũng không phải một nhân vật khiến nữ nhân ghét. Cho nên chỉ tồn tại một loại khả năng, Nguyên Hòa Hạnh Tử sợ mình. Loại hiện tượng này hẳn là từ lần trước du thuyền mà bọn họ ngồi gặp phải hải tặc. Dựa theo lẽ thường thì Nguyên Hòa Hạnh Tử không những chắc không sợ mình. Ngược lại nên thông qua sự kiện đó mà càng thân mình hơn mới đúng. Nguyên Hòa Hạnh Tử hiện tại có biểu hiện như vậy, chỉ có thể chứng minh cô ta sợ tiếp tục gần mình. Trương Đại Quan Nhân sở dĩ sinh ra suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, cho tới giờ,
thằng cha này đều tự nhận là mị lực hơn người, sự thật cũng nhiều lần nghiệm chứng điểm này. Trương đại quan nhân cố nặn ra một nụ cười mà hắn tự nhận là tràn ngập mị lực, chỉ tiếc hắn còn chưa nói ra miệng thì Nguyên Hòa Hạnh Tử đã đề xuất cáo từ, "Bí thư Trương, tôi còn có việc quan trọng phải làm, cáo từ trước." Trương đại quan nhân há to miệng, một câu vừa mới muốn phun ra thì đành nuốt lại, phải nói bị cự tuyệt về mới đúng. Vẻ mặt của thằng cha này khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lại nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử nhẹ nhàng biến mất trong tại triều hà. Trương Dương về tới chỗ ở không lâu thì Chu Sơn Hổ trở lại, hắn báo cáo tình huống đưa Kim Mẫn Nhi tới sân bay với Trương Dương, chuyện cụ thể Chu Sơn Hổ cũng không hỏi, đi theo bên cạnh Trương Dương lâu như vậy, hắn cũng học được không ít thứ, chuyện lãnh đạo giao cho anh, cứ tận sức mà làm là được rồi, trăm ngàn lần đừng hỏi nhiều, mặc dù Trương Dương là ân nhân của hắn, là huynh trưởng của hắn, nhưng chuyện không nên quản thì nhất định không thể quản. Trương Dương cầm điện thoại, vốn định gọi điện thoại, nhưng sau khi bấm mấy số thì lại bỏ xuống, hắn nói với Chu Sơn Hổ, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không? Chu Sơn Hổ ặc một tiếng, lộ ra vẻ do dự. Trương Dương nói, không sao đâu, cứ nói đi. Chu Sơn Hổ nói, Phó Bí Thư Cung trong cuộc họp chỉ đích danh anh, nói anh không trưng cầu sự đồng ý của bất kỳ ai, không nói tiếng nào rời khỏi cương vị công tác, nói anh lơ là nhiệm vụ. Trương đại quan nhân lần này đi quá vội vàng, quả thực chưa kịp xin phép tổ chức. Mâu thuẫn giữa hắn và Cung Kỳ Vĩ đã thành bí mật công khai của Bắc Cảng, Cung Kỳ Vĩ lợi dụng chuyện này để làm khó dễ hắn cũng là rất bình thường. Chương 2062, giỏi trốn việc 2. Trương Dương cười một tiếng khinh thường, chuyện của tôi không tới lượt hắn quản. Hắn đứng dậy tới đầu giường, tìm di động của mình, lần này cùng Kim Mẫn Nhi tới Nam Triều Tiên không hề mang theo di động, Trương đại quan nhân sau khi khởi động máy di động thì thuận tay đặt ở trên bàn trà. Chu Sơn Hổ nói, Bí thư Trương, mọi người đều nói Phó Bí thư Cung vẫn luôn đang nhằm vào anh, tôi thật sự là không nghĩ ra, trước đây quan hệ của các anh vẫn luôn rất tốt mà. Hắn vì sao đột nhiên làm như vậy? Anh khi ở Nam Tích còn từng cứu Cung Nhã Hinh, con gái của hắn, hắn hiện tại đối đãi với anh như vậy có phải có chút lấy oán trả ơn hay không? Trương đại quan nhân cười cười, nội tình trong đó tất nhiên không thể nói với Chu Sơn Hổ rồi, hắn và Cung Kỳ Vĩ cùng nhau diễn vở kịch này. Không thể nói với bất kỳ ai, cho dù là Chu Sơn Hổ cũng không ngoại lệ. Trương Dương nói có thể là lý niệm chấp chính của chúng tôi xảy ra xung đột, cũng không có nghĩa là giữa chúng tôi tồn tại ân oán cá nhân gì cả. Hổ tử, anh không cần phải quản nhiều như vậy là gì, cứ làm tốt công tác của mình là được rồi. Chu Sơn Hổ gật gật đầu. Trương Dương nói, Hy Đình công tác thế nào? Vẫn hài lòng chứ? Chu Sơn Hổ nói, đang muốn bàn chuyện này với ngài đây, lúc mới đầu thì nhiệt tình rất cao. Lâu rồi thì có chút chán nản, cô ta được nuông chiều từ bé, bản thân ở thành phố lớn quen rồi, tới Tân Hải luôn cảm thấy không thích ứng, hơn nữa mẹ của cô ta vẫn luôn muốn cô ta trở về. Trương Dương lập tức hiểu hắn đang nói gì, cười nói, sao? Chuẩn bị về Đông Giang công tác à? Chu Sơn Hổ gật đầu, không lâu lại đỏ mặt nói, ý tứ của cha cô ta là bảo tôi cùng về Đông Giang làm lái xe, với là về đơn vị cũ. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lưu chỉ có một cô con gái. Đương nhiên muốn giữ cô ta ở bên người, hổ tử, anh cũng đừng thấy khó xử, nếu nhà bọn họ thực sự muốn vậy thì anh hay là về đi, không thể bởi vì công tác mà làm lỡ chuyện tình cảm. Vội vàng lắc đầu, tôi đã nghĩ rồi, tôi vẫn không đi, anh đi đâu thì tôi đi đó, không có anh thì không có tôi hôm nay. Trương Dương nói, hổ tử, tôi lúc trước giúp anh cũng không phải là muốn anh hồi báo, trên thế giới này không có ai nhất định phải sống vì ai cả, anh cũng lớn rồi. Cũng nên có cuộc sống của mình, nên tính toán kế hoạch cho tương lai của mình. Hơn nữa, anh cũng không thể cả đời làm lái xe, dành thời gian học tập thêm đi, chỉ có không ngừng làm phong phú mình thì mới có thể có nhiều cơ hội. Trương đại quan nhân nói tới đây, cũng bởi vì sự thuyết giáo của mình mà bật cười. Chu Sơn Hổ nói, tôi thực sự không muốn đi, chỉ là cảm thấy tôi và Hy Đình trước đây rất tốt, hiện tại mỗi ngày đều gặp mặt, ngược lại va chạm nhiều hắn, tách ra một đoạn thời gian cũng tốt. Trương Dương vỗ vai hắn, nói, đối với con gái là phải biết lừa. Chu Sơn Hổ nói, phương diện này tôi phải học tập ngài nhiều hơn. Trương đại quan nhân cười mắng, thối lắm, tôi ở phương diện này không sở trường có gì cả. Lời này ngay cả chính hắn cũng không tin. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đưa hắn tới thị ủy, vừa mới tới cửa văn phòng thì nhìn thấy Phó Trường Trinh vội vã chạy tới. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng đầu đầy mồ hôi của hắn thì không khỏi bật cười, trời nóng vậy, chạy gấp làm gì. Phó Trường Trinh nói, thật sự là ngài hả Bí thư Trương. Hắn thở hổn hển nói,
vừa rồi thị lý đến thông chi, bảo ngài và thị trưởng Hứa tới thị lý họp. Trương Dương nói, bọn họ sao biết tôi đã về? Phó Trường Trinh nói, không biết, có điều lần này là bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới, cấp trên thông chi cho lãnh đạo chủ yếu cũng phải tới. Trương Dương xoay người nói với Chu Sơn Hổ, đi thôi, đưa tôi tới Bắc Cảng. Chu Sơn Hổ gật đầu, đang chuẩn bị lấy xe thì Trương Dương lại đổi ý, thôi, tôi trả đi, mặc kệ là ai tới thì đối với tôi cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này di động của hắn đổ chuông, là số của Hứa Song Kỳ. Trương Dương bắt máy cười nói, lão Hứa à, chuyện gì thế? Hứa Song Kỳ nói, bí thư Trương, xem ra anh đã đi làm rồi, bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới, nói là có tình huống quan trọng muốn thông báo, chúng ta cùng nhau đi nhé. Trương Dương nhìn xuống phía dưới, thấy xe Audi của Hứa Song Kỳ đã đậu ở đó, Hứa Song Kỳ không xuống xe, cửa kính xe rồi mở ra, hắn vừa gọi điện thoại vừa phất tay ra hiệu với Trương Dương. Trương đại quan nhân mắng thầm trong lòng, anh cũng khệnh nhỉ, không ngờ ngay cả xe cũng lười không muốn xuống. Trương Dương nói, tôi vừa trở về, rất mệt rất tôi không đi đâu, anh đi một mình đi, có chuyện gì thì báo cho tôi biết ngay là được. Hứa Song Kỳ nói, không được đâu, bí thư Lưu tự mình tới đây, hơn nữa chỉ đích danh chúng ta tới, vạn nhất liên quan tới chuyện thì Tân Hải thì tôi cũng không dám tự tiện làm chủ đâu. Trong lời này của hắn tràn ngập thành phần ám chỉ, Trương đại quan nhân không thể không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Lưu Chiêu lần này đến thực sự là có liên quan tới mình ư? Ngẫm lại thì thấy chắc không phải, mình và Cung Kỳ Vĩ, Tống Hoài Minh đang liên thủ diễn trò, Tống Hoài Minh mặc dù đang gõ mình, nhưng đó cũng là để phô trương thanh thế, nhưng lần này bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu đích thân đến, rốt cuộc là muốn hạ nước cờ gì tiếp đây? Trương đại quan nhân cũng hiếu kỳ, đã hiếu kỳ thì phải tới xem thế nào. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ không cần đưa mình, dù sao Hứa Song Kỳ cũng đã có xe rồi. Mình đi nhờ xe là được, tiền của nhà nước cũng là tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hứa Song Kỳ gần đây có tinh thần hơn nhiều, cái này cũng có liên quan tới sự trọng dụng của cấp trên đối với hắn, một núi không thể có hai hổ, trạng thái của hắn và Trương Dương trước giờ chính là thử tiêu bỉ Trương, khí diễm của Trương Dương nếu yếu đi vài phần thì bên mình sẽ cường thịnh hơn vài phần, sự cường thịnh trên tâm lý hoàn toàn bất đồng với cường thế được biểu lộ ra ngoài, hắn vẫn chưa tới mức có thể cường thế trước mặt Trương Dương, hắn không có cái vốn đó. Càng không có đảm sắc đó, cho nên Hứa Song Kỳ ở trước mặt Trương Dương vẫn biểu hiện ra sự khiêm tốn và nhún mình của người số 2. Nhưng trong lòng một người một khi sinh ra biến hóa thì hành vi cử chỉ của hắn cũng sẽ bại lộ ra trong bất chi bất giác, Hứa Song Kỳ lăn lộn trong quan trường nhiều năm cũng không tránh được một số sơ suất trong chi tiết. Ví dụ như vừa rồi, hắn rõ ràng đã nhìn thấy Trương Dương nhưng lại chỉ gọi điện thoại, mà lười không xuống xe đón, hắn không cảm thấy được nhưng Trương đại quan nhân cũng đã bắt đầu khó chịu. Trương đại quan nhân vốn cũng không muốn biểu lộ ra, nhưng sau khi lên xe thì Hứa Song Kỳ lại nói một câu khiến hắn không thích nghe. Hứa Song Kỳ nói, bí thư Trương, mấy ngày nay đi đâu vậy? Tìm anh cũng không được, mà gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Trương Dương cười cười, hỏi ngược lại, tôi đi đâu còn cần xin phép anh ư? Một câu khiến Hứa Song Kỳ đỏ bừng, dù sao trong xe cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có lái xe ở đây, không ai là kẻ ngốc cảm. Ai cũng nghe ra là Trương Dương đang đốp chát. Hứa Song Kỳ xấu hổ ho khan một tiếng, ho khan bình thường là thủ đoạn thường dùng để che giấu sự xấu hổ. Hứa Song Kỳ là lão bánh quẩy chính trị, vận dụng những thủ pháp này có thể coi là lô hỏa thuần thanh. Chương 2063, giỏi trốn việc 3. Trương đại quan nhân không nói gì nữa, cũng không thèm nhìn Hứa Song Kỳ. Ô tô lái ra khỏi trung tâm chính, thằng cha này dứt khoát nhắm hai mắt lại. Không ngờ còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Hứa Song Kỳ không biết thằng cha này đang ngủ thật hay là giả, có điều cứ như vậy, hắn cảm thấy mình càng lúc càng bẽ mặt. Tới trụ sở thị ủy Bắc Cảng, Trương đại quan nhân vẫn nằm ở ghế sau ngủ, Hứa Song Kỳ nhìn thấy bộ dạng của thằng cha này thì tức giận mà không biết làm gì, hận không thể tát cho hắn hai phát, nhưng Hứa Song Kỳ cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi, cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám. Cho dù Trương Dương gần đây đang không đắc chí, nhưng người ta vẫn người đứng đầu Tân Hải, quan to hơn một cấp thì đè chết người, hơn nữa, thằng cha này trẻ tuổi sức khỏe, mình đánh với hắn thì không phải là tìm ngược ư. Hứa Song Kỳ cân nhắc trong chốc lát, vẫn vẻ mặt tươi cười đánh thức Trương Dương, bí thư Trương. Một tiếng không đánh thức được, Hứa Song Kỳ vươn tay ra lay cánh tay Trương Dương. Trương đại quan nhân lúc này mới mở mắt ra. Hứa Song Kỳ cười nói, đến rồi. Trương đại quan nhân ngáp một cái rồi nói, gần đây hơi mệt.
Hứa Song Kỳ cười cười, không nói gì, trong lòng cố gắng kìm nén xung động muốn chửi hắn, anh mệt cái rắm, trong khoảng thời gian này không biết đã chạy tới chỗ nào tiêu sái. Hai người cùng nhau tới phòng họp thứ nhất của thị ủy, phát hiện lãnh đạo chủ yếu của các huyện thành phố khác đều chưa tới, nhưng mấy vị lãnh đạo chủ yếu của thị lý thì đều đến cả rồi. Cung Hoàn Sơn và Cung Kỳ Vĩ hai người đang ở đó nói chuyện, Trần Cương thì đeo kính lão ngồi đọc giấy tờ, sau khi Trương Dương và Hứa Song Kỳ tới, phát hiện cấp bậc của bọn họ thuộc thấp nhất, Hứa Song Kỳ tìm chỗ có viết tên mình rồi ngồi xuống. Trương Dương thì không ngồi vào chỗ của mình, mà tới ngồi xuống bên cạnh Trần Cương, vốn hắn và Trần Cương còn cách nhau hai ghế, nhưng thằng cha này trực tiếp đổi chỗ. Trần Cương buông văn kiện xuống, cười cười với hắn. Trương Dương nói khẽ, bí thư Trần, sao chỉ có Tân Hải chúng tôi tới? Trần Cương nói, tôi cũng không rõ lắm, bí thư Lưu điểm danh. Đang nói thì lại có một đám lãnh đạo thành phố đến, bí thư Lưu Chiêu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh dưới sự đi cùng của bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành cuối cùng mới xuất hiện trong phòng họp, bọn họ vừa xuất hiện, hiện trường lập tức nổi lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Trương đại quan nhân không vỗ tay, hắn cảm thấy thế là không cần thiết, ánh mắt lại nhìn lên biển trên bàn, quả thực hôm nay tới tham dự hội nghị, hắn và Hứa Song Kỳ là cấp bậc thấp nhất, rất kỳ quái, thị lý vì sao lại có an bài như vậy? Chẳng lẽ Tân Hải của Tân Hải đã xảy ra chuyện? Trương đại quan nhân thầm than trong lòng, vừa an ổn không được bao lâu, vừa mới đám tiểu quỷ tiến bước Ngụy Long Hưng, Văn Hạo Nam, thì lại một thiết diện phán quan Lưu Chiêu tới, xem ra sự câu thông giữa mình và Tống Hoài Minh không mang tới nhiều tác dụng, tỉnh lý xử liên hoàn quyền với Bắc Cảng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cục diện vừa mới dịu đi của Bắc Cảng khẳng định sẽ trở nên ác liệt hơn. Sự có mặt của Lưu Chiêu không phải là chỉ khiến một mình Trương Dương sinh ra nhiều suy đoán. Thật ra tâm tình của mỗi người ở đây cũng không thoải mái như vậy, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành là đau đầu nhất, tỉnh lý làm như vậy, xét đến cùng là không tín nhiệm y, anh hát xong tôi lại lên tiếp, sao phải làm vậy? Sa Luân Chiến à, nhưng vẻ mặt của Hạng Thành cũng không để bại lộ ra tâm tình của y, trên mặt vẫn tươi cười, nhiệt tình mà hơi kích động, đối mặt với thượng cấp chỉ có nhiệt tình không là không đủ, phải cố nặn ra vẻ kích động, phải biểu lộ tình cảm, có thể khiến lãnh đạo sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn với bản thân. Sẽ bất giác có cảm giác cao cao tại thượng, sẽ khiến hắn cảm thấy người khác đều đang ngước nhìn mình, đa số lãnh đạo đều loại cảm giác này. Nhưng trên thực tế Hạng Thành không kích động một chút nào, y cố nặn ra vẻ mặt phức tạp như vậy đơn giản không gì ngoài làm mê hoặc lãnh đạo, hơn nữa loại vẻ mặt này với y mà nói thì cũng không có gì khó khăn, mấy chục năm tầm dâm trong quan trường cũng không phải vô ích, cho dù là diễn viên cao minh nhất, không có kinh nghiệm nhất định thì cũng không thế nào nắm bắt được những chi tiết vi diệu trong đó. Hạng Thành nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là muốn mở một hội nghị, đầu tiên, chúng ta hoan nghênh bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới chỉ đạo công tác. Y nói xong thì vỗ tay đầu tiên, những người tham dự hội nghị cũng vỗ tay, thật ra khi Lưu Chiêu vào cửa đã hoan nghênh rồi, có điều lần đó là chủ động, lần này là nghi thức hoan nghênh chính thức. Lưu Chiêu lại không hề cười, thậm chí lộ ra vẻ nghiêm túc, đây cũng được cho là bệnh chung của người làm công tác của Ủy ban Kỷ luật. Lưu Chiêu nói tôi hôm nay là tiện đường tới đây thôi, các đồng chí cũng đừng nghĩ nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, tiện đường đi qua Bắc Cảng thực sự là không nhiều lắm, Bắc Cảng nằm ở ngoài cùng phía Đông Bình Hải, đi thêm nữa là ra biển lớn, nếu về phía Bắc nữa là ra khỏi Bình Hải rồi, nhưng từ Đông Giang một đường đi vòng qua đây rồi lên phía Bắc thì hình như hơi buồn cười. Lưu Chiêu nói tôi lần này tới là để đến huyện Lâm Mông thăm một vị lão hữu, vốn cũng không muốn quấy nhiễu các vị. Nhưng nếu đã tới thì không thể không qua chào hỏi. Mọi người nghe nói hắn lần này tới đây không liên can tới công tác thì một đám đều trở nên thoải mái hơn. Hạng Thành cũng không biết mục đích Lưu Chiêu lần này tới Bắc Cảng là gì, nghe Lưu Chiêu nói như vậy thì trong lòng nửa tin nửa ngờ, không nghe nói hắn ở bên đó có quan hệ gì. Trương đại quan nhân cũng không tin, anh nếu đến đây thăm bạn thì việc gì phải gọi nhiều người tới họp như vậy. Anh mở họp thì cũng không sao, dù sao thì anh cũng là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Tới địa phương thì cũng phải phát biểu một phen, nhưng vì sao lại gọi cả cán bộ Tân Hải chúng tôi tới? Mà huyện thành phố dưới sự quản lý của Bắc Cảng cũng không phải chỉ có mỗi Tân Hải chúng tôi. Lưu Chiêu nói, hôm nay mọi người chỉ là gặp mặt, không phải là hội nghị chính thức gì cả, mọi người có gì thì cứ nói. Hiện trường không ai chủ động lên tiếng. Ánh mắt của Lưu Chiêu dừng ở trên mặt Trương Dương, Trương đại quan nhân trong lòng minh bạch, gọi mình tới khẳng định có chuyện. Hắn đối với Lưu Chiêu nhìn mình thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cười cười, không nói gì. Lưu Chiêu nói, Tiểu Trương à, gần đây phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được không ít tài liệu tố cáo anh.
Trước mặt nhiều người như vậy nói thế này, hiển nhiên là không cho Trương Dương mặt mũi. Trương Dương cười nói, tôi từ lúc bắt đầu tiến vào thể chế, trước giờ đều là đối tượng được chú ý trọng điểm của Ủy ban kỷ luật các cấp. Cũng may, tôi công tác từ 1992 tới nay, tuy rằng tố cáo nhằm vào tôi nhiều đếm không xuể, nhưng tôi vẫn có thể ngồi ở chỗ này, chứng minh tôi miễn miễn cưỡng cưỡng được gọi là một đồng chí qua được khảo nghiệm của đảng và tổ chức, một đảng viên đủ tư cách. Lưu Chiêu lại không, gật đầu nói, anh cũng rất biết rát vàng lên mặt mình. Trương Dương nói, những gì tôi nói đều là thật, trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, tôi nếu chơi trò dối trá thì căn bản chính là không tôn trọng đối với lãnh đạo, đừng nói các vị có ý kiến với tôi, ngay cả bản thân tôi cũng sẽ khinh thường mình. Bí thư Ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương nói, thật ra gần đây tôi cũng nhận được không ít tố cáo về đồng chí Trương Dương, nhưng căn cứ vào điều tra của tôi thì trên cơ bản đều là giả dối hư ảo. Trần Cương thật lòng nói đỡ cho Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan Nhân nghe lại có chút không vui, bí thư Trần, cái gì gọi là trên cơ bản đều là giả dối hư ảo, những tố cáo về tôi tất cả là giả dối hư ảo mới đúng. Nhân viên tham dự hội nghị có quá nửa là thầm bật cười, thằng cha này chính là có bản sự như vậy, hội trường vốn nghiêm túc bị sự dẻo mỏ của hắn biến thành nhẽ nhõm hơn nhiều, có điều thế cũng làm suy yếu quan uy của Lưu Chiêu. Tuy rằng Trương Dương chỉ là một cán bộ cấp ban, có điều hắn cũng không để vị quan to của tỉnh lý này vào mắt. Lưu Chiêu hẳn là đã bị thái độ của Trương Dương chọc giận, hắn có chút không vui nhíu mày, hành động rất nhỏ này không qua được sự chú ý của người ở đây. Lưu Chiêu nói, đồng chí Trương Dương, anh có thể đưa ra một giải thích hợp lý về sự mất tích của anh trong một tuần nay không? Trương Đại Quan Nhân đã sớm đoán được nhất định sẽ có người nhắc tới chuyện này. Có điều hắn cũng không ngờ chuyện này kinh động tới cả bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu. Hắn lần này tới Nam Triều Tiên vô cùng vội vàng, trừ dặn dò Kiều Mộng Viện ra thì cũng không giải thích tường tận gì với người khác, trước khi rời đi cũng chỉ là nói một tiếng qua loa với Hứa Song Kỳ, nói là tới kinh thành làm việc. Trương Dương nhìn nhìn Hứa Song Kỳ ở bên cạnh, về chuyện này thì tôi đã dặn dò đồng chí Hứa Song Kỳ rồi. Ánh mắt của Lưu Chiêu bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, hắn nhìn sang Hứa Song Kỳ. Hứa Song Kỳ bị hắn nhìn cho sợ hãi, cố nặn ra nụ cười, bí thư Trương đúng là đã có. Anh là lãnh đạo của hắn à? Anh có quyền cho hắn nghỉ à? Ặc, mặt Hứa Song Kỳ đỏ bừng, hôm nay đã không phải là lần thứ nhất đỏ mặt. Vốn cho rằng mình trải qua nhiều năm tu luyện, da mặt đã sớm tu luyện tới mức mưa gió không thấu, nhưng trường hợp hôm nay hắn vẫn lộ ra sự vụng về, Hứa Song Kỳ cho rằng cái mình thiếu không phải là năng lực, là quan chức chính là chỗ dựa. Trong những người tham dự hội nghị hôm nay mình không nghi ngờ gì nữa là quan bé nhất, chỗ dựa trong lòng tất nhiên không đủ. Chương 2064, giỏi trốn việc 4. Ánh mắt của Lưu Chiêu khi một lần nữa dừng ở trên mặt Trương Dương thì đã trở nên khá nghiêm khắc, thân là bí thư thị ủy Tân Hải, rời khỏi cương vị công tác một tuần trời, mà trong khoảng thời gian này không để lại phương thức liên hệ. Không mở thiết bị liên lạc, anh đã đi đâu? Vì việc công hay là việc tư? Nếu thật sự có nguyên nhân thì vì sao không làm thủ tục tương quan? Trương Đại Quan Nhân bị Lưu Chiêu hỏi như bão tố cũng vẫn không hề biểu lộ ra vẻ quẫn bách, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Trương Dương nói, thứ nhất tôi không phải tự ý rời bỏ cương vị công tác. Tôi là tới kinh thành làm việc, số di động của tôi rất nhiều người biết. Nếu Tân Hải xảy ra chuyện trọng yếu thì chỉ cần bọn họ muốn liên lạc thì nhất định có thể liên lạc được với tôi. Tôi lần này tới kinh thành là vì việc công và cả việc tư, bởi vì đi quá vội nên không kịp làm thủ tục. Tôi thừa nhận mình có sơ sót. Cung Kỳ Vĩ nói, đồng chí Trương Dương, anh không thể lấy lý do như vậy để cho qua kỷ luật của tổ chức, anh ít nhất cũng phải nói một tiếng với tôi chứ. Cung Kỳ Vĩ vào thời khắc mấu chốt bổ ra một đao, sự không hòa hợp giữa hắn và Trương Dương đã sớm được công khai hóa, trong mắt người khác thì hắn lựa chọn vào lúc này bổ ra một đao cũng là rất bình thường. Trương Dương nói, các anh không tin lời nói của tôi thì có thể đi hỏi Kiều Lão. Về phần tôi ở kinh thành làm thì trước mắt không thể nói vơi chư vị được, câu này khiến cho cả Lưu Chiêu và Cung Kỳ Vĩ nghẹn luôn, lý do mà thằng ôn này tìm thực sự rất đầy đủ, cho dù hắn dối thì cũng không ai có thể đi tìm Kiều Lão mà nghiệm chứng. Hạng Thành lúc này ho khan một tiếng, tôi nghĩ chuyện này có thể là hiểu lầm. Tiểu Trương trước khi rời đi đã báo với tôi rồi, lúc ấy tôi cũng không chú ý lắm, cho nên không hỏi hắn đi đâu. Và lại, trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Đa số nhân viên tham dự hội nghị đều cảm thấy kinh ngạc. Hạng Thành vào lúc này đứng ra đỡ cho Trương Dương, đây chẳng khác nào là khai chống lại Lưu Chiêu, có điều đối với Trương Dương mà nói thì có nghĩa là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ai nói Trương Dương không xin phép, ngay cả Hạng Thành cũng biết mà.
Lưu Chiêu cực kỳ bất mãn nhìn Hạng Thành một cái, có những lời này của, hắn cũng mất đi ý nghĩa lấy chuyện này ra xử lý Trương Dương. Lưu Chiêu nói, tôi không phải muốn nhằm vào ai cả, tôi cũng không phải là vô duyên vô cớ hỏi tới chuyện này, căn cứ vào tin tức mà phía Nam Triều Tiên truyền đến thì nói chúng ta có một vị cán bộ tới Hán Thành giày vò một vòng, lôi con gái của tư lệnh bảo an Nam Triều Tiên, Kim Thừa Hoán tướng quân đi. Lưu Chiêu nói xong thì nhìn thẳng vào Trương Dương, chẳng những là hắn, tất cả mọi người đều nhìn Trương Dương, thằng cha này làm ra loại chuyện này thì tuyệt đối không bất ngờ, hắn bất kỳ làm gì cũng khiến người ta ngạc nhiên. Trương Dương bật cười ha ha, cười một hồi lâu mới dừng lại, các anh đều nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ mọi người đều cho rằng chuyện này là tôi làm ư? Một tuần, tôi từ Bắc Cảng chạy đến Hán Thành, sau đó thần không biết quỷ không hay trở về. Có thể ư, tôi ra ngoài thế nào? Bên xuất nhập cảnh không thể không ghi lại. Lưu Chiêu nói, có một số việc một khi gây ra ảnh hưởng quốc tế thì chỉ sợ cũng không dễ dàng giải quyết đâu. Hắn thở dài nói, tôi hy vọng mọi người về sau có thể giữ kiêm kỷ luật, làm gương tốt cho nhân dân. Nói xong câu đó thì hắn liền đứng dậy, điều này có nghĩa là muốn tan họp. Lưu Chiêu tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, khiến cho đám cán bộ Bắc Cảng hơi có chút không kịp thích ứng. Có điều hắn trước khi đi thì nói với Trương Dương, Trương Dương, anh theo tôi ra ngoài một chuyến. Trương đại quan nhân đi trong sự chú ý của mọi người, đi theo Lưu Chiêu ra ngoài, hắn cười nói, bí thư Lưu, ngài tìm tôi còn có việc gì? Lưu Chiêu nói, anh có biết Kim Mẫn Nhi đang ở đâu hay không? Trương Dương nhíu mày, bí thư Lưu, thế này là sao? Ngài thực sự tin tôi trong mấy ngày vừa rồi đã tới Hán Thành à? Lưu Chiêu nói, Trương Dương, tôi không có thành kiến gì với anh cả, cho dù chuyện bên phía Hán Thành thực sự là anh làm thì cũng không tới lượt tôi quản. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, phía Nam Triều Tiên đã đề xuất đàm phán với Bộ Ngoại giao của nước ta rồi, anh tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nói, tôi vẫn nói câu đó, xuất nhập cảnh không có ghi chép về tôi làm sao mà tới Nam Triều Tiên được? Chắp cánh bay qua à? Hay là tôi bơi qua biển tới đó? Lưu Chiêu nhìn thấy thằng cha này có chết cũng không chịu nhận thì từ trong ví lấy ra một bức ảnh đưa cho hắn, đây là ảnh của phía Bộ Ngoại giao đưa tới, ảnh là chụp khi anh đang ở Hán Thành. Anh xem kỹ đi, người trên ảnh có phải là anh hay không? Trương đại quan nhân cầm ảnh lên nhìn nhìn, trên ảnh là Kim Mẫn Nhi đang khoác tay hắn đi trên phố ở Hán Thành. Nguyên tắc của thằng cha này là chỉ cần không bị bắt quả tang thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lắc đầu nói, ồ, cũng giống tôi thật, nhưng trên đời này người giống người thì nhiều lắm, tấm ảnh này cũng không chứng minh được gì. Lưu Chiêu nói, Kim Mẫn Nhi lúc trước đại biểu Lam Tinh khảo sát ở khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải. Bởi vì trong nước có việc, cô ta đột nhiên trở về. Cô ta có máy bay riêng, nếu mang theo một người thì rất dễ dàng. Trương Dương nói, bí thư Lưu, nói 1.000 nói 1.000 thì ngài vẫn là đang hoài nghi tôi cũng thấy bực lắm, Bình Hải có chuyện không tốt gì thì các anh lập tức nghĩ tới tôi, nhưng hiện tại Hán Thành xảy ra chuyện, các anh cũng liên hệ tới trên người tôi có năng lực lớn như vậy à? Ngày khác các vị đại nhân có định đổ cả lên đầu tôi chuyện chiến tranh vùng vịnh, Liên Xô tan rã luôn không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi bận không tới được. Lưu Chiêu nhìn thằng ôn này, vẻ mặt lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải nhận được bức ảnh này, hắn cũng sẽ không tin Trương Dương chạy tới Hán Thành, lừa khuê nữ của tư lệnh bảo an Nam Triều Tiên đi. Chuyện này rất không hợp lý, dù sao một cán bộ xuất ngoại, phía xuất nhập cảnh cũng sẽ ghi lại, nhưng thằng ôn Trương Dương này trước giờ đều là hạng người dối trá, người trên ảnh rõ ràng là hắn. Lưu Chiêu nói, phía Nam Triều Tiên sẽ không bỏ qua đâu, bọn họ sẽ thông qua con đường ngoại giao để truy cứu chuyện này. Anh tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý đi, phía Bộ Ngoại giao có thể sẽ phái người tới tiến hành điều tra anh đó. Trương Dương cười nói, Bộ Công an tới tôi còn không sợ, tôi thân chính không sợ bóng tà, không làm chính là không làm, tư lệnh bảo an Nam Triều Tiên thì sao? Ghê lắm à, tới Trung Quốc chúng ta thì cùng lắm cũng chỉ là một tư lệnh viên quân phân khu tỉnh. Sao lại nói vậy? Trương Dương, anh gần đây còn ít chuyện lắm à? Chú ý bản thân một chút. Trương Dương nói, tôi hiểu rồi, bí thư Lưu, ảnh này tôi giữ nhé. Lưu Chiêu bất lực lắc đầu, hắn lên ô tô. Trương Dương cầm ảnh nhìn trái nhìn phải, tấm ảnh này tuy rằng là chụp xa, có điều vô cùng rõ, phàm là người sáng mặt, liếc một cái là có thể nhìn ra là hắn. Xem ra Kim Thừa Hoán sẽ không chịu để yên, đã vội vàng chụp cái mũ lửa Kim Mẫn Nhi đi lên đầu hắn. Trương đại quan nhân cười thầm trong lòng, lão tử chẳng những lừa con gái ông đi, còn làm cả chuyện đấy rồi nữa cơ, chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông, nước sữa hòa nhau, củi khô lửa bốc rồi.
con rùa già ông có hận tôi đến mấy thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thôi. Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành đi ra thì nhìn thấy Lưu Chiêu đã lên xe rời đi, y vốn là muốn tiễn Lưu Chiêu, nhưng cân nhắc tới Lưu Chiêu và Trương Dương chắc có chuyện muốn nói riêng, cho nên cố ý đi chậm, thành ra lại thành chậm mất không kịp tiễn lãnh đạo lên xe. Hạng Thành vừa rồi trên hội nghị đã giải vây giúp Trương Dương, vẫn giành được không ít thiện cảm của Trương Dương, Trương Dương nói, bí thư Hạng, cảm ơn. Hạng Thành nói, không có gì mà phải cảm ơn cả, nhưng về sau ra ngoài làm gì cũng báo trước một tiếng nhé, tránh cho cấp trên tra xuống thì phiền toái lắm đó. Trương Dương cười cười, Hạng Thành gần đây rất thích bán nhân tình cho người ta. Trương Dương nói, biết rồi, về sau tôi sẽ không để bí thư Hạng phải khó xử nữa. Hạng Thành nói, anh tới Kinh Thành gặp Kiều Lão à? Trương Dương cố ý nhìn chung quanh, Hạng Thành hiểu rằng hắn sợ người khác nghe thấy, mỉm cười nói, tới văn phòng tôi nói chuyện. Trương Đại Quan Nhân vui vẻ nhận lời. Tới văn phòng của Hạng Thành, Hạng Thành bảo thư ký pha một bình Bích Loa Xuân, cười nói với Trương Dương, đồng chí Kỳ Vĩ tặng cho tôi, cùng nhau thưởng thức nhé. Trương Đại Quan Nhân một lời hai nghĩa, nói, trà của Phó Bí Thư Cung thì tôi không dám uống dâu. Hạng Thành cười nói, đúng là không thể hiểu nổi các anh, chuyện trong công tác đừng có để làm ảnh hưởng tới tình bạn của nhau, tôi vẫn luôn cường điệu với mọi người, công là công, tư là tư, phải cố mà tách ra. Trương Dương nói, tôi có thể vĩnh viễn không đạt tới được cảnh giới này, tình huống vừa rồi ngài cũng nhìn thấy rồi đó, thủ pháp bổ đao của Phó Bí Thư Cung thực sự là rất cao minh. Hạng Thành nói, nhắc tới chuyện này thì là anh không đúng trước, cho dù anh rời khỏi Bắc Cảng thì cũng có thể mở thiết bị liên lạc. Nếu thực sự có chuyện quan trọng gì thì tôi cũng tiện thông chi cho anh. Trương Dương nói, lần này đi vội qua, quên không mang di động theo. Hạng Thành đương nhiên không tin cái lý do này của hắn, có điều y vẫn không có ý truy cứu trách nhiệm của Trương Dương, thở dài nói, gần đây có thể nói thời buổi rối loạn, chuyện không thuận tâm lũ lượt kéo tới, tiểu Trương à, vẫn nên nhún mình một chút. Chương 2065, tử vong ly kỳ 1. Trương Dương nói, bí thư Hạng, tôi vẫn chưa đủ nhún mình ư. Cực khổ khởi động lên khu bảo lưu thuế nhập khẩu, trong nháy mắt đã loại tôi ra khỏi ban quản lý, tôi cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Tôi muốn hỏi một câu, hiện tại khu bảo lưu thuế nhập khẩu rốt cuộc có phải là một bộ phận của Tân Hải hay không? Hạng Thành trong lòng thầm than, anh bực tức cái gì? Có trách thì trách anh đắc tội với Tống Hoài Minh, hiện tại cũng không phải là tôi muốn chỉnh anh. Là nhân vật số một của Bình Hải muốn tước đi quyền lực của anh lấy cái gì ra mà chống lại người ta. Hạng Thành cũng không có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, dưới sự lãnh đạo của Tống Hoài Minh, y cũng thuộc loại người thất ý trên chính trị, là đồng bệnh tương liên với Trương Dương. Hạng Thành nói, khu bảo lưu thuế nhập khẩu đương nhiên là một bộ phận của Tân Hải rồi. Trương Dương nói, nếu là một bộ phận của Tân Hải, tôi đây là bí thư thị ủy Tân Hải mà ngay cả quyền hỏi đến cũng không có, ngài cảm thấy có bình thường không? Hạng Thành nói, tiểu Trương à, anh đừng nghĩ nhiều quá, đây là an bài của lãnh đạo thượng cấp, tin rằng có đạo lý nhất định. Trương Dương nói, bí thư Hạng, thật ra gần đây rốt cuộc có chuyện gì thì trong lòng tôi minh bạch, trong lòng mọi người cũng minh bạch, ngài vừa rồi nói công là công, tư là tư, nhưng người thật sự có thể phân rõ liệu có được mấy ai. Tôi thấy ngay cả bí thư Tống cũng không biết phân rõ đâu. Hạng Thành nhìn ra Trương Dương tràn ngập oán khí đối với. Vào những lúc như thế này y ngược lại không tiện nói xen vào, đây cũng không có nghĩa là Hạng Thành toàn tâm toàn ý ủng hộ Tống Hoài Minh, mà là y không muốn nói, cũng không dám nói. Nhiều năm như vậy rồi, Hạng Thành chưa bao giờ nói xấu lãnh đạo trước mặt người ngoài, trên quan trường độ tín nhiệm giữa người và người rất thấp, người khác oán thán trước mặt anh phụ họa theo vài câu. Có lẽ đối phương vừa quay đi sẽ bán đứng anh với một vị lãnh đạo nào đó. Trương Dương nói, không giấu gì ngài. Tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Hạng Thành nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười, tôi cũng muốn nghe xem cái gọi là tình huống xấu nhất của cậu là gì. Cùng lắm thì tôi bro tốt, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho tôi dung thân ư? Hạng Thành từ trong lời nói của Trương Dương tựng hồ nghe ra hắn có ý định rời khỏi Bắc Cảng. Bất lộ thanh sắc nói, thật ra bất kỳ ai cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi được, bất kể trong cuộc sống hay là trong công tác thì muốn có tiến bộ. Gặp khó khăn đầu tiên phải nghĩ đến không được lùi bước, mà là phải nghênh đón, chỉ có đối mặt với khó khăn, coi khó khăn trước mắt trở thành một lần lịch lãm của nhân sinh thì mới có thể không ngừng tiến về phía trước. Trương Dương nói, tôi cũng không cam lòng đi như vậy đâu. Hạng Thành cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói, lần này tới Kinh Thành là để tìm trạm tiếp theo à? Đổi thành trước đây,
Hạng Thành tuyệt không ngờ mình sẽ có một ngày ngồi cùng một chỗ nói chuyện hài hòa như vậy với tên tiểu tử cuồng vọng Trương Dương này. Trương Dương nói, không phải, bực tức thì bực tức, tôi cũng không phải là người biết khó mà lui, tôi lần này tới chủ yếu là làm chút việc riêng, bí thư Hạng chắc sẽ không trách trách tôi chứ. Hạng Thành nói, ai cũng có lúc không thuận tâm, nếu trong lòng không thoải mái thì dứt khoát cho mình nghỉ ngơi đi, điều chỉnh lại một chút. Hạng Thành lộ ra vẻ vô cùng thông cảm với Trương Dương. Trương Dương nói, cảm ơn bí thư Hạng đã quan tâm, tôi tuy rằng không muốn quản. Nhưng khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải tôi cũng không thể mặc kệ được. Tôi biết có người không muốn tôi quản, nhưng nhà đầu tư là tôi kéo tới. Tôi nếu không ra mặt thì người ta sẽ không có hứng thú đầu tư, không phải tôi đánh giá cao bản thân, có một số việc không có tôi thì đúng là không làm được. Hạng Thành nói, tôi nghe nói bên Lam Tinh xảy ra chút chuyện. Trương Dương nói, tôi cũng nghe có nói. Nghe nói tổng tài tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyên tiên sinh bất hạnh cao đời, Hán Thành gần đây cũng có động tĩnh không nhỏ, có điều đây là nội chính của người ta, chúng ta không tiện can thiệp, vừa rồi bí thư Lưu tới còn nói tôi lôi Kim Mẫn Nhi đi, ngài nói xem có tức hay không chứ. Hạng Thành nói, Thanh giả tự thanh, anh nếu không làm thì việc gì phải sợ người ta nói, tôi thấy chuyện này cũng có chút hoang đường, trong một tuần ngắn ngủn, anh sao có thể chạy đến Hán Thành lôi Kim Mẫn Nhi đi. Hơn nữa, bên xuất nhập cảnh cũng không có ghi chép gì về anh mà. Hạng Thành nói không thật lòng, thật ra y vẫn có chút hoài nghi Trương Dương, thằng ôn này mà điên lên thì đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra. Trương Dương hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ trong văn phòng của Hạng Thành, vừa mới đi ra cửa phòng thì nhận được điện thoại của thị trưởng Tân Hải Hứa Song Kỳ, bởi vì hắn lần này là ngồi xe của Hứa Song Kỳ tới cho nên Hứa Song Kỳ tuy rằng họp xong cũng vẫn phải ở lại chờ hắn. Trương Dương không định đi ngay. Nói vào điện thoại, lão Hứa, anh đi trước đi, đợi lát nữa tôi tự mình trở về. Hứa Song Kỳ khép điện thoại, nói với lái xe, đi thôi, tới chỗ bí thư Tảm. Bí thư Tảm trong miệng Hứa Song Kỳ chính là tiền bí thư huyện ủy Tân Hải Tảm Thế Kiệt. Tảm Thế Kiệt sau khi bị Trương Dương thay thế thì tới khoa ủy thành phố Bắc Cảng, hiện tại trên cơ bản thuộc về trạng thái bán về hưu. Hứa Song Kỳ khi tới văn phòng của Tảm Thế Kiệt thì nhìn thấy Tảm Thế Kiệt đang ở đó vẽ quốc họa. Hứa Song Kỳ tiến đến trước bàn vẽ, cười nói, bí thư Tảm, có nhã hứng quá nhỉ. Tảm Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn Hứa Song Kỳ rồi cười cười, lại thêm hai nét trên tranh rồi bỏ bút vẽ xuống, đi rửa tay, mời Hứa Song Kỳ ngồi xuống sofa, từ vị trí của Hứa Song Kỳ vừa hay nhìn thấy Nam Hữu Du Nhiên Kiến Nam Sơn ở trên bức tranh đối diện, Hứa Song Kỳ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này quả nhiên có thể nhìn thấy ngọn núi nhỏ ở phía nam, Hứa Song Kỳ nói Thải Cúc Đông Ly Hạ. Du Nhiên Kiến Nam Sơn, bí thư Tảm định làm ẩn sĩ ư. Tảm Thế Kiệt tự tay pha cho hắn một ly trà, mình thì cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm, tôi đã sớm là ẩn sĩ rồi. Hứa Song Kỳ bật cười, từ xưa đến nay người trở thành ẩn sĩ thường thường là người thất bại trên chính trị, Tảm Thế Kiệt trước mắt quả thực thuộc về loại hình này. Tảm Thế Kiệt lấy ra một bao Trung Hoa, Hứa Song Kỳ lại lấy ra một bao Vạn Bảo Lộ, hút cái này thích hơn. Tảm Thế Kiệt cười cười lắc đầu. Vẫn rút ra Trung Hoa của mình rồi cắm vào môi. Hứa Song Kỳ lấy bật lửa ra châm giúp y, mình cũng châm một điếu Vạn Bảo Lộ, hai người rít mấy hơi, trong bên trong tràn ngập mùi thuốc lá. Tảm Thế Kiệt nói, hôm nay sao lại muốn tới thăm tôi? Hứa Song Kỳ nói, tiện đường tới, bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh vừa đến, mở một cuộc họp nhỏ với mọi người. Tảm Thế Kiệt nhướng mày, từ lúc y phải xuống khỏi vị trí người đứng đầu Tân Hải. Đã rời xa trung tâm quyền lực của Bắc Cảng giống loại chuyện này y không thể biết được, Tảm Thế Kiệt nói, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với Bắc Cảng vẫn chiếu cố như vậy, có phải có người lại phạm sai lầm hay không? Chương 2066, Tử vong ly kỳ 2. Hứa Song Kỳ nói, cũng không có gì, chỉ là cường điệu về kỷ luật một chút, hẳn là nhằm vào Trương Dương, hắn trước đó nghỉ không phép, cả một tuần không liên hệ được, có người nói hắn tới Hán Thành, dù sao. Hắn là người bị cấp trên nhìn chằm 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 mà. Tảm Thế Kiệt gần đây cũng có nghe nói tới chuyện phiền toái của Trương Dương, y thở dài, 10 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, không ai biết mình ngày mai sẽ ra sao. Y là đang nói Trương Dương, cũng là đang nói mình. Hứa Song Kỳ nói, tôi thấy hắn không ở Tân Hải lâu nữa đâu. Tảm Thế Kiệt không nói gì, có điều người hơi nghiêng về phía Hứa Song Kỳ một chút, dùng phương thức như vậy để cho thấy y rất muốn nghe thấy đáp án. Hứa Song Kỳ nói, hắn đã chia tay con gái bí thư Tống, tất nhiên đã thất sủng trước cấp trên, hiện tại quyền quản lý của khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng đã bị thu hồi, quan hệ giữa Cung Kỳ Vĩ và hắn cũng càng lúc càng kém, hiện tại đã trở thành rất ác liệt.
Tạm Thế Kiệt nói, với tình cảnh trước mắt của hắn, sớm đi khỏi một chút là cách làm sáng suốt nhất. Y từ trong vẻ mặt của Hứa Song Kỳ đã nghiền ngẫm ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Trương Dương đến vốn đã khiến Hứa Song Kỳ hết hy vọng đối với sĩ đồ, nhưng gần đây cấp trên không ngừng giao cho Hứa Song Kỳ quyền lực, đồng thời cũng khiến dã tâm của dã tâm bắt đầu nảy mầm trở lại. Có thể nói Hứa Song Kỳ là người chờ mong Trương Dương rời khỏi nhất, chỉ có Trương Dương đi rồi, vị trí bí thư thị ủy Tân Hải Thư mới có thể bị bỏ trống, hắn mới có hy vọng lấp vào chỗ trống này. Hứa Song Kỳ nói, bí thư Tạm, theo anh thấy thì thị trưởng cung và phó bí thư cung ai có hy vọng hơn? Tạm Thế Kiệt nhìn Hứa Song Kỳ một cái, những lời này của Hứa Song Kỳ chẳng khác gì không hỏi, toàn bộ Bắc Cảng đều đã nhìn ra ai mới là người nối nghiệp Hạng Thành, Hứa Song Kỳ sao mà nhìn không rõ? Biết rõ còn cố hỏi, chắc không phải, người trong quan trường cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ gặp phải vấn đề xếp hàng, loại người đã bị bài trừ ra khỏi trung tâm quyền lực như Tạm Thế Kiệt có lẽ tạm thời không cần phải cân nhắc, nhưng Hứa Song Kỳ lại khác, hắn phải làm ra lựa chọn giữa cung Hoàn Sơn và cung Kỳ Vĩ. Câu này của Hứa Song Kỳ hỏi khiến Tạm Thế Kiệt có chút khó chịu, phải nói là thấy cảnh thương tình, mình năm đó cũng là người quyền trọng một phương, nhưng hiện tại, trong nháy mắt đã trở thành hoa cúc hôm qua. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, người mới thay người cũ, Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, quan trường chi lộ của mình không nghi ngờ gì nữa đã đi vào ngõ cụt, y đã không còn nhìn thấy hy vọng. Hứa Song Kỳ lần này tới là để hỏi kế, nhưng Tạm Thế Kiệt lại sinh ra song cảm giác mất mát nói không nên lời. Y suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, Song Kỳ, cái này anh bàn không thể thao túng được, nếu tôi là anh, tôi tình nguyện làm người bàng quan, quyết không làm một quân cờ, để mặc cho người khác bài bố. Đây là mùa nóng bức nhất của Bắc Cảng tại đây trong mùa này, lòng người rất dễ trở nên nóng nảy. Trương đại quan nhân ngồi trong văn phòng, bật điều hòa, thưởng thức trà xanh, thằng cha này sau khi từ Hán Thành trở về thì vẫn luôn nhàn nhã tự tại, trong mắt người khác thì hắn gần đây đã thu liễm hơn rất nhiều. Bình thường rất ít thấy hắn xuất hiện trong trường hợp công chúng, ngay cả trên tin tức TV bản địa cũng rất ít nhìn thấy đưa tin về hắn. Thật sự có một số người đã chú định là không thể trầm thấp được, cho dù là anh trốn đi thì người khác vẫn có thể tìm được anh. Chuyện của Kim Mẫn Nhi không hề bởi vì bọn họ thoát khỏi Hán Thành mà kết thúc, Kim Thừa Hoán thông qua con đường ngoại giao tiến hành truy cứu Trương Dương. Quyền chính thái ở dưới sự đi cùng của đặc phái viên Bạch Chí Quân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tới thành phố Tân Hải, hắn lần này tới là được Kim Thừa Hoán ủy thác, điều tra chuyện Kim Mẫn Nhi mất tích. Hai vị này có thể nói đều là người quen cũ của Trương Dương, lúc trước, hắn ở Đại sứ quán New York đại sát tứ phương, Bạch Chí Quân chính là nhân viên công tác của lãnh sự quán bang New York. Về phần quyền chính thái thì càng biết rõ nội tình. Trương đại quan nhân nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt mình thì cười ha ha đứng dậy, hai vị đúng là khách ít đến, ngọn gió nào thổi các anh tới cái nơi bé xíu này vậy. Hắn bảo Phó Trường Trinh đi pha trà. Bạch Chí Quân mỉm cười nói, đồng chí Trương Dương, tôi lần này tới là được Bộ Ngoại giao ủy thác, đặc biệt hiệp đồng quyền chính thái tiên sinh tìm anh để tìm hiểu một số việc. Trương Dương nói, tôi và quyền tiên sinh cũng là lão bằng hữu, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Phó Trường Trinh mang trà lên, Trương Dương rất nhiệt tình mời hai người uống trà, hắn nói với quyền chính thái, quyền tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ. Quyền chính thái cười nói, vẫn ổn. Bạch Chí Quân nói, hai anh đã là bạn thì chuyện này cũng dễ giải quyết rồi. Quyền chính thái nói, Trương tiên sinh, tôi nói ngắn gọn nhé, một tuần trước, Kim Mẫn Nhi tiểu thư, con gái của Kim Thừa Hoán tướng quân trong vũ hội đính hôn với Hồng Chính Tề tiên sinh, con trai của Tổng thống Hồng thì đột nhiên bị ta bắt có đi. Lúc ấy có người chụp được một số ảnh, căn cứ vào đối chiếu của chúng tôi thì hoài nghi người bắt cóc Kim Tiểu Thư chính là anh. Chân tướng của chuyện này thì trong lòng hắn đã biết rõ. Quyền chính thái đương nhiên biết chuyện này chính là Trương Dương làm, có điều tội danh bắt cóc Kim Mẫn Nhi thì không được thành lập. Lúc ấy Trương Dương và Kim Mẫn Nhi liên thủ bắt cóc Hồng Chính Tể mới đúng, tối hôm đó rất nhiều người đều nhìn thấy. Có điều việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, thân là tư lệnh bảo an Nam Triều Tiên. Kim Thừa Hoán đương nhiên không thể công bố chân tướng của sự thật, mà đổ hết trách nhiệm lên người tên bắt cóc, mà tên quỷ xui xẻo này tất nhiên chính là Trương Dương. Quyền chính thái lấy ra một tập ảnh rồi đưa cho Trương Dương, Trương đại quan nhân cầm lên xem, chậc chậc lấy làm lạ nói, cũng giống tôi thật, có điều khẳng định không phải là tôi. Quyền chính thái nói, Trương tiên sinh có thể chứng minh chuyện này không? Trương Dương nói, đương nhiên có thể chứng minh rồi, ghi chép của bên xuất nhập cảnh viết rất rõ. Tôi căn bản không có ghi chép nhập cảnh vào Nam Triều Tiên. Quyền chính thái nói,
nhưng căn cứ vào tư liệu mà chúng tôi trước mắt nắm giữ được thì Trương tiên sinh trước đó từng lên chuyên cơ của Kim Thượng Nguyên tiên sinh, Chủ tịch Lam Tinh cùng đi với Kim Mẫn Nhi tiểu thư trở về Hán Thành. Trương Dương cười nói, dục ra chi tội, các anh khăng khăng muốn chụp mũ lên đầu tôi thì tôi cũng đành chịu thôi. Hắn cười nói với Bạch Chí Quân, Bạch tiên sinh, tôi có thể nói vài câu riêng tư với Quyền tiên sinh không? Bạch Chí Quân mỉm cười đứng dậy, hắn chỉ phụ trách cùng đi với Quyền Chính Thái tới đây, trên tình cảm thì hắn vẫn đứng ở phía Trương Dương. Trương Dương bảo Phó Trường Trinh dẫn Bạch Chí Quân sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, trong văn phòng chỉ còn lại hắn và Quyền Chính Thái hai người. Trương Dương nói, Quyền tiên sinh, hôm nay anh tới đây là tìm tôi để khởi binh ư. Quyền Chính Thái nói, tôi là phụng mệnh tới thôi, Kim tiểu thư mất tích cũng không phải là việc nhỏ, Kim tướng quân không thể không truy cứu. Trương Dương nói, Mẫn Nhi không sao, qua mấy ngày nữa là cô ta sẽ công khai ra mặt, cô ta sẽ ra mặt chủ trì công tác của Lam Tinh. Chương 2067, Tử vong ly kỳ 3. Quyền Chính Thái nói, Kim tướng quân rất tức giận vì chuyện này. Ngữ khí của hắn rất ngưng trọng, là muốn Trương Dương coi trọng. Trương Dương nói, hắn tức giận hay không không liên quan tới tôi, anh trở về giúp tôi chuyển cáo tới hắn, nếu hắn còn dám bán đứng Mẫn Nhi để đổi lấy lợi thế chính trị thì tôi quyết không tha cho hắn, còn nữa, hắn muốn tìm tôi thì cứ đến. Tôi chờ hắn. Khóe môi Quyền Chính Thái phát ra một nụ cười bất đắc dĩ, hắn lần này tới đến tìm Trương Dương còn có một băn khoăn. Đó chính là sợ Trương Dương làm lộ chuyện hắn giúp Trương Dương. Hắn nói khẽ, thật ra nếu Trương tiên sinh kiên chỉ nói không làm thì Kim tướng quân cũng không lấy ra được chứng cứ gì. Trương Dương cũng biết Quyền Chính Thái đang lo lắng điều gì, hắn cười nói, anh yên tâm đi, hắn có khệnh đến mấy thì cũng chỉ là ở nước anh thôi, đến chỗ chúng tôi thì chẳng là gì cả. Chuyện giữa chúng ta tôi sẽ vĩnh viễn giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm, cho nên anh đừng lo. Quyền Chính Thái mặt có chút đỏ lên, bị người nhìn thấu tâm tư khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Quyền Chính Thái nói, Kim tướng quân về sau còn có thể thông qua phương diện ngoại giao để gây áp lực, nếu muốn thay đổi tình huống thì tốt nhất hãy mau chóng để Kim tiểu thư công khai ra mặt. Trương Dương nói, tôi biết rồi. Quyền Chính Thái và Bạch Chí Quân tới vội vàng mà đi cũng gấp gáp, sau khi nói chuyện với Trương Dương, hai người lập tức phải rời khỏi Tân Hải, Trương Đại Quan Nhân vẫn khá hiếu khách, thỉnh tình giữ hai người lại thê vài ngày, Quyền Chính Thái dù sao cũng phải về báo cáo kết quả công tác, hắn uyển chuyển từ chối hảo ý của Trương Dương. Bạch Chí Quân trước khi đi còn cầm tay Trương Dương, nói, Bí thư Trương, chuyện này vẫn cần làm chút công tác, Kim Thừa Hoán và tư lệnh của bảo an của Nam Triều Tiên, hắn gây áp lực không nhỏ tới đại sứ quán, anh tốt nhất cầu thông với phía đại sứ đi. Hắn không quên nhắc nhở Trương Dương, đại sứ thư và bí thư cố là bạn tri kỷ, anh có thể nói một tiếng với bí thư cố. Trương Dương mỉm cười gật đầu, Bạch Chí Quân rõ ràng là đang bán cho mình một cái nhân tình. Quan hệ của Thư Anh Hằng và Cố Doãn Chi hắn biết từ lâu rồi, nhưng Trương Dương vẫn cho rằng không cần thiết phải kinh động tới Cố Doãn Chi, hiện tại mình đã về trong nước gì, Kim Thừa Hoán cho dù lợi hắn đến mấy thì cũng không thể bắt được hắn. Tiễn bước Bạch Chí Quân và Quyền Chính Thái rồi, Trương Dương trở lại văn phòng, bấm số điện thoại của Kim Mẫn Nhi, Kim Mẫn Nhi trước mắt đang ở Đông Kinh, tổng bộ sự nghiệp của Lam Tinh ở hải ngoại là ở đó, nghe nói cha vẫn đuổi sát Trương Dương không tha, Kim Mẫn Nhi không khỏi có chút lo lắng, Trương Dương. Ông ta liệu có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì tới anh không, hay là để em gọi điện thoại cho ông ta, để ông ấy đừng có bám lấy anh nữa. Trương Dương nói, hắn tức giận cũng là điều khó tránh khỏi, con gái bị anh bắt cóc, đổi thành là ai cũng sẽ nuốt không trôi cục tức này đâu. Kim Mẫn Nhi nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười. Trương Dương nói, chuyện tiến triển vẫn thuận lợi chứ. Kim Mẫn Nhi ừ một tiếng, hệ thống quản lý của Lam Tinh vẫn luôn rất hoàn thiện, sau khi bác gặp chuyện không may. Công ty cũng không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, em gần đây tổ chức họp suốt, chuẩn bị toàn diện tiếp nhận công tác của Lam Tinh. Trương Dương nói, Lam Tinh là tâm huyết cả đời của bác em, nhất định không thể để nó suy sụp, Mẫn Nhi, anh chỉ lo lắng em sẽ tìm tới em. Kim Mẫn Nhi nói, trời cao chi bay, hiện tại ông ta cũng không quản được nhiều như vậy đâu, nếu ông ta còn dám bức em, cùng lắm thì em đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta. Trương Dương nói, giữa cha con tốt nhất đừng để găng tới mức đó. Hai người hàn huyên chừng nửa giờ thì Trương Dương mới buông điện thoại. Buổi trưa, Trình Diễm Đông tới tìm hắn, cũng mang tới cho Trương Dương một tin tức khá bất ngờ. Tiền chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tân Hải Hồng Trường Thanh bởi vì trúng độc khi gamma chết trong nhà, thi thể bị phát hiện vào buổi sáng hôm nay, thời gian tử vong đã qua 3 ngày. Trương Dương nhíu mày, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Trần Cương.
Hồng Trường Thanh và Trần Cương trước đây trường kỳ giữ quan hệ nam nữ bất chính, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Trần Cương? Trình Diễm Đông nói, căn cứ kết quả khám tra hiện trường bước đầu thì chắc là không may, trên cơ bản đã bài trừ khả năng bị giết, có điều ở hiện trường lục soát được rất nhiều thứ. Trương Dương nói, là cái gì? Trình Diễm Đông lộ ra một nụ cười kín đáo, chắc là lần này bí thư Trần của Ủy ban kỷ luật gặp phiền toái rồi. Hiện tại Trần Cương giống như kiến bò trên chảo nóng, Hồng Trường Thanh tử vong bất ngờ khiến hắn cảm thấy chấn kinh, có điều ngoài chấn kinh ra thì còn có sợ hãi, quan hệ giữa hắn và Hồng Trường Thanh đã gắn bó rất nhiều năm, trong tay Hồng Trường Thanh khẳng định nắm rất nhiều chứng cứ bất lợi đối với hắn, nữ nhân này này trước đây không chỉ một lần uy hiếp hắn, vừa nghĩ tới chuyện này là Trần Cương liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, dọa cho Trần Cương nhảy dựng. Hắn ổn định tâm thần một chút rồi cầm điện thoại lên, alo. Giọng nói của hắn gượng gạo mà vô lực, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra hắn hiện tại rất khẩn trương. Điện thoại là em trai hắn, Trần Khải gọi tới, tin tức tử vong của Hồng Trường Thanh, Trần Khải ngay lập tức thông chi cho hắn. Trần Khải thân là cục trưởng phân cục khu khai phá Bắc Cảng, có thể nhận được không ít tin tức. Trần Khải nói, đại ca. Có kết quả khám tra hiện trường bước đầu rồi, đã cơ bản nhận định là tai nạn, không có dấu tích là mưu sát, cũng không giống như là tự sát. Trần Cương nói, có phát hiện khác hay không? Trần Cương không phải quan tâm Hồng Trường Thanh rốt cuộc là chết như thế nào, hắn quan tâm cái chết Hồng Trường Thanh có thể liên lụy đến mình hay không? Trần Khải đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này của đại ca, hắn nói khẽ, đại ca, vụ án này không thuộc khu trực thuộc của em chỉ có thể thông qua quan hệ hỏi thăm được tình huống thôi. Không tiện trực tiếp tham gia, có điều em nghe nói vụ án này là triệu cục ngay lập tức tới hiện trường. Trần Cương ừ một tiếng, trong lòng không yên, tuy rằng qua điện thoại nhưng Trần Khải vẫn có thể cảm thấy sự khẩn trương của đại ca. Hắn khuyên giải an ủi, đại ca, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, anh đừng lo. Trần Cương nói, không liên quan là tốt nhất. Khi nói những lời này hắn trong lòng hắn tràn ngập uể oải, gác điện thoại, châm một điếu thuốc, ngồi ở đó lặng lẽ hút, qua một hồi lâu. Trần Cương tựa hồ nhớ tới gì đó, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong tìm ra một tấm ảnh, Hồng Trường Thanh trên ảnh tràn ngập mị lực và phong tình, nhìn cái lúm đồng tiền của cô ta, trong lòng Trần Cương bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, hắn đau khổ nhắm hai mắt lại, dùng hết sức hít một hơi, lúc này mới cảm thấy cảm giác tương tức trong ngực bớt đi một chút, mở mắt ra, cầm bật lửa đốt tấm ảnh. Nhìn ngọn lửa dần dần cắn nuốt hết bức ảnh, cắn nuốt khuôn mặt quen thuộc mà lại xa không thể thành với của Hồng Trường Thanh, khóe mắt Trần Cương đã ươn ướt. Triệu Quốc Cường tới Bắc Cảng bao lâu thì gặp vụ án mạng này, căn cứ vào phán đoán tình huống hiện trường thì Hồng Trường Thanh chết vì trúng động hơi ga, từ tình huống lúc đó cho thấy. Cái chết của Hồng Trường Thanh cũng không có quá nhiều chỗ khả nghi, kết quả cuối cùng chờ báo cáo nghiệm thi, có điều Triệu Quốc Cường ở hiện trường cũng có rất nhiều phát hiện ngoài ý muốn, trong tủ bảo hiểm của Hồng Trường Thanh có một quyển nhật ký, quyển nhật ký này hiện tại đang nằm trên bàn làm việc của Triệu Quốc Cường, trong nhật ký ghi lại kết giao của cô ta và Trần Cương trong mấy năm nay. Thậm chí ngay cả cô ta và Trần Cương lúc nào chỗ nào phát sinh quan hệ cũng được ghi lại rõ ràng, Triệu Quốc Cường xong nhật ký thì chấn kinh và phẫn nộ. Nếu những gì được ghi chép trong quyển nhật ký này là thật, như vậy vị bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng này đã hủ bại đến mức nào rồi? Trong tủ bảo hiểm không chỉ có nhật ký mà còn có mấy bản ghi âm, Hồng Trường Thanh không phải là một nữ nhân bình thường, cô ta vào lúc bán thân thể cho Trần Cương đồng thời cũng tuyệt đối không phải là phục vụ không công, mà là muốn đổi lấy lợi ích chính trị. Nhật ký và ghi âm này chính là để cô ta chuẩn bị đối phó với Trần Cương. Cái chết của Hồng Trường Thanh ở Tân Hải thì dẫn tới chấn động hơn so với Bắc Cảng, một nguyên nhân trong đó chính là cô ta công tác ở Tân Hải nhiều năm, mấy năm nay tần suất ra mặt của cô ta rất cao. Mọi người đối với cái chết của Hồng Trường Thanh thì hứng thú đối với phân tích tình tiết vụ án hơn, chuyện phá án là của công an, nhưng mỗi người dân đều có hứng thú phân tích tình tiết vụ án, cơ hồ đa số người đều cho rằng Hồng Trường Thanh sẽ không tự sát. Một nữ nhân, cơ hồ cái gì nên có đều có rồi, cô ta sao mà phải tự sát. Trương Dương nghe nói Hồng Trường Thanh đã chết thì cũng cảm thấy kinh hãi, hắn thật sự không nghĩ ra lý do tự sát của Hồng Trường Thanh, trên đời này tồn tại rất nhiều chuyện không tưởng được. Trương Dương cũng không ngờ Hồng Thi Kiều sẽ tìm đến mình, cô ta thông qua quan hệ của mình trước mắt đã được điều đến công tác ở Ban Chiêu Thương thành phố Tân Hải, năng lực công tác vẫn có chút xuất sắc, Kiều Mộng Viện cũng rất thích cô ta. Hồng Thi Kiều mắt đỏ ứng. Vừa thấy Trương Dương thì đã bật khóc. Trương đại quan nhân không thể chịu nổi cảnh nữ nhân khóc, hắn đang muốn an ủi Hồng Thi Kiều, nói một câu nén bi thương thuận biến thì lại nghe Hồng Thi Kiều khóc thút thít nói, bí thư Trương, cô tôi khẳng định không phải là tự sát.
Chương 2068, tử vong ly kỳ 4. Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng nghe nói, trước mắt cảnh sát vẫn đang điều tra, cơ bản đã bài trừ khả năng tự sát, nói là tai nạn thì đúng hơn. Hồng Thi Kiều cắn cắn môi nói, tuyệt đối không phải là tai nạn, nhất định là mưu sát. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn Hồng Thi Kiều, hắn có chút không rõ cô ta dùng cái gì để kết luận như vậy. Hồng Thi Kiều nói, Bí thư Trương, tôi biết là ai hại chết cô ta, nhất định là Trần Cương, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương. Trương Dương nhíu mày, hắn nói khẽ, Tiểu Hồng, không có chứng cớ thì không thể nói lung tung được. Hồng Thi Kiều nói, tôi sao lại không có chứng cớ, Trần Cương này chính là bại hoại trong đội ngũ cán bộ, là lão lưu manh không hơn không kém. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên công nhận những lời này của Hồng Thi Kiều, nhưng nguyên nhân Hồng Thi Kiều nói ra những lời này lại rất tế nhị, Trương Dương biết chuyện trong đây không đơn giản. Hồng Thi Kiều nói, hắn dùng quyền lực để bức cô tôi, khiến cô tôi khi còn sống phải làm tình nhân của hắn trong nhiều năm. Trương Dương nói, Tiểu Hồng, chuyện như vậy cô hình như không nên tới phản ánh với tôi. Hồng Thi Kiều Dương Dương nói, tôi có thể phản ánh với ai? Ủy ban kỷ luật đều là người của hắn. Tất cả lãnh đạo thành phố Bắc Cảng và hắn là quan lại bao che cho nhau, người duy nhất tôi có thể tin được chính là ngài, tôi thủy chung cho rằng ngài là một người có chính nghĩa và lòng tận tâm. Trương Đại Quan Nhân nghe cô ta nói như vậy thì theo bản năng ưỡn thẳng ngực, cảm giác mình trở nên vĩ đại hơn nhiều, xem ra ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng như tuyết. Trương Dương nói, Tiểu Hồng, cô vì sao nhận định cô của cô là bị Trần Cương hại chết? Hồng Thi Kiều cắn cắn môi. Nói cô tôi lúc sinh tiền từng nói với tôi một câu, nếu một ngày cô ta đột nhiên gặp bất trắc, vậy người xuống tay nhất định là Trần Cương. Trương Dương nói, cô không thể chỉ dựa vào một câu của cô ta đã kết luận chuyện này là Trần Cương làm, hơn nữa, Trần Cương là bí thư ủy ban kỷ luật, hắn hiểu pháp luật, hậu quả của giết người là gì thì hắn không thể không biết. Hồng Thi Kiều nói, người biết pháp còn phạm pháp còn ít lắm ư. Trương Dương nói, Tiểu Hồng, cho dù chuyện cô nói được thành lập, vậy chứng cớ đâu? Rốt cuộc là điều gì đã thúc đẩy Trần Cương giết chết cô của cô? Hồng Thi Kiều nói, cô tôi rất không hài lòng với công tác trước mắt. Cho nên cô ta đi tìm Trần Cương vài lần, muốn nhờ hắn giúp giải quyết vấn đề công tác, nhưng Trần Cương ngoài miệng thì đáp ứng, song lại không ra sức cho cô ta, hơn nữa. Hắn còn nổi tâm tư với tôi. Nói tới đây, mặt Hồng Thi Kiều không khỏi có chút nóng lên. Trương Đại Quan Nhân cũng không hề cảm thấy bất ngờ với những lời này của cô ta. Trần Cương này vẫn luôn không phải hạng tốt lành gì, háo sắc thành tính, tác phong sinh hoạt hỗn loạn không chịu nổi, lợi dụng quyền lực trong tay mà hại không ít nữ cán bộ, nhưng Trương Dương cũng không tin Trần Cương lại giết chết Hồng Trường Thanh. Chuyện giữa hắn và Hồng Trường Thanh đã sớm bị mình nắm giữ, cho dù giết Hồng Trường Thanh thì cũng không đạt được mục đích hủy diệt chứng cớ, muốn che giấu chân tướng sự thật, trừ phi giết hết tất cả những người biết nội tình. Hồng Thi Kiều nói, nhất định là hắn sợ cô tôi công khai quan hệ giữa bọn họ. Cho nên mới bí quá hóa liều, giết chết cô tôi để diệt khẩu. Trương Dương nói, Tiểu Hồng, chuyện này tôi đã biết rồi, tôi đáp ứng cô, tôi sẽ phải giúp đốc thúc cảnh sát sớm ngày tra ra chân tướng. Có điều, tôi cũng phải nhắc nhở cô một câu, chuyện không có chứng cớ thì nhất định không thể nói tùy tiện, nếu để cho người khác biết, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với cô. Hồng Thi Kiều nghe thấy Trương Dương nói như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng... Trương Dương ra hiệu cho cô ta nói thêm gì đi nữa, nói khẽ, nén bi thương thuận biến đi, chuyện của cô khẳng định sẽ được tra ra manh mối, trước khi cảnh sát chưa công bố kết quả cuối cùng, cô đừng có mù quáng phán đoán. Hồng Thi Kiều gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ có chút thất vọng, cô ta không hề từ chỗ Trương Dương có được kết quả mong muốn, cô ta đứng lên, nói khẽ, Bí thư Trương, đã quấy rầy ngài rồi, tôi đi đây. Trương Dương gật đầu. Hồng Thi Kiều đi không lâu thì Thường Hải Tâm tới văn phòng của hắn, cô ta ở cửa gặp Hồng Thi Kiều, cảm thấy có chút tò mò, nói khẽ, Hồng Thi Kiều tìm anh làm gì? Trương Dương thở dài, kể lại những gì Hồng Thi Kiều nói với hắn, Thường Hải Tâm nhíu mày, có chút chán ghét nói, nếu tất cả những gì cô ta nói là sự thật thì Trần Cương này thật sự rất đáng giận. Trương Dương nói, cô ta chỉ căn cứ vào một số lời trước kia của Hồng Trường Thanh để phán đoán, cũng không có chứng cứ thực tế gì. Thường Hải Tâm nói, anh có định giúp cô ta phản ánh những tình huống này lên trên không? Trương Dương nói, đã nói là không phải chứng cớ thực tế, anh phản ánh lên thì chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề ư. Thường Hải Tâm nói, cũng chưa chắc đâu, anh trước giờ đều thích Thương Hương Tiết Ngọc, nhìn thấy tiểu cô nương người ta khóc như mưa, chắc chắn là sẽ mềm lòng,
bảo bí thư Trương anh lao vào núi đao lửa biển thì anh cũng sẽ không chối từ. Trương Dương bị cô ta nói cho bật cười, ý gì đây? Ghen hả? Thường Hải Tâm trợn mắt lườm hắn nói, nếu em ăn giấm chua thì anh đã sớm bị giấm chua nhấn cho chết đuối rồi. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, anh biết em không phải nhỏ nhen vậy mà, hơn nữa anh và cô ta một chút quan hệ cũng không có. Ánh mắt hắn chiếu lên ngực Thường Hải Tâm, lòng dạ của bí thư Thường rất rộng lớn rộng rãi. Thường Hải Tâm đỏ mặt, đánh lên vai hắn một cái, Lưu Manh, anh chính là bí thư Lưu Manh. Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra vỗ nhẹ cái lên ngực cô ta, cảm thụ sự đàn hồi từ thân thể thanh xuân của cô ta, trong lòng lại có chút nóng lên. Thường Hải Tâm ở chung với hắn nhiều năm như vậy, rất là hiểu hắn, biết lực khống chế của thằng cha này căn bản là số 0, vội vàng lui về phía sau hai bước, tách ra một khoảng cách an toàn, em nghe nói anh sắp bị điều động. Trương Dương cười nói, ai nói, anh đang làm rất tốt sao mà phải đi. Bên ngoài đều nói như vậy. Lời đồn chính là như vậy mà có đây, quả thực có không ít người muốn anh đi, nhưng càng là như vậy thì anh càng không đi, gặp chút chuyện đã gục ngã. Anh mà lựa chọn trốn tránh thì anh làm sao còn có thể đứng vững trên quan trường, anh về sau làm sao đối diện được với các em. Thường Hải Tâm cười nói, em biết anh sẽ không dễ dàng như vậy đả khoa đánh gục như vậy mà. Trương Dương đứng lên nói, anh phải tới Bắc Cảng một chuyến. Thường Hải Tâm nói, vừa hay em cũng phải tới đoàn thị ủy làm việc, em đưa anh đi. Trương Dương gật đầu, được. Trương Đại Quan Nhân bắt đầu có chút lo lắng cho Trần Cương, quả thực mà nói. Hắn không phải lo lắng cho Trần Cương, mà là chính hắn, và Tang Bối Bối nhọc lòng bày ra mê cục, lợi dụng mê cục này để liên hệ chặt chẽ Trần Cương và Viên Hiếu Thương lại với nhau, nhưng không ngờ Hồng Trường Thanh đột nhiên chết, khiến kế hoạch vốn có của hắn bị đảo loạn, nếu Trần Cương bởi vì chuyện này mà bị liên lụy thì như vậy Trần Cương chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì, loại người như cũng không biết giảng đạo nghĩa đâu. Trương Đại Quan Nhân không sợ Trần Cương, là sợ thằng cha này làm hỏng đại kế của mình. Người cảm thấy sợ nhất trong cái chết của Hồng Trường Thanh là Trần Cương, hiện tại Trần Cương dùng từ kiến bò trên chảo nóng để hình dung thì tuyệt đối là không đủ. Trên đường Trương Dương và Thường Hải Tâm tới Bắc Cảng liền nhận được điện thoại của Trần Cương. Qua điện thoại cũng có thể nghe ra sự khẩn trương trong thanh âm của Trần Cương, Trần Cương nói, bí thư Trương, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Trương Dương nói đi. Trần Cương nói, anh biết không, Hồng Trường Thanh đột nhiên chết. Hiện ở bên ngoài có rất nhiều lời đồn bất lợi đối với tôi, và không có bất kỳ liên quan gì tới chuyện này cả, tôi thề. Khi nói ra những lời này, Trần Cương cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết vì sao phải giải thích với Trương Dương, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra mình phải tìm ai. Trương Dương nói, tôi tin anh, nhưng chuyện này tôi nói cũng không tính. Trần Cương nói, anh giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Những lời này của hắn tràn ngập hàm nghĩa phức tạp, câu đầu tiên nói là tràn ngập vẻ cầu xin, câu thứ hai thì liền có hàm nghĩa uy hiếp, vào thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ đến Trương Dương cũng là có nguyên nhân, bởi vì Trương Dương từng giết qua người, hắn giúp Trương Dương hủy thi diệt tích, bọn họ là chiến hữu trên một chiến hào, nếu hắn xảy ra chuyện thì Trương Dương cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Tuy rằng vẫn chưa xảy ra việc gì, nhưng Trần Cương cũng đã cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ hết sức. Hiện tại kết quả điều tra vẫn chưa có mà. Thanh giả tự thanh, anh sợ cái gì? Trần Cương nói, nữ nhân này theo tôi nhiều năm như vậy, trong tay cô ta khẳng định có rất nhiều thứ bất lợi với tôi. Trương Dương trầm mặc trong chốc lát, anh bình tĩnh chút đi, lát nữa tôi sẽ liên hệ với anh. Buông điện thoại, Trương Dương suy nghĩ rất lâu, hiện tại Trần Cương cách trận tuyến sụp đổ chắc chỉ còn một bước, nếu Hồng Trường Thanh thực sự để lại chứng cứ bất lợi với hắn. Như vậy Trần Cương lần này chỉ sợ khó có thể tránh được kiếp nạn, nhưng hiện tại đá Trần Cương ra khỏi bàn cờ có phải quá sớm hay không? Trương Dương đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện cục diện phức tạp, rốt cuộc nên đi giải quyết như thế nào đây? Hắn cứ vậy vứt bỏ Trần Cương, hay là nên giữ hắn lại vì kế lâu dài? Chương 2069, anh giúp tôi với một. Thường Hải Tâm nhìn thấy bộ dạng suy tư của Trương Dương, cũng không quấy rầy hắn. Mà là đỗ xe sang một bên cho hắn thời gian để suy nghĩ. Trương Dương một hồi lâu sau mới ý thức được Thường Hải Tâm đã dừng xe, hắn cười nói, dừng xe làm gì? Thường Hải Tâm nói, em tới đoàn thị ủy, còn anh thì đi đâu? Em đưa anh tới cục công an đi. Thường Hải Tâm vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, xem ra anh vẫn rất quan tâm tới chuyện của cô ta. Trương Đại Quan Nhân cười nói, đã nói là em ghen rồi mà, miệng đầy mùi giấm chua kia kìa.
Thương Hải Tâm nói, đừng trách em không nhắc nhở anh, gần đây phiền toái của anh đã không ít rồi, đừng có lo việc bao đồng. Trương Dương cười cười gật đầu, yên tâm đi, anh làm việc có chừng mực mà, em nếu muốn dạy anh thì chờ tới buổi tối nhé, chúng ta nói chuyện trên giường. Thương Hải Tâm phì một tiếng, xấu hổ nói, em mặc kệ anh, gần đây em phải ở cùng với chị dâu, làm gì có thời gian. Ý tứ trong lời nói không phải không muốn nói chuyện trên giường với Trương Dương, mà là gần đây không có thời gian. Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, chị dâu em mang thai à? Thương Hải Tâm nói, anh sao cái gì biết? Trương Đại Quan Nhân nói, anh luôn nhớ đến chị dâu em mà. Anh biến đi, Thương Hải Tâm cười mắng hắn, tất nhiên không phải là thật, ô tô đã tới cửa cục công an, Thương Hải Tâm nói, xuống xe đi. Trương Dương mở cửa xe, trước khi xuống xe nói với Thương Hải Tâm, đợi lát nữa anh xong việc thì sẽ điện thoại cho em, buổi trưa tranh thủ cùng nhau ăn cơm. Chính sự quan trọng hơn, Thương Hải Tâm vẫy vẫy tay với Trương Dương rồi lái xe rời đi. Trương Dương nhìn Thương Hải Tâm lái xe đi xa, lúc này mới xoay người đi vào Cục Công an thành phố Bắc Cảng. Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng Triệu Quốc Cường vừa mới họp nội bộ xong, lúc này đang ngồi ở trước máy tính trong văn phòng xem hồ sơ tư liệu trước đây của Hồng Trường Thanh, nghe nói Trương Dương tới đây tìm hắn, gật đầu nói, mời hắn vào. Trương Đại Quan Nhân mặt mày hớn hở đi vào trong văn phòng. Cười nói, Triệu Cục, đang bận à? Triệu Quốc Cường ăn ngay nói thật, bận. Trương Dương nói, xem ra tôi hôm nay đến không đúng lúc rồi. Triệu Quốc Cường mời hắn ngồi xuống sofa, mỉm cười nói, vô sự bất đăng tam bảo điện. Bí thư Trương nếu không có chuyện gì thì cũng sẽ không tới chỗ tôi chơi đâu. Trương Dương gật đầu nói, quả thực có việc, tôi nghe nói Hồng Trường Thanh đã chết, cho nên tới đây hỏi về tình tiết vụ án một chút. Triệu Quốc Cường đi pha trà cho hắn. Đưa chén trà cho Trương Dương rồi ánh mắt nhân cơ hội đánh giá Trương Dương một chút, không che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt, bí thư Trương, anh và người chết rất quen thuộc ư. Trương Dương nói, cô ta lúc sinh tiền từng đảm nhiệm chức chủ nhiệm Trương Dương huyện ủy Tân Hải. Tôi cũng biết cô ta. Triệu Quốc Cường nói, tôi nghe nói cô ta sở dĩ rời khỏi Tân Hải là vì xảy ra một số mâu thuẫn với anh. Trương Dương cười nói, Triệu Cục, xem ra anh đã tìm hiểu rất rõ ràng chuyện trong đây. Triệu Quốc Cường nói, hiện tại là một xã hội bùng bổ tin tức. Bất kỳ bí mật gì cũng chỉ là tương đối, huống chi có một số việc căn bản không bí mật gì cả. Trương Dương nói, quả thực không phải là bí mật, Hồng Trường Thanh trong lúc công tác ở Tân Hải đã có một số bất đồng về lý niệm công tác với tôi. Triệu Quốc Cường nói, tôi lại nghe nói phiên bản khác, cô ta lợi dụng cháu gái Hồng Thi Kiều hãm hại anh, nhưng chuyện này bị vạch trần, Hồng Trường Thanh bởi vậy mà không muốn tiếp tục làm việc ở Tân Hải. Cho nên lựa chọn rời khỏi. Trương Dương nói, thật ra tôi cũng đã từng giữ cô ta lại, tôi vốn hy vọng cô ta sẽ ở Tân Hải làm chủ nhiệm ban chiêu thương. Nói tới đây Trương Dương tạm dừng một chút, sau đó thì thở dài, có chút tiếc hận nói, hồng nhan bạc mệnh. Không ngờ cô ta còn trẻ tuổi như vậy đã đi rồi. Triệu Quốc Cường nói, tình cảm của cô ta và chồng không tốt lắm, chết đã mấy ngày rồi mà hắn cũng không liên hệ. Theo tình huống mà chúng tôi nắm giữ được thì chồng cô ta và cô ta đã ở riêng một đoạn thời gian rồi, gần đây đang ra ngoài học tập, chúng tôi đã thông chi tin xấu của cô ta cho hắn. Trương Đại Quan Nhân cuối cùng cũng tìm được một cơ hội thích hợp, nhìn như rất thản nhiên nói, cô ta rốt cuộc là chết như thế nào. Triệu Quốc Cường nói, vẫn chưa có báo cáo nghiệm thi, bây giờ vẫn không thể có kết luận. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Triệu Quốc Cường cười cười áy náy với Trương Dương rồi đứng dậy đi lấy điện thoại. Báo cáo nghiệm thi đã có, kết luận khiến Triệu Quốc Cường có chút giật mình, Hồng Trường Thanh không phải là chết vì hít phải khí độc mà tắc thở, nguyên nhân chân chính là nghẹt thở cơ giới, cái gọi là nghẹt thở cơ giới là vì tác dụng của cơ giới dẫn tới cản trở hô hấp. Chúng độc khí ga ở hiện trường chỉ là hiện tượng giả, là để che giấu sự thật Hồng Trường Thanh bị người khác sát hại. Đây là án mưu sát, Triệu Quốc Cường buông điện thoại, nhìn mặt bàn một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Trương Dương, kết quả nghiệm thi đã có rồi, là bị giết. Trương Dương nói, bị giết ư, kết luận này khiến tâm tình của hắn trở nên trầm trọng, bởi vì hắn biết chuyện Hồng Trường Thanh tử vong tất nhiên sẽ liên lụy đến Trần Cương, chuyện đang phát triển theo phương hướng không thể biết trước. Triệu Quốc Cường cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trương Dương, nói khẽ anh có gì muốn nói với tôi về chuyện này không? Có phải có thể cung cấp cho chúng tôi một số manh mối hữu dụng hay không? Trương Dương nói, tôi chỉ là thuận tiện tới đây hỏi một chút thôi. Triệu Quốc Cường nói, làm một cảnh sát, tôi cảm giác ý đồ đến của anh hôm nay không phải đơn giản như vậy, anh rất quan tâm tới chuyện này,
anh nhất định biết gì đó, đồng thời anh lại đang băn khoăn gì đó. Trương Dương, người chết là một cán bộ một quốc gia, cô ta từng của anh, đồng sự của anh, nếu anh biết gì đó, tôi hy vọng anh có thể thành thật với tôi, giúp tôi mau chóng phá án. Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói, đối với ai là hung thủ giết chết cô ta thì tôi thực sự không biết, nhưng tôi quả thực có biết một số chuyện về Hồng Trường Thanh, việc này có lẽ có liên quan tới tình tiết vụ án, hoặc có lẽ cũng không có chút liên quan gì tới tình tiết vụ án, tôi hiện tại cũng không thích hợp nói ra, tôi lo lắng sẽ tạo thành ngộ đạo đối với anh. Triệu Quốc Cường nói, anh đang hoài nghi năng lực phán đoán của tôi. Không, anh là một trong những cảnh sát mà tôi thưởng thức nhất, từ lúc ở Nam Tích, tôi đã hiểu rõ năng lực phá án của anh rồi. Triệu Quốc Cường tràn ngập mê hoặc nhìn hắn, anh chẳng lẽ không thấy hành động của mình rất khiến cho người ta hoài nghi ư? Trương Dương cười nói, có gì mà hoài nghi, tôi không có bất kỳ liên quan gì tới vụ án của Hồng Trường Thanh, những chuyện tôi biết sớm muộn gì cũng đều sẽ nói với anh, nhưng chắc không phải hiện tại. Chương 2070, anh giúp tôi với hai. Triệu Quốc Cường nói, anh là không thấy thỏ thì không thả ưng, hôm nay đến chỗ tôi là thử hư thật, muốn từ chỗ tôi có được tình báo về người chết. Triệu Quốc Cường cũng bắt đầu có chút khó chịu với thái độ lập lờ này của Trương Dương. Trương Dương đứng lên cười nói, đúng là không gì giấu được anh. Triệu Quốc Cường nói, anh đang lo lắng cái gì? Lo lắng chuyện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến anh ư? Trương Dương nói, tôi không có bất kỳ quan hệ gì tới vụ án này. Triệu Quốc Cường nói, vậy thì chính là anh lo lắng vụ án này sẽ ảnh hưởng đến một số người có liên quan tới anh, ai? Nói cho tôi biết đi. Trương Đại Quan Nhân không che giấu được sự thưởng thức đối với Triệu Quốc Cường, hắn nhìn Triệu Quốc Cường như lần đầu quen hắn vậy, Triệu Quốc Cường có thể từ trong đối thoại của bọn họ đưa ra được suy đoán như vậy, chứng tỏ năng lực trinh thám chắc tuyệt của hắn. Triệu Quốc Cường nhìn thẳng vào hai mắt. Tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, đúng như NNN lời nói ban đầu của hắn, vô sự bất đăng tam bảo điện, Trương Dương không thể tới mà không có mục đích, quan tâm là một chuyện, tất nhiên có lý do để quan tâm, hiện tại Trương Dương đã từ chỗ mình có được tình báo, vẫn mà hắn vẫn chưa có được hồi báo tương ứng từ Trương Dương, Triệu Quốc Cường nói, anh đang lo lắng cho ai? Trương Dương bật cười ha ha, hắn lắc đầu. Triệu Quốc Cường nói, muốn có thì trước tiên phải cho, con người anh không phải keo kiệt như vậy chứ? Trương Dương cười nói, nhưng tôi căn bản không có gì cả, anh ít nhiều cũng phải có chút thành ý chứ. Triệu Quốc Cường thở dài, phát hiện muốn móc ra được chút gì từ miệng thằng ôn này thực sự là quá khó khăn, hắn có chút hối hận vì vừa rồi đã quá mức thẳng thắn thành khẩn với Trương Dương, có điều chuyện Hồng Trường Thanh chết vì bị giết vốn cũng không cần phải giấu, hắn gật đầu nói, anh không nói à? Vẫn chưa tới lúc tôi nói, và lại, chuyện tôi nói ra cũng không giúp gì được cho việc phá án cả đâu. Triệu Quốc Cường nói, không hài lòng thì nửa câu cũng nhiều, bí thư Trương, tôi sắp có nghiên cứu và thảo luận về vụ án rồi, không thể tiếp anh được nữa. Mục đích của Trương Đại Quan Nhân thật ra chỉ đạt được một nửa, hắn là muốn thám thính chuyện này rốt cuộc có liên lụy tới Trần Cương hay không, hắn cũng không phải là giáp tâm muốn lập lờ với Triệu Quốc Cường, nhưng trước mắt vẫn chưa biết Triệu Quốc Cường rốt cuộc đã nắm tình tiết vụ án tới trình độ nào, hắn không thể dốc hết ra mà nói với Triệu Quốc Cường được. Triệu Quốc Cường nếu đã hạ lệnh trục khách thì Trương Đại Quan Nhân cũng không tiện tiếp tục lưu lại, hắn mỉm cười cáo từ. Tâm tình của Trương Đại Quan Nhân cũng không thoải mái, rời khỏi trụ sở làm việc của thị cục, ở cửa ra gặp Trần Khải, ánh mắt của hai người gặp nhau, Trần Khải rõ ràng do dự một chút, hắn cuối cùng cũng quyết định đi tới chỗ Trương Dương, tuy rằng hắn không rõ lắm giữa anh trai và Trương Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ quan hệ giữa hai người gần đây rất thân thiết. Nếu là bằng hữu của đại ca, Trần Khải cũng không có lý do tiếp tục coi hắn là kẻ địch. Hắn chào, bí thư Trương. Trương Dương cười nói, khéo vậy. Nói xong hắn liền ý thức được Trần Khải hẳn là vì chuyện tử vong của Hồng Trường Thanh mà tới. Xem ra Hồng Trường Thanh bất ngờ bỏ mình đã khiến huynh đệ Trần gia mất đi trấn định rồi. Trần Khải nói, đến cục lý bàn chuyện, bí thư Trương tới làm gì? Trương Dương cười nói, cũng đến bàn việc. Hắn gật đầu, ra hiệu mình có việc phải đi. Sau khi rời khỏi thị cục, Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn lựa chọn tới Ủy ban Kỷ luật thành phố một chuyến, hắn muốn tìm hiểu tình trạng hiện tại của Trần Cương một chút. Từ sau khi biết được tin tức Hồng Trường Thanh tử vong, Trần Cương vẫn luôn không rời khỏi văn phòng của mình, trong gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá, trong phòng mờ mịt khói, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Trần Cương đứng dậy mở cửa sổ, để khói bên trong tản đi. Trương Đại Quan Nhân nói, bí thư Trần, chỗ anh là phòng khí độc hay là văn phòng đấy? Trần Cương nói, người và người khác nhau mà,
có người cảm thấy đây là phòng khí độc, có người lại cảm thấy đây là phòng yên vui. Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ, hít một hơi không khí trong lòng, nói khẽ tôi vừa tới thị cục, kết quả nghiệm thi của Hồng Trường Thanh đã có rồi, cô ta chết vì ngạt thở cơ giới, cũng chính là bị giết. Trần Cương rõ ràng run run một chút, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tôi không liên quan gì tới việc này cả, không liên quan tí gì cả, tôi thề đấy, tôi đã rất lâu rồi không hề liên hệ với cô ta. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, tôi tin, nhưng tôi tin cũng vô dụng, loại chuyện này tôi nói thì không tính. Hắn xoay người ngồi xuống sofa, tự mình mở tủ lạnh ra lấy một chai nước, uống mấy ngụm rồi nói, hôm nay Hồng Thi Kiều tới tìm tôi, một mực chắc chắn rằng cô của cô ta là anh giết. Trần Cương rõ ràng đã phẫn nộ, tôi vì sao muốn giết cô ta? Tôi là một cán bộ quốc gia, tôi không thể biết pháp còn phạm pháp. Trương Đại Quan Nhân bởi vì những lời này của hắn mà cảm thấy khinh bỉ, thằng cha này không ngờ biết mình là cán bộ quốc gia, không ngờ còn có thể nói ra hắn không thể biết pháp còn phạm pháp, con mẹ nó đúng là nực cười. Trần Cương nói, cô gái đó có thành kiến với tôi, cô ta đang nhằm vào tôi. Trương Dương nói, không phải cô ta nhằm vào anh. Là vì Hồng Trường Thanh lúc sinh tiền đã nói qua với cô ta, nếu có một ngày cô ta xảy ra bất trắc gì thì hung thủ giết cô ta chính là anh. Trần Cương lắc đầu, bộ dạng bi phẫn và không hiểu, cô ta tại sao có thể nói như vậy? Cô ta dựa vào gì mà nói như vậy? Tôi đã hết lòng với cô ta rồi. Trương Dương nói, rất bình thường, thế giới này không phải ai cũng hiểu được đạo lý mua bán không thành còn nhân nghĩa đâu. Trần Cương nghe ra hắn đang châm chọc mình. Nhưng Trần Cương hiện tại căn bản cũng không để ý, cái hắn để ý là chuyện này của Hồng Trường Thanh sẽ đi về đâu, chuyện này rốt cuộc có liên lụy đến mình hay không, nói một cách chính xác thì mình không nghi ngờ gì nữa đã bị chuyện này liên lụy rồi, hắn chỉ hy vọng ảnh hưởng có thể cố gắng làm nhỏ đi một chút. Hy vọng mình đừng bị người khác coi là một người bị tình nghi giết người rồi điều tra, hy vọng thanh danh cả đời của mình sẽ không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Cương nhìn Trương Dương. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy Trần Cương nói như vậy thì thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, lão tử vì sao nhất định phải giúp anh? Hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, Trần Cương sở dĩ xin mình giúp đỡ. Là vì Trần Cương cho rằng bọn họ là châu chấu xiên trên một que, lúc trước Trương Dương lỡ tay giết chết Tang Bối Bối, Trần Cương hắn đã giúp đỡ. Còn cùng Viên Hiếu Thương hiệp đồng Trương Dương hủy thi diệt tích. Lúc ấy hắn phụ trách lái xe, hiện tại đến phiên mình gặp phiền toái. Trương Dương anh không thể sống chết mặc bây được, anh nhất định phải giúp tôi. Anh nếu không giúp tôi vạn nhất xảy ra đại sự gì. Lão tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng khai hết cả ra, tôi không thoải mái thì anh cũng đừng hòng được dễ chịu. Tâm lý của Trần Cương lúc này đã trở nên rất tối tăm. Chương 2071, anh giúp tôi với ba. Trương Đại Quan Nhân là người thông minh. Hắn nắm rất rõ tâm lý của Trần Cương, đương nhiên sẽ không hỏi tới cùng. Tuy rằng trong đáy lòng hắn rất ghét loại người như Trần Cương, nhưng Trương Dương cũng không muốn Trần Cương bởi vì chuyện này mà đi tong, dù sao Trương Dương ở trên người Trần Cương cũng bỏ không ít tâm huyết. Còn trông cậy vào thông qua hắn để đào móc ra nhiều tin tức của Bắc Cảng hơn, và lại Trần Cương nếu gặp hạn, 10 phần có 9 sẽ đâm ra chuyện của hắn, những tâm tư mà mình nhọc sức bỏ ra khẳng định sẽ uổng phí. Cho nên an ủi vẫn là tất yếu. Trương Dương an ủi Trần Cương, anh cũng đừng quá khẩn trương. Dù sao anh cũng không làm mà, người khác không thể quy vụ án này lên đầu anh được. Trần Cương cười khổ nói, tôi đương nhiên là không làm rồi, cái tôi sợ là gì chắc anh cũng rõ. Cái hắn sợ không chỉ là bản thân vụ án mưu sát này, hắn lo lắng Hồng Trường Thanh để lại quá nhiều thứ dính dáng tới mình, với hắn mà nói thì sinh mệnh quan trọng, nhưng thể diện cũng quan trọng. Đừng nhìn hắn đã làm ra rất nhiều chuyện không biết xấu hổ. Nhưng trước mặt người khác vẫn rất coi trọng thể diện. Trương Dương nói, tôi sẽ hết sức giúp anh. Những lời này chẳng khác nào tặng cho Trần Cương một viên thuốc an thần. Trương Dương sau khi rời khỏi thì tới khách sạn Vương Miện, hắn phải đi tìm Viên Hiếu Thương để thương lượng. Nếu mọi người đã cùng nhau làm một chuyện không thể để ai biết, mặc kệ là ai xảy ra chuyện thì dù sao cũng phải bù đắp nhau, dù sao cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Trương Đại Quan Nhân phát hiện rất nhiều lúc quan hệ đồng cam cộng khổ còn không chắc chắn bằng cùng nhau phạm tội. Viên Hiếu Thương đương nhiên đã nghe nói tới chuyện của Hồng Trường Thanh, nhìn thấy Trương Dương tới lập tức minh bạch hắn là vì chuyện của Trần Cương mà đến. Sau khi hắn mời Trương Dương ngồi xuống thì nói khẽ, bí thư Trương, tôi nghe nói Hồng Trường Thanh đã chết. Trương Dương gật đầu nói, tôi chính là vì chuyện này mà tới. Viên Hiếu Thương nói, vì bí thư Trần ư.
Giữa bọn họ không cần phải vòng vo, nói chuyện vẫn cố gắng thẳng thắn nhanh gọn. Trương Dương nói, hắn lần này có thể sẽ gặp phiền toái to rồi. Viên Hiếu Thương nói, hắn và Hồng Trường Thanh kết giao rất nhiều năm, Hồng Trường Thanh vừa chết, chuyện này rất có thể sẽ bị lôi ra. Trương Dương nhìn Viên Hiếu Thương, phát hiện Viên Hiếu Thương cũng đang nhìn chăm chú vào mình, hắn lập tức minh bạch Viên Hiếu Thương cũng rất chú ý tới chuyện này. Trần Cương nếu bởi vì CC chết của Hồng Trường Thanh mà xảy ra chuyện, như vậy Trần Cương rất có thể sẽ kéo theo cả hai người bọn họ vào. Viên Hiếu Thương cho rằng Trương Dương nhất định là người khẩn trương nhất, dù sao lúc trước Tang Bối Bối cũng là bị hắn giết chết, Viên Hiếu Thương và Trần Cương chỉ là đồng lõa. Trương Dương nói, vừa rồi tôi tới chỗ hắn rồi, há nói một câu. Hắn cố ý tạm dừng một chút rồi nhìn thẳng vào hai mắt Viên Hiếu Thương, hắn muốn chúng ta nhất định phải giúp hắn. Viên Hiếu Thương nhíu mày, nghe thì như đang uy hiếp chúng ta. Trong lòng hắn biết rõ, Trần Cương nói như vậy chính là uy hiếp. Trương Dương nói, hắn tựa hồ đã có chút rối loạn phương tắc rồi, căn cứ vào tin tức mà tôi nhận được. Hồng Trường Thanh chết vì bị giết, trước mắt cơ quan công an đang điều tra tìm chứng cứ, chắc không lâu nữa sẽ điều tra tới chỗ hắn thôi. Viên Hiếu Thương nói, phía công an đã biết quan hệ của bọn họ rồi à? Trương Dương nói, Hồng Trường Thanh có cháu gái công tác ở Tân Hải, theo như lời cô ta thì Hồng Trường Thanh lúc sinh tiền đã từng nói với cô ta, nếu mình gặp bất trắc gì, như vậy người giết cô ta khẳng định là Trần Cương, khi công an tới điều tra cô ta, tôi tin cô ta sẽ không giấu điểm này đâu. Viên Hiếu Thương nói khẽ, nói như vậy bí thư Trần lần này phiền toái rồi. Trương Dương nói, theo anh thấy, chuyện này phát triển đến mức xấu nhất sẽ như thế nào? Viên Hiếu Thương nghĩ rồi lắc đầu, bí thư Trần khó đoán lắm, nếu phiền toái lần này của hắn quá lớn, không ngoại trừ khả năng hắn sẽ làm ra một số hành vi cực đoan. Trương Dương nói, chúng ta thực sự phải giúp hắn thôi. Triệu Quốc Cường tự mình đăng môn bái phỏng Trần Cương, bởi vì vụ án của Hồng Trường Thanh liên quan tới Trần Cương, cho nên hắn cũng biểu hiện ra vẻ khá thận trọng, dù sao Trần Cương cũng là bí thư ủy ban kỷ luật Bắc Cảng, hắn không muốn chuyện trước khi được điều tra rõ đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Cương đối với chuyện Triệu Quốc Cường đến thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, khi gặp mặt Triệu Quốc Cường, hắn đã hoàn toàn trấn định rồi, hắn không giết người thì vì sao phải sợ. Trần Cương hắn sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Thời gian Triệu Quốc Cường đến Bắc Cảng không dài, cũng không có nhiều giao tiếp với Trần Cương, nhưng hắn hiểu rõ Trần Cương là một trong những người có thực quyền nhất ở Bắc Cảng. Trần Cương nhiệt tình mời Triệu Quốc Cường vào văn phòng. Mời hắn ngồi xuống rồi mỉm cười nói, Triệu Cục hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì? Triệu Quốc Cường nói, Bí thư Trần, tôi hôm nay tới đây là muốn nhờ anh hiệp trợ tôi tìm hiểu một số việc, không biết có làm ảnh hưởng tới thời gian quý giá của Bí thư Trần hay không? Trần Cương nghĩ thầm, có làm ảnh hưởng hay không thì anh cũng đã tới rồi, còn làm bộ làm tịch, hắn trong tiềm thức đã ôm một loại thái độ đối địch với Triệu Quốc Cường, bởi vì hắn cho rằng Triệu Quốc Cường đang làm chuyện bất lợi đối với mình. Trần Cương cười nói, Triệu Cục, anh khách khí với tôi làm gì, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Triệu Quốc Cường gật đầu, Bí thư Trần, anh nghe nói chuyện của đồng chí Hồng Trường Thanh rồi chứ? Trần Cương nhíu mày, trên mặt cố nặn ra vẻ mặt thương tiếc, nghe nói rồi, tôi rất tiếc, cô ta như vậy trẻ tuổi như vậy, còn có tiền đồ rất lớn, vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Kết quả nghiệm thi đã có rồi, là bị giết. Triệu Quốc Cường rõ ràng có chút không kiên nhẫn với kiểu diễn trò của Trần Cương, lập tức vạch trần sự thực. Trần Cương đã biết kết quả từ trước xong vẫn có thể biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên khiến cho người ta tin phục, muốn làm một quan viên tốt, đầu tiên phải luyện tập để trở thành một diễn viên tốt, Trần Cương kinh ngạc vạn phần nói, bị giết ư. Sao có thể, ai nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy? Triệu Quốc Cường nói, Bí thư Trần, ở trong phòng người chết tìm được một vài thứ. Nội tâm Trần Cương lập tức xuống, hắn bắt đầu im lặng. Nhìn chăm chú vào Triệu Quốc Cường, đợi lời nói tiếp theo của hắn. Triệu Quốc Cường nói, một quyển nhật ký, một số băng ghi âm, một số nội dung trong đó có đề cập đến Bí thư Trần. Khóe miệng Trần Cương giật giật, chuyện quả nhiên đang phát triển theo hướng xấu. Triệu Quốc Cường nói, vốn tôi cũng không tin những lời đồn đại bên ngoài, nhưng hiện tại tôi tin rồi. Triệu Quốc Cường nói rất huyền chuyển, ý tứ của hắn là bên ngoài đều nói Trần Cương anh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Dùng quyền mưu sắc, hiện tại tôi tìm được chứng cứ rồi. Chương 2072, anh giúp tôi với 4. Trần Cương vẫn không nói gì, không phải hắn không muốn nói. Mà là hắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Triệu Quốc Cường nói, Bí thư Trần có gì muốn nói với tôi không?
Trần Cương nói, tôi không có bất kỳ liên quan gì tới vụ án của Hồng Trường Thanh, tôi có chứng cứ ngoại phạm, tôi đã gần 2 tháng rồi không gặp cô ta. Triệu Quốc Cường nói, bí thư Trần, Hồng Trường Thanh lúc sinh tiền phải chắc đã nói một số lời uy hiếp tới anh. Trần Cương mím môi, trước mặt Triệu Quốc Cường, hắn đã không thể che giấu, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, có, nhưng tôi không có ý hại cô ta. Triệu Quốc Cường nói, bí thư Trần, tôi là một cảnh sát, tôi dựa theo nguyên tắc của tôi mà làm việc, điều tra kế tiếp có thể sẽ tạo thành một số ảnh hưởng tới anh, tôi hôm nay tới. Còn có một mục đích chính là thông chi cho anh để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu Quốc Cường nói xong thì đứng dậy rời đi. Trần Cương sắc mặt tái nhợt nhìn Triệu Quốc Cường, cho tới lúc thân ảnh của Triệu Quốc Cường biến mất ở ngoài cửa, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn ý thức được mình không thể cứ tiếp tục như vậy, bằng không chỉ biết ngồi chờ chết. Hắn quyết định đi tìm Hạng Thành. Hạng Thành không biết Trần Cương gặp phiền toái lớn như vậy, thân là bí thư thị ủy, y không thể quan tâm tới cái chết của một nữ cấp dưới bình thường. Trần Cương kể lại chuyện một lần, Hạng Thành mới biết chuyện của Hồng Trường Thanh có ảnh hưởng lớn như vậy, hắn căm tức nói với Trần Cương, lão Trần à. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bảo anh kiểm điểm lại phong cách sinh hoạt một chút, nhưng anh lại làm ngược lại, coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai ư. Trần Cương vẻ mặt đau khổ nói, bí thư Hạng, tôi và Hồng Trường Thanh đều là chuyện quá khứ rồi, về sau tôi phát hiện nữ nhân này lòng tham không đáy, không ngừng đòi hỏi, tôi đã đoạn tuyệt qua lại với cô ta. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại độc như vậy, không ngờ lại viết chuyện của chúng tôi vào trong nhật ký, còn ghi âm lại nữa. Hạng Thành chỉ vào mặt Trần Cương, thật sự là tức giận vô cùng. Trần Cương nói, tôi thừa nhận, tôi không thể chịu được hoặc, nhưng tôi không có giết người, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ này, cái chết của cô ta không liên quan gì tới tôi. Hạng Thành nói, anh vẫn chưa nhìn rõ hiện thực ư. Cho dù cái chết của cô ta không liên quan tới anh. Nhưng chứng cứ hai người có quan hệ đã lọt vào trong tay Triệu Quốc Cường, anh cho rằng hắn sẽ che giấu bí mật cho anh ư. À, đừng quên, bí thư của Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn đang ở Bắc Cảng chúng ta đấy, chỉ cần hắn đưa lên băng ghi âm và nhật ký của Hồng Trường Thanh là anh chờ bị xong quy đi. Hai chân Trần Cương mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, hắn vô lực ngã ngồi ở sofa, bí thư Hạng, anh giúp tôi với, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Hạng Thành tức giận nói, tôi giúp anh thế nào? Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Trần Cương cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn nuốt nước miếng nói, bí thư Hạng. Nhiều năm như vậy, tôi cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Hạng Thành nghe hắn nói như vậy thì đột nhiên biến sắc, trong hai mắt đột nhiên hiện lên hàn quang lạnh thấu xương, hắn nhìn thẳng vào Trần Cương, lời này của lời này có ý gì? Trần Cương nói, không có ý gì cả, tôi chỉ là muốn bí thư Hạng giúp tôi thôi. Lúc ban đầu còn có chút không vững tâm. Nhưng đến lúc này bỗng nhiên có gan muốn đem tất cả ra đánh bạc. Hạng Thành gật đầu nói, anh đi về trước đi, kiểm điểm lại mình một chút. Triệu Quốc Cường không hề nóng lòng công bố nhật ký và băng ghi âm mà Hồng Trường Thanh lưu lại ra công chúng, bởi vì hắn cảm thấy còn quá sớm để công bố chuyện này, cũng không giúp được gì cho tình tiết vụ án, ngược lại sẽ tập trung sự chú ý của mọi người vào quan hệ giữa Trần Cương và Hồng Trường Thanh. Nhằm vào vụ án Hồng Trường Thanh ngộ hại, Triệu Quốc Cường đã thành lập tổ chuyên án. Do chính hắn tự mình lĩnh hàm chỉ huy, tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Chồng Hồng Trường Thanh là Trương Minh Trung cũng đã trở lại, ngay lập tức đã bị mời đến cục công an. Trương Minh Trung biểu hiện ra vẻ khá đạm mạc với cái chết của vợ, nhìn Triệu Quốc Cường rồi nói, chuyện của cô ta không liên quan gì tới tôi, chúng tôi đã ở riêng một đoạn thời gian rất dài rồi, lần cuối tôi gặp cô ta là vào năm ngoái. Triệu Quốc Cường nói, tôi không phải nhận định chuyện này có liên quan tôi anh. Tôi gọi anh tới là muốn tìm hiểu một chút những thứ có tương quan với tình tiết vụ án. Trương Minh Trung nói, tôi không thể cung cấp được gì cho các anh, tôi căn bản không biết gì về Hồng Trường Thanh cả, cô ta có cuộc sống của cô ta, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi, có thể nói thế này, cô ta và tôi chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì căn bản không có bất kỳ quan hệ gì khác. Triệu Quốc Cường nhìn Trương Minh Trung, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét, cho dù là hai người là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng Triệu Quốc Cường cũng không nên biểu hiện ra vẻ đạm mạc như vậy. Triệu Quốc Cường nói, người chế là vợ anh, chẳng lẽ anh một chút thương tâm cũng không có ư, một chút đau khổ cũng không có ư. Trương Minh Trung nói, tình cảm của tôi vốn đã chết rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, thời gian của tôi cũng không nhiều lắm, lát nữa còn phải đi lo liệu hậu sự của cô ta. Triệu Quốc Cường gật đầu, vợ anh lúc sinh tiền có đắc tội với người nào hay không? Trương Minh Trung lắc đầu nói, không biết. Anh và cô ta vì sao lại ở riêng? Tình cảm bất hòa,
Trương Minh Trung vô cùng bình tĩnh, hắn trả lời rất cẩn thận. Triệu Quốc Cường nói, theo ý anh, cái chết của cô ta tồn tại điểm đáng ngờ gì không? Trương Minh Trung bật cười, đừng hỏi tôi thật sự không biết, bất kể cô ta còn sống hay là đã chết thì tôi cũng đều muốn cố gắng phân rõ giới hạn với cô ta. Tôi biết các anh muốn hỏi gì, tôi cũng rất muốn giúp các anh, nhưng tôi thực sự không biết gì về cô ta cả, thân là một người chồng, tôi rất thất bại, tôi thừa nhận mình trong hôn nhân đã thất bại thảm hại, xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh cả. Triệu Quốc Cường nói, anh có tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của cô ta không? Trương Minh Trung nói, không biết, cũng từng nghe nói cô ta ở bên ngoài có nam nhân, cô ta khi còn sống tôi còn không có hứng thú muốn biết, chết rồi thì tôi càng không có hứng thú, tôi có thể thẳng thắn thành khẩn nói với anh, nghe thấy tin tức tử vong về cô ta, cảm giác của tôi không phải là thương tâm mà là giải thoát. Triệu Quốc Cường cảm thấy bi ai, không chỉ bởi vì Hồng Trường Thanh, cũng vì Trương Minh Trung. Bọn họ hiển nhiên đều là người thất bại trong cuộc sống. Trương Minh Trung tuyệt đối không giống như những gì hắn nói, hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là không muốn nói. Mấy người có liên quan chặt chẽ tới Hồng Trường Thanh đều là lựa chọn trầm mặc, Triệu Quốc Cường cuối cùng cũng tới điều tra Hồng Thi Kiều. Hắn tự mình tới Tân Hải một chuyến, ở Ban Chiêu Thương gặp được Hồng Thi Kiều. Hồng Thi Kiều hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi bi thương vì mất đi người thân, mắt sưng húp, trước đó cô ta cũng đã xin nghỉ một ngày. Có điều lập tức lại quay về đi làm. Cảnh sát tìm tới cô ta cũng là việc trong tình lý, nhưng có chút bất ngờ là Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Cảng lại tự mình tới tìm cô ta để hỏi tình huống. Triệu Quốc Cường đi cùng với Trình Diễm Đông tới, Trình Diễm Đông không hề tham gia vào toàn bộ quá trình, để lại không gian cho bọn họ nói chuyện riêng. Nghe thấy Triệu Quốc Cường hỏi về vụ án của cô mình, Hồng Thi Kiều lại bị gợi lên sự thương tâm, không nhịn được cúi đầu gạt lệ. Triệu Quốc Cường chờ tình tự của cô ta bình phục lại mới hỏi, cô có cái nhìn như thế nào về vụ án này? Có manh mối gì đáng để coi trọng không? Hồng Thi Kiều nói, cô tôi là bị Trần Cương hại chết. Vì sao cô lại có kết luận như vậy? Hồng Thi Kiều lau khô nước mắt, dũng cảm nhìn Triệu Quốc Cường rồi nói, cô tôi lúc sinh tiền từng nói, nếu có một ngày cô ta có bất trắc gì thì người hại cô ta chính là Trần Cương. Triệu Quốc Cường nói, chỉ dựa vào một câu nói của cô ta. Không thể đưa ra phán đoán như vậy. Hồng Thi Kiều nói, Trần Cương lợi dụng chức quyền, bức bách cô tôi và hắn trường kỳ bảo trì quan hệ lưỡng tính, hắn chính là một tên bại hoại trà trộn vào đội ngũ cán bộ. Triệu Quốc Cường nói, Tiểu Hồng, tôi nghĩ cô nên phân rõ một chuyện, tôi hiện tại đang tra án hình sự chứ không phải án cán bộ vi phạm kỷ luật, tôi muốn cô cố gắng cung cấp những chứng cứ có lợi cho tình tiết vụ án về phần chuyện cán bộ nào vi phạm kỷ luật thì cô có thể phản ánh với bộ môn kiểm tra kỷ luật. Tôi cũng có thể giúp cô. Hồng Thi Kiều cắn cắn môi nói, cô tôi trước đó không hài lòng với công tác hiện tại của mình, cho nên nhiều lần đề xuất muốn được đổi mới công tác với Trần Cương, còn từng nói với hắn, nếu hắn không giúp giải quyết vấn đề công tác thì sẽ công khai quan hệ của hai người bọn họ. Tôi nghĩ là Trần Cương nhất định là bị cô tôi bức quá, sợ quan hệ giữa sợ bọn họ bị vạch trần, cho nên bí quá hóa liều làm ra chuyện giết người diệt khẩu. Chương 2073, Phản ứng dây chuyền 1. Hồng Thi Kiều không phải cảnh sát, cô ta chỉ dựa theo tư duy logic của mình để phân tích vấn đề. Triệu Quốc Cường đương nhiên sẽ không công nhận toàn bộ suy luận của cô ta, nhưng suy luận của cô ta cũng vô cùng có đạo lý. Nếu Hồng Trường Thanh thực sự từng bước ép sát Trần Cương dưới tình huống bị bức ác quá, cũng có thể mất lý trí, làm ra chuyện diệt khẩu, Triệu Quốc Cường nói chuyện dưỡng cô đi. Hồng Thi Kiều nói, có lẽ anh nên trực tiếp đi hỏi hắn. Tuy rằng cô đã chết, nhưng Hồng Thi Kiều vẫn không muốn bình luận về quan hệ vợ chồng của bọn họ. Triệu Quốc Cường nói, tôi đã hỏi hắn rồi, hắn không muốn nhắc tới quan hệ với cô, cũng không cung cấp bất kỳ manh mối gì cả. Tôi nhìn ra được hắn có oán niệm rất lớn với cô, tình cảm đối với cô ta cũng rất đạm mạc. Triệu Quốc Cường cũng không phải là bới chuyện, hắn là muốn dẫn dắt lời nói của Hồng Thi Kiều. Hồng Thi Kiều không hề kích động như dự kiến, cô ta khinh thường nói, hắn có gì mà oán giận. Nếu không có cô tôi thì hắn liệu có được vị trí hôm nay không? Lúc trước còn không phải là hắn đã đẩy cô tôi vào lòng Trần Cương ư. Ai cũng đều có thể khinh thường cô tôi, nhưng chỉ có hắn là không thể, anh có thể đi hỏi thử hắn, hắn ở bên ngoài rốt cuộc có mấy người tình. Triệu Quốc Cường nghe mà to cả đầu, xem ra cuộc sống tình cảm hai vợ chồng của Trương Minh Trung và Hồng Trường Thanh rất đặc sắc, chẳng ai tốt đẹp gì cả. Hồng Thi Kiều nói xong liền ý thức được mình nói nhiều quá rồi. Cũng ý thức được mình đã bị Triệu Quốc Cường cho vào bẫy, có chút bất mãn nhìn hắn, Triệu Cục, ngài còn muốn biết gì nữa?
Triệu Quốc Cường mỉm cười nói, không có gì nữa cả, cô yên tâm, tổ của chuyên án chúng tôi nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phá án và bắt giam. Nhất định sẽ cho người chết một cái công đạo, cho các cô một cái công đạo. Triệu Quốc Cường rời khỏi phòng, ra tới trên hành lang thì nhìn thấy Trương Dương đang chắp tay sau lưng lắc lư đi tới ban chiêu thương, Triệu Quốc Cường lập tức dừng chân, có chút có hứng thú nhìn Trương Dương, còn nói nữa à, thằng cha này vẫn có vài phần khí chất lãnh đạo. Không đợi đi đến trước mặt Triệu Quốc Cường, Trương đại quan nhân đã bật cười, cười như ánh mặt trời tỏa sáng, Triệu cục, khéo quá nhỉ. Triệu Quốc Cường ý vị thâm trường nói, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Trương Dương gật đầu, tôi xuất hiện ở đây thì không tính là trùng hợp, anh xuất hiện ở đây cũng không bình thường, hai chúng ta gặp gỡ ở đây chính là trùng hợp thuần túy. Triệu Quốc Cường nói, tôi đến tìm đồng chí Hồng Thi Kiều để tìm hiểu một số tình tiết vụ án. Trương Dương mời, tới văn phòng của tôi ngồi chơi đi. Triệu Quốc Cường tựa cười mà như không phải cười nhìn hắn, sao? Nghĩ thông rồi à, định tiết lộ chút tin tức cho tôi ư? Trương Dương cười nói, tóm lại là chỉ có lợi đối với anh thôi. Triệu Quốc Cường đi theo hắn tới văn phòng. Phó Trường Trinh sớm pha trà xong rồi, nhìn thấy bọn họ tới thì cười cười xoay người đi. Trương Dương làm động tác mời, mời Triệu Quốc Cường ngồi xuống trước bàn trà. Triệu Quốc Cường nói, còn nói là trùng hợp nữa à? Tôi thấy anh là xúc mưu từ lâu rồi, có phải Trình Diễm Đông đã nói với anh tôi đến Tân Hải để tìm hiểu tình huống hay không? Trương Dương cười nói, anh đừng quên, nơi này là Tân Hải, tôi là bí thư thị ủy của nơi này, trên một mẫu ba phân đất của tôi, nhất cử nhất động của anh tất cả đều nằm trong tầm mắt của tôi. Anh chắc không phải đang giám thị tôi chứ? Trương Dương nói, giám thị cục trưởng thị cục, anh cho rằng đầu óc của tôi có bệnh à? Triệu Quốc Cường nói, tôi còn có việc. Anh có chuyện gì thì nói mau đi. Trương Dương nói, Hồng Thi Kiều có cung cấp manh mối hữu dụng gì cho anh không? Triệu Quốc Cường nói, tôi có cần thiết phải báo cáo với anh không? Mà tôi bực lắm nhé, tra án là chuyện của cảnh sát chúng tôi. Anh đi theo làm gì? Anh nếu thật sự muốn giúp thì cung cấp chút manh mối đi. Không muốn giúp thì tránh xa ra, tôi nói này, anh rốt cuộc là có dính dáng gì tới việc này? Hay là rảnh quá không có việc gì? Muốn tìm chút việc vui để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ư? Triệu Quốc Cường rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Trương đại quan nhân lại rất, hắn cười nói, sao nóng thế, tôi bảo này, anh có thể đừng nóng thế được không? Làm chuyện gì cũng phải từ từ chứ, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng đâu. Triệu Quốc Cường cười khổ nói, tôi sợ anh rồi đấy, anh đứng nói chuyện thì thắt lưng không đau, tôi đến Bắc Cảng mới được vài ngày đã có một vị nữ cán bộ bị giết. Tôi nếu không nhanh chóng phá án thì người khác sẽ nhìn tôi như thế nào? Trương Dương nói, Hồng Thi Kiều đối đãi với vấn đề có chút cực đoan, cô ta cho rằng vụ án này chính là Trần Cương làm. Triệu Quốc Cường nhìn Trương Dương một cái, anh biết cô ta nói thế nào? Trương Dương nói, cô ta trước đó đã tới tìm tôi, nhờ tôi giúp phản ánh, cô ta cho rằng Hồng Trường Thanh là Trần Cương giết. Triệu Quốc Cường nói, trước đó anh sao không nói? Trương Dương nói, tôi không phải lo lắng những lời này có thể sẽ tạo thành ngộ đạo tới anh ư. Cho nên không thể nói được. Triệu Quốc Cường nói, anh cho rằng sức phán đoán của tôi kém như vậy à? Chỉ dựa vào một câu của cô ta mà tôi sẽ tới bắt bí thư ủy ban kỷ luật thành phố thẩm vấn ư. Trương Dương nói, cấp bậc của anh hình như không đủ. Triệu Quốc Cường nghiêm mặt nói, Vương Tử phạm pháp đồng tội với dân, huống chi là bí thư ủy ban kỷ luật cấp thành phố. Trương Dương nói, Trần Cương không thể giết chết Hồng Trường Thanh. Triệu Quốc Cường nói, anh vì sao có kết luận như vậy? Trương Dương nói, chút chuyện giữa Trần Cương và Hồng Trường Thanh rất nhiều người đều biết, Trần Cương muốn giết người diệt khẩu thì người hắn phải giết nhiều lắm. Triệu Quốc Cường nói, anh biết ư, anh nếu biết hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương của Trần Cương thì vì sao không báo cáo lên cấp chết? Vì sao dung lưu cho hạng phần tử hủ bại như Trần Cương tiếp tục đứng ở trong bộ môn kiểm tra kỷ luật? Trương Dương nói, anh trước tiên đừng có gào thét với tôi, cũng đừng nghĩ tôi như hắn, tôi là đang trình bày một sự thật, chúng ta đang thảo luận tình tiết vụ án. Triệu Quốc Cường tức giận nói, tôi thảo luận tình tiết vụ án gì với anh? Tôi có cần phải làm thế không? Anh biết mà không báo chính là thông đồng làm bậy. Trương Dương nói, anh lại chụp mũ tôi rồi. Triệu Quốc Cường nói, anh quan tâm tới vụ án của Hồng Trường Thanh như vậy, rốt cuộc là vì sao? Anh minh bạch. Trương Dương nói, tôi chính là muốn giúp anh thôi, để anh đừng để bị chuyện ngoài mặt mê hoặc, đừng chuyên chú quá vào quan hệ giữa Trần Cương và Hồng Trường Thanh. Triệu Quốc Cường nói nhiều như vậy rồi, anh vẫn còn không phải là muốn bảo hộ Trần Cương ư,
sợ bởi vì vụ án này mà để ra quan hệ của Trần Cương và Hồng Trường Thanh. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, tôi thừa nhận, quan hệ cá nhân của tôi và Trần Cương không tồi, tôi không hy vọng hắn bị té ngã như vậy, công bình mà nói thì người này trừ tác phong có chút tật xấu ra thì công tác vẫn không tồi. Chương 2074, phản ứng dây chuyền 2. Triệu Quốc Cường nói, tôi hiện tại bắt đầu minh bạch vì sao Văn Hạo Nam thích cha anh như vậy, xem ra không phải vấn đề của hắn mà là vấn đề của anh. Trương Dương nói, anh đang hoài nghi tôi. Triệu Quốc Cường nói, trước đây cũng không hoài nghi, có điều hiện tại bắt đầu hoài nghi rồi. Di động của hắn lúc này đổ chuông, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hắn và Trương Dương. Triệu Quốc Cường cầm điện thoại, nghe thấy một thanh âm nói khẽ, Triệu Cục, báo cáo một tin tức cho anh, Trần Khải đã bỏ trốn rồi. Triệu Quốc Cường nghe vậy thì ngẩn ra, hắn lớn tiếng nói, anh là ai? Đối phương cười lạnh một tiếng, anh không cần biết, Trần Khải đang trốn về phía Nam. Đoạn thời gian gần đây hắn luôn bàn quan hệ với phía Miến Điện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là trốn tới đó, anh tốt nhanh mau mau chuẩn bị sẵn sàng đi, tránh để hắn chạy thoát. Nói xong thì gác máy. Triệu Quốc Cường trong nhất thời ngây ra đó. Trương Đại Quan Nhân ngồi ở cạnh hắn, đã nghe rõ hết cuộc đối thoại vừa rồi, hắn có thính lực cỡ nào chứ, đừng nói Triệu Quốc Cường ngây ra đó, Trương Đại Quan Nhân cũng giật mình không nhỏ, Trần Khải không ngờ lẩn trốn vào lúc này, chuyện phiền toái thật rồi. Nhất định là hắn cho rằng đại ca lần này cần sẽ gặp chuyện không may, thừa dịp chuyện vẫn chưa hoàn toàn bại lộ thì lẩn trốn trước, Trương Dương sở dĩ lên tiếng cho Trần Cương, vẫn là vì không muốn hắn bị moi ra sớm như vậy, không muốn cố gắng trước đây của mình là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng chuyện không phát triển giống như trong dự đoán của mình, cái chết của Hồng Trường Thanh đã đảo loạn tất cả, chuyện cứ liên tục xảy ra, chỉ sợ phiền toái lớn rồi. Triệu Quốc Cường lặng lẽ đứng dậy, hắn nói với Trương Dương, về sau tôi sẽ tìm anh. Trương Dương nói, ai gọi điện thoại tới vậy? Triệu Quốc Cường nhíu mày, gì cơ? Vừa rồi là ai gọi điện thoại tới? Triệu Quốc Cường lắc đầu, tôi cần phải báo cáo với anh à. Trương Dương nói, anh đừng đi vội, tôi có một số việc muốn nói với anh. Tôi có việc gấp. Việc gấp gì? Chẳng qua là cú điện thoại nặc danh đó nói với anh là Trần Khải đã bỏ trốn. Sắc mặt Triệu Quốc Cường thay đổi. Lỗ tai của thằng cha này sao thính thế? Không ngờ đã nghe rõ nội dung cú điện thoại của mình, sớm biết rằng như vậy, mình nên ra ngoài mà nghe máy. Trương Dương nói, không cần đề phòng tôi như phòng trộm. Triệu Quốc Cường cầm di động của mình lật qua lật lại xem, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Trương Dương nói, anh chắc không phải đang hoài nghi tôi cũng lắp thiết bị nghe trộm vào máy của anh chứ? Triệu Quốc Cường nói, anh muốn nói gì? Trương Dương nói, khi tôi vừa tới Bắc Cảng, Kiều Mộng Viện và Thì Duy lái xe tới chỗ tôi chơi, chiếc Mercedes của Kiều Mộng Viện bị người trộm đi, chính là có cú điện thoại nặc danh nói cho tôi biết, xe đã đưa lên Hưng Long Hiệu, cho nên tôi mới cùng Trình Diễm Đông dẫn cảnh sát tới, có hành động phá án vượt địa bàn, quả nhiên, thực sự ở trên Hưng Long Hiệu lục soát ra được chiếc ô tô bị mất trộm, phát hiện rượu vang buôn lậu giá trị 500 vạn, về sau người này lại 3 lần 7 lượt gọi điện thoại tiết lộ cho tin tức tôi. Tôi phát hiện hắn căn bản không phải muốn giúp tôi, mà là muốn nắm mũi của tôi dắt đi, lợi dụng tôi để làm việc cho hắn, hòng đạt được mục đích mà không muốn ai biết. Triệu Quốc Cường lặng lẽ gật đầu, hắn gọi điện thoại cho Trần Khải, điện thoại quả nhiên không thể nối được, Triệu Quốc Cường ra hiệu cho Trương Dương đợt một lát rồi nói, hắn lại gọi điện thoại cho phân cục khu khai phá, biết được Trần Khải hôm nay căn bản không đi làm. Triệu Quốc Cường lòng trầm xuống, xem ra cú điện thoại nặc danh này cũng không phải là tự dưng mà có. Trần Khải 89 phần 10 đã bỏ trốn rồi. Hắn nhanh chóng an bài, sai người bắt đầu tìm kiếm Trần Khải, làm xong tất cả, hắn mới đặt điện thoại sang một bên, nhìn Trương Dương rồi nói, tôi nghĩ hiện tại tới lúc chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi. Trương Dương tiếp tục đề tài vừa rồi, sau khi Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng, tiến hành một loạt hành động mạnh mẽ vang dội, ngoài mặt thì nhìn hắn tựa hồ làm được một số việc, nhưng trên thực tế hắn chỉ khiến Bắc Cảng càng thêm hỗn loạn mà thôi. Hắn cũng nhận được rất nhiều điện thoại nặc danh, chính những cú điện thoại này đã khiến hắn biến cục diện của Bắc Cảng thành càng lúc càng loạn. Triệu Quốc Cường đặt di động trên bàn trà, nhìn đèn tín hiệu lóe ra, hắn nói khẽ, anh là nói, tên nặc danh này lặp lại trò cũ, muốn dắt mũi tôi đi. Trương Dương nói, hắn muốn làm gì thì tôi không biết, nhưng hắn đối với anh tuyệt đối sẽ không có hảo ý. Triệu Quốc Cường nói, nhưng Trần Khải rất có thể đã đào tẩu. Trương Dương nói, Triệu Cục. Tôi cảm thấy Bắc Cảng lần này có thể sẽ thực sự xảy ra đại sự. Triệu Quốc Cường nhìn hắn, Trương Dương,
anh rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đang giấu tôi? Trương Dương nói, chuyện không nắm chắc thì tôi không thể nói được. Triệu Quốc Cường nói, bất kể anh xuất phát từ mục đích như thế nào thì cũng chỉ là đang bảo vệ Trần Cương, tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với anh, chuyện của Trần Cương tôi không thể ém xuống được, hắn đã có hành vi vi phạm kỷ luật, tôi phải báo cáo lên cấp trên. Trương Dương nói, nhưng chuyện của hắn chắc không liên quan gì tới bản thân vụ án này, anh có cảm thấy cái chết Hồng Trường Thanh có lẽ chỉ là một mở đầu hay không, có người muốn thông qua cái chết của cô ta, để khơi ra một loạt người và sự kiện. Cái mà chúng ta hiện tại đang nhìn thấy chỉ là một bộ phận của phản ứng dây chuyền. Triệu Quốc Cường nói, phản ứng dây chuyền gì? Trương Dương nói, tôi cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy chuyện lần này có chút kỳ quái. Triệu Quốc Cường lại đứng dậy, Trương Dương, tôi khuyên anh một câu, đừng hỏi đến vụ án này, vụ án chỉ có cơ quan công an chúng tôi đi tra xét, về phần Trần Cương, chuyện của hắn anh tốt nhất cũng đừng động vào, thứ cho tôi nói thẳng, anh có thể đâu, anh không quản được gì cả. Phát triển của chuyện không phải anh có thể nắm giữ được. Những lời này của Triệu Quốc Cường cũng không có nói sai, phát triển của chuyện quả nhiên không phải Trương Dương có thể nắm giữ được. Trần Khải lẩn trốn, sau khi hắn biết đại ca đã bị dính dáng tới chuyện của Hồng Trường Thanh thì hắn bắt đầu bi quan tuyệt vọng. Hắn cho rằng lần này đại ca bất kể là như thế nào cũng sẽ không thoát khỏi được chế tài của pháp luật, hắn không muốn bị liên lụy. Tuy rằng là anh em ruột, nhưng hắn hiển nhiên không chuẩn bị Trần Cương cùng chung hoạn nạn với Trần Cương. Từ lúc bị Trương Dương nắm thóp, hắn đã liền bắt đầu tìm cách rời khỏi, cái chết của Hồng Trường Thanh, đại ca bị liên lụy, khiến hắn đột nhiên hạ quyết tâm, hắn phải đi, vào những lúc như thế này nếu cứ tiếp tục do dự thì chỉ sợ có muốn chạy cũng không được. Trần Khải bỏ đi không có nói với bất kỳ ai, bao gồm cả đại ca của đại ca, cho nên Trần Khải bỏ trốn đối với mọi người mà nói thì đều rất đột nhiên. Người bị đả kích lớn nhất là Trần Cương bỗng nhiên ý thức được mình đã bị người chung quanh vứt bỏ. Ngay cả em ruột của hắn cũng bỏ trốn, thậm chí khi đi cũng không muốn nói với hắn một tiếng. Trần Cương đã đoán trước được chuyện mình sớm muộn gì cũng bị song quy, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Chiêu vẫn ở Lâm Mông, chuyện bên này hắn không thể không nghe nói, cho dù hắn không biết thì Triệu Quốc Cường cũng đã có được nhật ký và ghi âm mà Hồng Trường Thanh lưu lại, chỉ bằng hai thứ này đã đủ khiến mình thân bại danh liệt rồi, có lẽ còn có thể bị bỏ tù. Đối với cán bộ như hắn mà nói thì thanh danh và sinh mạng đều quan trọng như nhau. Nhưng, hắn chỉ sợ không thể vãn hồi được thanh danh của mình, về phần sinh mệnh, có trời mới biết được sẽ đi về đâu. Chương 2075, phản ứng dây chuyền 3. Chỉ là cho tới bây giờ vẫn không có lãnh đạo nào tìm hắn nói chuyện, Trần Cương vẫn ngồi yên trên cương vị công tác, thật ra hắn cũng không muốn, nhưng hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn ngồi ở chỗ này không phải để sử dụng quyền lực của hắn mà là đang chờ đợi chế tài. Bí thư thị ủy Hạng Thành chủ động gọi điện thoại tới, bảo hắn tới văn phòng của mình một chuyến. Trần Cương tâm thần hoảng hốt tới trước mặt Hạng Thành. Hạng Thành nhìn Trần Cương, từ sau khi tin Hồng Trường Thanh chết được truyền ra mới chỉ có 2 ngày ngắn ngủn, nhưng Trần Cương rõ ràng đã già đi rất nhiều. Hạng Thành cũng không hề cảm thấy bất ngờ, bất kỳ ai dưới áp lực tâm lý lớn như vậy cũng sẽ sinh ra biến hóa, Trần Cương có thể kiên trì không rồi ngã xuống đã không rất không dễ dàng gì rồi. Ánh mắt Hạng Thành lộ ra vẻ nghiêm khắc, biết tôi gọi anh tới là vì chuyện gì không? Trần Cương lắc đầu, tuy rằng hắn đã đoán được một hai, nhưng hắn không muốn trả lời, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt. Hạng Thành nói, Trần Khải đã đi đâu rồi? Trần Cương lại lắc đầu, tôi không biết, hắn là người trưởng thành, nghĩ gì, làm gì đều không cần phải báo cáo với tôi. Hạng Thành nói, theo như tôi biết thì Trần Khải đã rời khỏi Bắc Cảng, trước mắt không ai biết hắn đang ở đâu. Hắn vì sao lại đi một cách vô thanh vô tức như vậy, tôi nghĩ anh là anh trai thì cũng phải biết một chút. Tôi không biết, nếu tôi biết thì tôi đã không để hắn đi. Ngữ khí của Hạng Thành trở nên nghiêm khắc, tôi nghĩ nên nói với anh một số việc, trong nhà Hồng Trường Thanh đã tìm được một quyển nhật ký của cô ta, có một số băng ghi âm, một bộ phận tương đối lớn trong đó đều có liên quan tới anh, lão Trần, anh có gì muốn giải thích về chuyện này không? Trần Cương nói, cần giải thích ư, tôi thừa nhận. Tôi và Hồng Trường Thanh có quan hệ bất chính, ngài không phải không biết mà. Anh, Hạng Thành bị thái độ của Trần Cương chọc giận, y vỗ mạnh lên bàn, Trần Cương, anh chẳng lẽ còn không nhận thức được sai lầm của mình ư? Đến hiện tại, chỉ có chủ động khai báo với tổ chức về sai lầm của anh mới là điều anh phải làm. Trần Cương nói, khai báo sai lầm, khai báo tôi và Hồng Trường Thanh lăng nhăng với nhau ư? Chủ động yêu cầu tổ chức xong quy tôi sao? Hay là thừa nhận tôi đã giết Hồng Trường Thanh, để giữ danh dự và quan chức nên tôi đã giết cô ta?
Hạng Thành căm tức nhìn Trần Cương, anh phải nhận rõ hiện thực. Trần Cương nói, bí thư Hạng, ngài không cần ba lần bảy lượt nhắc nhở tôi, bảo tôi đi nhận tội ư. Bảo tôi một mình gánh hết tất cả trách nhiệm ư. Dựa vào gì, tôi thừa nhận mình không sạch sẽ, nhưng Bắc Cảng có nhiều quan viên như vậy, ai dám đường đường chính chính đứng ra, vỗ ngực nói một câu là mình trong sạch vô tội. Hạng Thành tức giận nói, tự anh phạm sai lầm, vì sao cứ muốn đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Trần Cương cười lạnh một tiếng, tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi, Trần Cương tôi không phải là người tốt, Trần Cương tới thích nữ nhân, anh biết từ trước rồi mà, rất nhiều người cũng đều biết, vì sao trước đây các anh có thể dễ dàng tha thứ cho tôi, mà hiện tại lại chỉ muốn mau mau đẩy tôi đi, là tôi đáng chết hay là tôi dễ bắt nạt. Chuyện tôi làm tôi có thể thừa nhận, nhưng chuyện tôi không làm thì tôi vì sao phải thừa nhận. Cái chết của Hồng Trường Thanh không liên quan gì tới tôi. Hạng Thành nói, ai nói cái chết của cô ta có liên quan với anh. Nhưng quan hệ của anh và cô ta không thể che giấu được nữa, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là cấp trên đã biết chuyện của anh rồi, lần này không ai bảo vệ được đâu. Trần Cương lắc đầu nói, cho rằng tôi nhìn không thấu à? Tôi đã sớm nhìn thấu rồi, chuyện lần này, tốt nhất là tôi không sao, nếu tôi có chuyện, hậu quả thì anh rõ hơn bất kỳ ai. Trần Cương đã công khai trở mặt, cho dù là đối mặt với vị này Hạng Thành. Hắn cũng không bận tâm tới mặt mũi nữa. Hạng Thành tức giận nói, anh đang uy hiếp tôi, anh dựa vào gì mà uy hiếp tôi? Bản thân anh làm chuyện xấu, tự anh đi mà gánh trách nhiệm. Trần Cương nói, không ai sạch sẽ cả đâu. Hắn nói xong liền xoay người rời khỏi, căn bản không bận tâm tới sắc mặt của Hạng Thành. Mặt của Hạng Thành đã bị Trần Cương khiến cho tức giận đến nỗi vặn vẹo, y cảm thấy ngực có chút tưng tức, qua một hồi lâu mới giảm bớt. Hắn nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông thì đối phương bắt máy. Hạng Thành nói, hắn điên rồi, chỉ sợ sẽ nói lung tung. Đối phương trầm mặc trong chốc lát rồi nói khẽ, anh không cần quản hắn không dám nói lung tung đâu. Trần Khải bỏ trốn rồi. Có người ở sau lưng bố cục, đang liên tiếp bày ra âm mưu, tôi sẽ tra ra hắn. Trần Cương trở lại văn phòng của mình ở gần như đã ngả bài trước mặt Hạng Thành khiến trong lòng hắn thư thái hơn một chút, thư ký lặng lẽ bước vào, hắn cũng nghe thấy phong phanh, biết tâm tình của Trần Cương không tốt, không dám nói với hắn mà lặng lẽ đặt một phong thư trước mặt Trần Cương. Trần Cương cầm phong thư mở ra, trong phong thư chỉ có một tấm ảnh, ảnh gia đình của hắn, khiến Trần Cương hoảng sợ là, trừ hắn ra, trên mặt của mỗi người đều bị đánh dấu X, tay Trần Cương run run. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, cảm thấy tim của mình như đang bị tan ra thành từng mảnh nhỏ. Trần Cương cầm điện thoại, mới ấn được hai số thì liền bỏ xuống, hắn vô cùng bất an. Đứng lên ra ngoài cửa, bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu đổ mưa. Trần Cương lên ô tô của mình, tự lái xe đi, hắn vừa lái xe vừa lưu ý động tĩnh của xe phía sau tựa hồ có một chiếc ô tô màu xám đang theo đuôi hắn, Trần Cương điện thoại di động. Hắn bấm số điện thoại của Trương Dương, tôi gặp phiền toái rồi, có người đang theo dõi tôi. Trương Dương nói, lão Trần, anh quá khẩn trương rồi, chuyện có lẽ không phải như anh nghĩ đâu. Trần Cương nói, tôi biết các anh đều muốn tôi chết rồi thì những chuyện xấu mà các anh đã làm sẽ không bị người ta biết. Trương Dương nhắc nhở hắn, lão Trần, đừng nói linh tinh, anh không lo điện thoại của mình bị người ta nghe trộm ư. Có một cái mạng thôi mà, có gì phải sợ. Giọng nói của Trần Cương tràn ngập vẻ thê lương. Trương Dương nói, lão Trần, anh bình tĩnh chút đi, anh hiện tại đang ở đâu? Tôi tới đó tìm anh. Trần Cương nói, không cần, tôi chuẩn bị đi tự thú đây. Tự thú ư? Trần Cương ừ một tiếng rồi nói, tôi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi thừa nhận quan hệ giữa tôi và Hồng Trường Thanh, tôi chủ động yêu cầu bị song quy, anh hài lòng chưa, tất cả các anh hài lòng chưa? Trương Dương nói, lão Trần, anh bình tĩnh một chút. Chúng ta cần nói chuyện tử tế với nhau, có lẽ chuyện chưa xấu tới mức đó đâu. Trần Cương thở dài, anh không đáng để tôi tin, anh và bọn họ đều muốn dồn tôi vào chỗ chết cả thôi. Trần Cương gác máy, ném điện thoại sang ghế bên cạnh, phía trước lóe lên đèn cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát đã chặn đường hắn. Trần Cương lắc đầu, dậm phanh, mở cửa xe đội mưa đi ra. Cục trưởng Công an Triệu Quốc Cường xuất lĩnh mấy cảnh sát cũng từ trong xe đi ra. Triệu Quốc Cường lớn tiếng nói, bí thư Trần, mưa lớn như vậy, ngài muốn đi đâu? Trên mặt Trần Cương hiện ra một nụ cười kỳ quái, tôi chuẩn bị tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, khai báo những sai phạm của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 220.